Nhất thời, âm hỏa thúy ảnh trùng trùng điệp điệp che kín không trung. Mắt thấy thế tới của nó sẽ phá tan sự phong tỏa của hắc sắc quang trận. Thấy tình hình như vậy, hai minh lôi thú hình người cũng không vội vã, chúng ngẩng đầu hống lên vài tiếng, thân hình lại hóa lớn. Bốn cánh tay to lớn đồng thời giơ lên, tiếng sấm lại rền vang, vô số ngân ti hiện ra chạy dọc theo bốn cánh tay hóa thành từng đạo ngân hồ cực lớn bắn ra. Trong phút chốc, trong quang trận phát ra tiếng nổ ầm vang, diện tích một lần nữa khuếch trương hơn phân nửa bão cát từ bên trong cuồn cuồn tuôn ra. Tại lúc hắc sắc quang trận chiếm lấy thượng phong áp chế công kích phía dưới thì Mỹ phụ đầu bạc và mộc thanh cả kinh, hai người cuống quyết thi pháp. Một người há miệng phun ra tinh huyết, một người nộ hống tận trời. Cả hai đều đã vận dụng pháp lực toàn thân thôi động bảo vật phía trên. Thủy ảnh và hỏa diễm do thúy thủ cùng quái trùy phóng xuất lại trở lên cường thịnh, một lần nữa ngăn cản thế xuống của hắc sắc quang trận. Chỉ là quang trận này vẫn từ từ ép xuống, từng chút một. Mỹ phụ đầu bạc cùng một thanh sắc mặt đại biến. Không ngờ cấm chế này lại lợi hại đến vậy, hai người bọn họ liên thủ mà vẫn khó có thể ngăn cản. Một thanh hít sâu một hơi rồi quay đầu về phía tử huyết khôi lỗi, quát lên. Địa huyết đạo hiếu, người mau ra tay, nếu vật này hạ xuống được thì vô cùng phiền toái. Huyết bào nhân đứng trên tử huyết khôi lỗi tuy không hồi đáp nhưng bảy con kim trúc khôi lỗi vốn đang bảo vệ nhị nữ đồng thời chấp động hóa thành bảy đạo độn quang đánh về phía hai minh lôi thú trên bầu trời xem ra điều huyết lão quái cũng biết rõ sự lợi hại của hắc sắc quang trận kia. Nhưng nếu nó không có nhị thú trực tiếp khống chế thì uy lực tất nhiên sẽ giảm đi. Hắn không hy vọng bảy con khôi lỗi này có thể cường ngạnh đối chiến với nhị thú mà chỉ cần cuốn lấy một chút khiến chúng phân tâm là được rồi. Bảy đạo độn quang vừa mới tiếp cận hai minh lôi thú hình người thì bốn mắt của chúng đã âm trầm đảo qua, bốn tay liên tục biến đổi pháp quyết. Đột nhiên phía sau chúng hiện ra một hắc sắc đại động có đường kính hơn 10 trượng. Hai minh lôi thú nhoáng lên, Thân hình mơ hồ, một phân thành hai phân biệt huyền phù tại hai bên hắc động, còn ở trung tâm hắc động xuất hiện tiếng nổ vang, một mảnh hắc hà từ bên trong cuồn cuộn phun ra như một tia chớp quét lấy toàn bộ bảy con khôi lỗi vào trong đó. Một màn khiến người ta kinh hãi xuất hiện, bảy con khôi lỗi trên mình phủ đầy ô mang rồi biến mất ngay trong hà quang. Ngay sau đó, bên cạnh hắc động chợt lóe linh quang, bảy con khôi lỗi thoáng hiện. Tất cả chúng đều bị từng đoàn hà quang bao phủ đưa vào trong hắc động đến khi mất hẳn bóng dáng đám người một thanh hít vào một ngụm khí lạnh, hai minh lôi thú đắc ý gầm nhẹ vài tiếng, trên tay chúng vẫn không ngừng khắp quyết, hắc động mờ dần rồi hoàn toàn biến mất. Từ trong thân người tử huyết khôi lỗi bỗng nhiên truyền ra tiếng giống giận của huyết bào nhân. Trên đầu vai khôi lỗi này chợt lóe huyết quang, huyết bào nhân lại xuất hiện. Hiển nhiên bảy con khôi lỗi bị cuốn mất một cách khó hiểu khiến hắn vô cùng giận dữ. Hắn không nói một lời chỉ vỗ nhẹ vào sau ót, bỗng nhiên huyết khí cuồn cuộn nổi lên ngưng tụ lại trước người thành một quả huyết cầu cự lớn hai tay huyết bảo nhân khẽ run lên, tựa hồ sẽ lập tức thôi động vật này công kích minh lôi thú. Nhưng vào đúng lúc này thì Mộc Thanh đột nhiên quay đầu hướng về một nơi phụ cận quá to. Là ai, lăn ra đây cho ta. Động tác trên tay của nàng so với thanh âm còn nhanh hơn vài phần. Vô số thanh ti từ trong tay áo phá không cuồn cuộn bắn ra trực tiếp đánh vào chỗ khả nghi. Ồ, oh, một tiếng hô kinh ngạc vang lên, theo đó một đoàn lục khí xuất hiện. Xuy suy, âm thanh xé gió, thanh ti nháy mắt đã xuyên qua đoàn lục khí, chỉ là lục khí đã lại biến mất. Ngay sau đó, phía trên đầu ngục thanh truyền ra từng đoàn dao động không gian cực kỳ yếu ớt, một viên châu trong suốt xuất hiện. Vật này vừa xuất hiện trong nháy mắt đã lập tức quay tròn thả ra bạch quang chói mắt khiến người ta không thể nhìn thẳng. Bề mặt ngoài viên châu trong đoàn bạch mang nhanh chóng biến ảo, thoáng chốc đã hiện ra hai đạo nhân ảnh, một đạo nhũ bạch sắc, một đạo đạm kim sắc. Bóng người đạm kim sắc lập tức giơ tay lên, một đạo ngân hồng rít gào phóng ra, chỉ thoáng chấp động đã chém xuống đỉnh đầu một thanh nhanh như chấp giật. Đạo ngân hồng kia rõ ràng là một ngân sắc chát đao sáng như pha lê. Đúng là ngũ long chát, bóng người đạm kim sắc này tất nhiên là một con kim giáp khôi lỗi. Tuy rằng trên đỉnh đầu một thanh bạch mang chói mắt khiến nàng không thể dùng mắt quan sát nhưng do đã sớm phóng ra thần niệm nên hết thảy mọi thứ ở 10 trượng phụ cận đều rõ như lòng bàn tay. Nàng vẫn vô cùng chấn định, giơ hai tay lên không trung đón đỡ ngân chát. Nhất thời xung quanh bảo vật này bỗng lóe lên điểm điểm thanh quang, vô số ngân ti quỷ dị hiện lên đan dệt vào nhau thành một tấm lưới mưa gió không lọt vây lấy ngân chát. Một bộ phận thanh ti khác lại hóa thành một tấm khăn lụa màu xanh bảo vệ trên không. Một thanh quả là túc trí đa mưu, không biết từ khi nào nàng ta đã bố trí vô số ẩn hình linh ti bên người. Khó trách kim giáp khôi lỗi tuy mượn dùng thần thông quỷ dị của một quỷ vật khác để tiếp cận tung ra một đòn chí mạng. Ai ngờ tính toán lại thất bại trong gang tấc chẳng qua uy năng to lớn ngũ long chát là điều mộc thanh khó có thể tưởng tượng ra nổi. Mặt ngoài ngân chát hiện lên hàn quang chói mắt khiến vô số thanh ti bao bọc bên ngoài gãy đoạn, trực tiếp bị chém nát. Thế tới của ngân chát không chút đình chỉ, thoáng chốc đã chém lên trên khăn lụa màu xanh. Chương 1499, hỗn chiến. Soạt, tấm khăn lụa bị chém rách tan, một mảnh hàn quang chém thẳng xuống đỉnh đầu Mộc Thanh. Sắc mặt Mộc Thanh đại biến, thế mới biết chát đao này sắc bén thế nào. Muốn tránh, đã muộn, chát đao trên đường đi bỗng nhoáng lên huyễn hóa thành từng phiến hư ảnh nó chợt lóe lên rồi biến mất vào trong hư không thâm kêu không tốt trên người mộc thanh chỉ kịp hiện lên một tầng thanh sắc lục giáp bốn phương tám hướng cách đó không xa liền hiện lên từng thanh cự nhận ngân quang lập lòe toàn bộ cự nhận đồng thời phát ra tiếng ông minh hàn quang cuồn cuộn đem mộc thanh vây kín mưa gió không lọt sắc mặt mộc thanh trở lên vô cùng tái nhợt nàng cắn chặt răng hai tay áo bỗng run lên trong tay bỗng xuất hiện một cây đoàn bổng đen thùi nàng nhanh chóng huy động đoàn bổng côn ảnh như núi nhất thời hiện lên trước mặt đón đỡ hàn quang chói mắt đang lao tới. mộc thanh rất rõ bản thân đã bị mất thiên cơ, tính mạng bản thân đang gặp nguy hiểm. bang bang bang, từng tiếng động liên tục vang lên như tiếng gió táp mưa xa. hắc sắc mộc côn cũng không biết là bảo vật gì nhưng khi hóa thành côn ảnh lại có thể mạnh mẽ đối kháng hàn quang, che chở mộc thanh bên trong. chỉ là một lát sau, hàn quang như từng đợt sóng lớp này nối tiếp lớp kia vô cùng vô tận, hắc sắc côn ảnh dần trở lên thưa thớt một côn lại bị hàn quang chém làm hai đoạn, côn ảnh càng lúc càng thưa thớt. Một thanh hoàng hốt định thu tay thi triển thần thông khác thì hàn quang cuồn cuộn bốn phía đã quét nốt côn ảnh còn sót lại rồi đánh lên người nàng ta. Chỉ thấy lục giáp chấp lên vài cái rồi hoàn toàn bị hàn quang bao phủ vào trong. Một tiếng hét thảm vang lên, tất cả đều trở lên im lặng. Một thanh cứ vậy mà bị giết, Mỹ phụ đầu bạc trợn mắt há miệng, không thể tin tưởng vào sự tình trước mắt. Bà ta biết rất rõ thần thông của một thanh quyết không dưới bản thân lúc này kim giác khôi lỗi lại hướng hàn quang điểm nhẹ một cái. Nhất thời quang mang tắt đi, tất cả hàn quang hướng không trung tụ lại thành một thanh ngân sắc chát đao. Ở phía dưới chát đao thi thể một thanh bị chém thành vô số mảnh nhỏ huyền phù trên không trung, điều quỷ dị chính là không hề xuất hiện một giọt máu. Nhưng kim giác khôi lỗi chỉ thoáng lướt qua chứ không để ý tới việc này. Lấy nhãn lực của hắn đã sớm nhìn ra thân thể mộc yêu của mộc thanh. Nên lúc này thi thể có như thế thì cũng không phải việc gì kỳ quái hắn cười nhẹ một tiếng, một tay thôi động pháp quyết điều khiển chát đao tiếp tục bắn đi. Mục tiêu chính là tử huyết khôi lỗi ở bên cạnh, thân hình khôi lỗi lớn như vậy quả thực là một tấm bia ngắm không thể tốt hơn. Vốn theo ý định của hắn thì thừa dịp pháp lực của mấy người tiêu hao nhiều sẽ tiến hành đánh lén, một mẻ bắt hết mấy người. Nhưng do lục túc vẫn còn ở phía dưới thủy trì, lại biết bí thuật chặt đứt linh mạch. Điều này khiến thâm tâm kim giáp khôi lỗi không khỏi khẩn trương. Nếu quả thực bị đối phương chặt đứt mối liên hệ giữa thủy trì và linh mạch thì cho dù hắn có tiêu diệt được mấy tên ngoại lai này nhưng khi trở về trong tộc vẫn hoài trọng tội. Cho nên sau khi chờ đợi thời gian dài như vậy, hắn rốt cục không nhịn được nữa mà xuất thủ. Nhưng không ngờ rằng Mộc Thanh lại vô cùng cảnh giác, ở phụ cận bày ra linh ti cảnh giới nhiều như vậy khiến hắn bị bại lộ tung tích. Chẳng qua đối với kim giáp khôi lỗi mà nói thì chuyện này cũng không sao cả. Có ngũ long chát trong tay, hơn nữa địch nhân lúc trước đã tiêu hao không ít linh lực lại bị minh lôi thú kiếm chế dưới điều kiện như thế hắn nắm chắc có thể diệt trừ kẻ địch huyết bào nhân đứng trên tử huyết khôi lỗi vừa thấy ngân hồng phóng tới thì ánh mắt thoáng hiện vẻ sợ hãi hắn không kịp lên tiếng chỉ kịp giơ tay điểm thẳng về đoàn ngân hồng đang đến nhất thời huyết cầu cực lớn phía trước người rung lên rồi hóa thành một đạo huyết quang bắn đi cơ hồ cùng lúc đó thân hình tử huyết khôi lỗi bên dưới nhanh chóng thu nhỏ lại chớp mắt đã chỉ lớn bằng một người bình thường sáu mắt đồng thời chớp lên bắn ra sáu quang trụ đỏ như máu theo sát huyết cầu huyết bào nhân khẽ lắc mình tiến tới bên cạnh tử huyết khôi lỗi oanh ngân hồng cùng huyết cầu vừa va chạm thì đạo ngân hồng đã vô thanh vô tức chui thẳng vào huyết cầu huyết bào nhân thấy vậy tỏ ra mừng rỡ vô cùng khỏa huyết cầu này không phải là do tinh huyết bình thường hóa thành mà là sử dụng uế khí vạn năm luyện hóa mà thành chuyên làm ô uế các loại pháp bảo linh khí chưa từng một lần thất bại Đạo Ngân Hồng này tuy lợi hại nhưng tuyệt đối không thể ngay một chút ảnh hưởng cũng không. Ý niệm này nhanh chóng hiện lên trong đầu huyết bào nhân. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, ý cười trong mắt huyết bào nhân bỗng nhiên động lại. Khỏa huyết cầu trong nháy mắt đã bị vô số ngân mang xuyên thủng hóa thành một đoàn huyết vụ gai mũi. Đoàn huyết vụ này phiêu đáng một lát rồi lại biến thành một đoàn hắc khí hôi tanh tán loạn biến mất. Mà lúc này đạo ngân hồng do ngũ long chát biến thành đã lại tiếp tục va chạm với quang trụ đỏ như máu nói thì kỳ quái ngân hồng vốn sắc bén vô cùng thế nhưng khi chém lên huyết trụ thì ngân quang mặt ngoài khẽ nhoáng lên tốc độ bỗng chốc bị chậm lại vài đạo quang trụ liên tiếp bắn lên đó khiến ngân hồng rung lên mấy lần rồi trực tiếp hiện ra nguyên hình hai mắt huyết bào nhân sáng ngời một tay vội vàng khắp quyết nhất thời vài đạo huyết sắc quang trụ kia lại biến ảo thành một thanh huyết sắc đại kiếm chém về phía chát đao độ sắc bén của ngũ long chát khiến người ta khó có thể tin nhưng lúc này lại không có cách nào chém gãy được huyết sắc phi kiếm dây dưa trước mặt nhất thời bị kìm giữ kim giáp khôi lỗi thấy vậy thì ánh mắt lóe lên hung quang trong lòng tiếp tục thôi động khẩu quyết nhất thời ngũ long chát đại phóng quang mang nó quay tròn một vòng tuôn ra vô số hàn quang phanh một tiếng cuối cùng thì huyết kiếm cũng bị hàn quang chém nát hóa thành một đoàn huyết quang huyết bào nhân ở phía xa thấy vậy thì cũng lập tức há miệng phun ra một đoàn tinh huyết tinh huyết này hóa thành từng đạo huyết sắc phù văn rồi quỷ dị biến mất. Ngay sau đó chợt hiện ở trong đoàn huyết quang phía xa, huyết quang một lần nữa tụ lại hóa thành một thanh huyết sắc phi kiếm. Phi kiếm phát ra tiếng kiếm khiếu ông minh, kiếm quang chợt lóe đã lại đánh tới Ngũ Long Trát. Mỹ phụ đầu bạc vốn vì cái chết của Mộc Thanh mà thâm tâm e ngại Ngũ Long Trát, nhưng hiện tại thấy vật này bị huyết bào nhân dùng huyết kiếm ngăn trở thì trong lòng mừng rỡ không thôi bà ta bất chấp hắc sắc quang trận trên đỉnh đầu mà vội vã chuyển tay lấy ra một chiếc túi da màu đen rồi ném lên trên bầu trời. Túi này hóa lớn lơ lửng trên không trung, miệng túi úp xuống, từ bên trong phun ra một cỗ âm khí nồng nặc, hơn trăm âm giáp quỷ binh cao lớn dị thường, võ trang đầy đủ hiện ra. Quả thực lúc trước bà ta vẫn cố ý lưu lại một đám quỷ binh này để phòng bất chắc. Mỹ phụ đầu bạc kêu to một tiếng rồi chỉ thẳng về phía kim giáp khôi lỗi phía xa xa quỷ binh lập tức dương đao tuốt kiếm khống chế âm phong giết thẳng tới kim giáp khôi lỗi. Kim giáp khôi lỗi phía xa thấy vậy thì chỉ cười nhạt một tiếng. Thân hình hắn thoáng chuyển tới bên cạnh một quỷ vật mình người mặt ngựa, đoạn hỏi. Mấy thứ này giao cho ngươi, không có vấn đề gì chứ. Đại nhân yên tâm, chỉ là một đám quỷ vật cấp thấp mà thôi, sao có thể là đối thủ của tại hạ. Quỷ vật mình người mặt ngựa khẽ kho người đáp, khôi lỗi gật đầu, nhất thời bên ngoài thân thể quỷ vật toát ra từng đoàn ánh sáng như lưu ly rồi hóa thân thành một cỗ ngũ sắc quang hà bắn đi lát sau nó đã lao vào giữa đoàn âm phong trong tay cầm một đôi trường đao cùng hơn trăm quỷ binh chiến đấu kim giáp khôi lối cũng không buồn nhìn xem kết quả nơi này mà lập tức niệm pháp quyết không tiếc thần niệm thôi động ngũ long chát nhất thời ngân hồng đang giao đấu với huyết kiếm lại phát ra một tiếng thanh minh thật dài lấy một hóa năm phân ra làm năm đạo kinh hồng nhan sắc khác nhau một đạo trong đó tiếp tục giao đấu với huyết kiếm bốn đạo còn lại chia làm hai đường phân biệt tiến đánh Mỹ phụ đầu bạc và huyết bào nhân. Sắc mặt Mỹ phụ đầu bạc khẽ biến, mắt nhìn lục sắc quang mạc do huyết thiếu pháp lực của Mộc Thanh duy trì nên sắp đổ, rồi lại nhìn tử huyết khôi lỗi cùng huyết bào nhân thì sắc mặt càng trở lên âm tình bất định. Bà ta biết vô vọng thủ thắng nên thâm tâm sinh ra ý thối lui. Nhưng đúng lúc này trong kim sắc quang trận phía dưới bỗng phát ra một tiếng hống trầm thấp, tiếp theo mặt ngoài quang trận không ngừng chớp lên kịch liệt khiến mặt đất phụ cận rung lên bần bật là lục túc đạo hữu sắp ra ngoài trong tai mỹ phụ đầu bạc nhận được truyền âm của huyết bào nhân mỹ phụ đầu bạc ngẩn ra sắc mặt có chút trần chờ hàn quang phía trước chợt lóe hai đạo kinh hồng trong chớp mắt đã tiến tới phụ cận rơi vào đường cùng quỷ ảnh sau lưng mỹ phụ đầu bạc hiện lên hai tay đánh ra một chảo về phía hư không nhất thời hai đại quỷ thủ màu đen xuất hiện chộp về phía hai đạo kinh hồng một tay mỹ phụ cũng đồng thời lật chuyển lấy ra một cây bạch cốt tiểu phiên Bà ta dụng lực phất lên một cái, hôi sắc hà quang cuồn cuộn tuôn ra quét về phía hai đạo kinh hồng. Huyết bào nhân cùng tử huyết khôi lỗi bên kia cùng nhau liên thủ chống lại hai đạo kinh hồng khác, nhất thời lâm vào khổ chiến. Đúng lúc này, bỗng nhiên thâm tâm Mỹ phụ đầu bạc máy động, bà ta lập tức quay đầu nhìn sang một góc cung điện khác. Kết quả, sắc mặt bà ta trở lên tái mét, chỉ thấy ở góc cung điện bên kia vốn chỉ có hai người nguyên giao nguyên lệ ngơ ngác đứng đó thế nhưng lúc này lại xuất hiện thêm một thanh niên người này đặt hai tay lên đầu vai nhị nữ vô số kim hồ như tơ từ trong tay xuất hiện chảy vào trong người nhị nữ thanh niên này đúng là hàn lập nguyên giao nghiên lệ vốn đang đờ đẫn thì thân thể khẽ run lên một sợi huyết ti đang bị bước ra bên ngoài cơ thể vẻ mặt cả hai lộ rõ sự thống khổ vô cùng trộm người người dám mỹ phụ đầu bạc kinh nộ bỗng nhiên quát lên một tiếng chói tai hàn lập coi như không nghe thấy lời mỹ phụ kim hồ trong tay lại mạnh thêm vài phần bức toàn bộ huyết ti ra khỏi cơ thể nhị nữ tất cả chúng đều bị ích tà thần lôi biến thành xương khói. Thân hình nhị nữ trở lên mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất. Trên người Hàn Lập Thanh Hà Đại phóng cuốn lấy hai người rồi hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng bắn thẳng đến cửa ra vào đại điện. Chương 1500, bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Mỹ phụ đầu bạc một mặt khó khăn ngăn cản đợt công kích của hai đạo ngân hồng, một bên vẫn phải vận chuyển pháp lực chống đỡ cấm chế trên đỉnh đầu. Tốc độ hạ xuống của hắc sắc quang trận quả thực quá nhanh nên không thể phi thân đuổi theo Hàn Lập. Bà ta giận dữ cắn chặt răng, bỗng nhiên dương tay vỗ một trưởng về phía đạo thanh hồng phía xa đang bay đi. Một chút phân tâm này đã khiến hắc sắc quang trận ở phía trên áp xuống hơn một trường. Trong lòng Mỹ phụ cả kinh, bất chấp kết quả công kích vôi vàng thôi động quái trùy trên không trung, tám đầu khô lâu tiếp tục phun ra lục diễm miễn cưỡng ngăn cản tốc độ hạ xuống của quang trận. Lúc này, Hàn Lập hóa thân thành thanh sắc cầu vòng thoáng chốc vượt qua hơn 10 trượng xuất hiện ở lối vào đại điện, bỗng nhiên sắc mặt hắn đại biến, lập tức thay đổi phương hướng độn quang bay xéo sang một bên. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu chỗ cố của hắn xuất hiện âm khí ngưng tụ, một hôi sắc quỷ chảo hiện ra rồi chụp xuống nhanh như chớp. Chảo này dài hơn một trượng, năm ngón tay đen như mực lập lòe từng đốm lục diễm. Không khí nơi quỷ chảo đi qua không ngừng trở lên vặn vẹo. Nếu không phải Hàn Lập phản ứng nhanh tránh khỏi một đòn này thì đã bị quỷ chảo đánh trúng. Tuy quỷ chảo này uy lực mạnh mẽ nhưng cũng chỉ đánh ra được một lần mà thôi quỷ trào sau khi công kích thất bại thì phát ra một tiếng nổ trầm thấp, sau đó tán toạn tiêu thất. Trong lòng Hàn Lập vui mừng đang định bay thẳng đến lối ra vào thì phía sau lại truyền đến tiếng huyết gió cao vút. Thanh âm vừa vang lên, một cỗ rệ phong sắc như dao đã lan ra khắp vùng phụ cận. Sắc mặt Hàn Lập đại biến, độn quang lập tức trở lên mơ hồ, thoáng chốc hắn đã xuất hiện ở mấy trượng bên ngoài. Mà lúc này, một đạo lục sắc thúy mang cũng rít gào bắn tới chỗ hắn vừa đứng rồi lại lập tức tán loạn tiêu thất. Hàn Lập không quay đầu lại, chỉ vung tay bắt quyết. Phía sau lưng hắn bỗng đại phóng kim quang, một bóng ảnh kim sắc ba đầu sáu tay hiện ra, sáu cánh tay đồng thời vũ động đánh về phía sau một kích. Sáu đoàn quyền ảnh nhoáng lên hợp thành một cỗ kim sắc kình phong quét đi. Hơn 10 khỏa viên châu cũng từ trong tay áo bay ra hóa thành một đoàn thanh quang bay theo sau cỗ kình phong. Cùng một thời gian, Hàn Lập vận chuyển phạm thánh chân ma công tới cực hạn, trên người hắn xuất hiện một lớp lân phiến như được đúc từ vàng ròng, hắc khí cũng nhộn nhạo xuất hiện hóa thành một tầng hắc sắc áo giáp đúng lúc hắc giáp thành hình thì tiếng sấm rền vang, một tầng kim sắc trường bào đã tiếp tục hiện lên bao phủ phía ngoài. Chỉ trong phút chốc, Hàn Lập đã gia cố cho mình ba tầng phòng hộ. Thâm tâm hắn lúc này mới thả lỏng quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ là hắn chưa kịp nhìn thấy gì thì đã nghe thấy tiếng nổ vang trời từ phía sau vọng đến, một cỗ khí lãng cũng đang cuồn cuộn ập tới. Tại phía sau hơn 30 trượng, một đạo kim hà cùng lục quang dung hợp biến thành một cơn lốc phóng thẳng lên trời, bên trong mơ hồ có một bóng người thanh sắc. Ánh lam mang trong mắt Hàn Lập chợt lóe, sau khi thi triển linh mục thần thông mới có thể nhìn rõ gương ma của người trong cơn lốc. Vẻ mặt hắn tỏ ra khó có thể tin, sao có thể như vậy? Hàn Lập thất thanh, bóng người kia giang tay dễ lối lao ra khỏi cơn lốc, chỉ là hơn 10 đoàn thanh quang cũng đã ập tới trước mặt nhưng người này chỉ hừ lạnh một tiếng phất tay phóng ra một cỗ quang hà muốn cuốn sạch thứ ánh sáng le lói trước mặt. Chỉ là có vẻ người này đã quá coi thường uy năng của Lôi Châu vừa lúc Quang Hà tiếp xúc với lôi châu thì thanh sắc quang đoàn liên tục giãn nở hóa thành bánh xe vây này người này. Tiếng sấm nổi lên, tất cả quang đoàn lập tức nổ tung hóa thành từng phiến thanh sắc lôi vân. Phù vân quay cuồng, trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân khi bóng người đó chưa kịp điều phòng. Bóng người kia cả kinh, linh quang trên thân chấp động, một bóng thúy thụ lập tức trôi nổi trước người. Thúy thụ này che chắn toàn bộ sự hung mãnh của lôi điện chi lực ở bên ngoài. Sắc mặt người này trở nên vô cùng khó coi, ở trong lôi vân cuồn cuộn lạnh lùng nhìn Hàn Lập cách đó không xa. Người này không ngờ lại là Mộc Thanh vốn tưởng đã chết. Không biết nàng ta sử dụng bí thuật bảo mệnh nào mà có thể thoát được một mạng dưới đòn công kích của ngũ long chát rồi vẫn ẩn núp một bên, cả người bình an vô sự. Nhưng đến khi Hàn Lập xuất hiện cứu người rồi chạy trốn khiến nàng ta không thể ngồi yên được nữa mà quyết định xuất thủ. Chỉ là trong lúc sợ ý đã bị khốn tại bên trong thanh sắc lôi vân lôi vân này tuy không uy hiếp tới tính mạng nhưng cũng khiến mộc thanh cũng không thể lập tức rời đi hàn lập bị ánh mắt của nàng đảo qua thì cả người bỗng lạnh toát nhưng thân hình hắn vẫn không dừng lại chớp mắt đã xuất hiện ở lối ra vào đại điện một đoàn thanh hà bao quanh hai người nguyên giao nghiên lệ đang hôn mê vừa bay hàn lập vừa phất tay đoàn thanh hà lập tức đem người cuộn đến chỗ hắn hai tay thoáng động mỗi tay ôm ngang hông một người hắn hít sâu một hơi tiếng sấm rền vang, đoạn trực tiếp vỗ cánh phóng lên trên cao muốn thoát ra khỏi nơi nguy hiểm này. Đúng lúc này dị biến lại nổi lên, không gian bên cạnh xuất hiện dao động, một đoàn huyết vụ trôi hổi giữa hư không. Từ trong vũ khí phát ra tiếng cười quỷ dị, một đại thủ đỏ như máu từ hư không xuất hiện chộp về hàn lập nhanh như chớp giật. Huyết thủ xuất hiện đầy quỷ dị, cơ hồ là sát ngay bên người hàn lập. Cho dù thân thủ hàn lập có linh hoạt hơn nữa cũng vô pháp tránh được. Sắc mặt hắn trắng bệch, kim quang trên người đại phóng lúc này hắn chỉ còn biết ngạnh đỡ bằng phòng ngự trên thân oanh một tiếng nổ lớn vang lên nắm ngón trên huyết thủ lập lòe huyết quang phá nát lôi bào cùng hắc sắc chiến giáp trực tiếp chộp lên đầu vai hàn lập hiển nhiên chủ nhân huyết thủ này cũng không có ý định giết chết hàn lập mà chỉ muốn bắt lại mà thôi chỉ là người này đã quá xem thường sức phòng hộ của kim sắc lân phiến trên người hàn lập huyết thủ xé nát hai tầng phòng hộ phía trước mà không tốn chút công sức nhưng năm ngón vừa chộp lên kim sắc lân giáp thì như chạm phải tường đồng vách sắt năm ngón tê dại như bị kim châm trượt sang một bên, không thể xé rách ra ngoài của Hàn Lập. Chỉ là tình huống của Hàn Lập cũng không tốt hơn chút nào. Dưới một kích của huyết thủ thân hình hắn trở lên loạn trọc, thiếu chút nữa đã bị đánh bay. Nhưng cũng may thân pháp của Hàn Lập vô cùng quỷ dị hơn hẳn các tu sĩ bình thường, hắn khe uốn mình đã lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy bóng dáng, căn bản không để huyết chảo có cơ hội ra tay lần thứ hai. Lúc này huyết quang nơi không trung phụ cận cũng đại phóng, một bóng người đỏ như máu, từ cách ăn mặc quen thuộc mà xét thì đây rõ ràng là một con huyết khôi lỗi sự lợi hại của con huyết khôi lỗi này không thua gì tu sĩ hợp thể kỳ hai con quỷ vật cấp cao bị hàn lập tiêu diệt lúc trước căn bản không thể so sánh với nó tử huyết khôi lỗi ở phía xa sáu mắt không ngừng phun ra huyết sắc quang trụ ngăn cản hai đạo ngân hồng của ngũ long chát hai mắt sau đầu của nó bỗng nhiên xoay chuyển lạnh lùng nhìn về phía hàn lập nhãn quang tử huyết khôi lỗi lúc này đâu hề còn bộ dáng bị người khống chế hàn lập tất nhiên không biết việc này nhưng hắn lại biết rất rõ bản thân không thể bị con huyết khôi lỗi xuất hiện ngoài ý muốn này dây dưa ngăn cản. Nếu không chỉ cần một người trong đám yêu vương được rảnh tay thì bản thân có chắp cánh cũng không bay thoát. Huống chi phong ấn kim sắc khóa chặt lục trì vẫn không ngừng nổ vang, có vẻ lục túc mà hắn kiêng kỵ nhất cũng sắp phả ấn mà ra. Nhưng vào lúc này, huyết khôi lỗi đã quay người lại dùng ánh mắt vô cảm nhìn chầm chầm vào hắn rồi trầm chầm giơ hai tay lên. Mười ngón tay của nó ẩn hiện huyết mang, không ngừng chấp động. Thâm tâm hàn lập run lên, đoạn quát khẽ một tiếng, thân hình thoáng chốc đã huyễn hóa ra mấy hư ảnh đồng thời tản ra bay về bốn phương tám hướng. Tất cả các hư ảnh trong tay đều có ôm nhị nữ, hình dáng giống nhau vô cùng. Trong mắt huyết khôi lỗi chợt lóe huyết mang, mục quang lập tức nhìn chằm chằm vào một đạo hư ảnh phóng trên mặt đất. Tiếng cười lạnh như hàn băng vạn năm vang lên, thân hình nó nhoáng lên hóa thành một mảnh huyết sắc hà quang rồi biến mất vô tung vô ảnh. Ngay sau đó, huyết quang chợt lóe xuất hiện ngay cạnh đạo hư ảnh bị nó nhìn trúng, hai tay nó lập tức vung lên vô số đạo huyết sắc trảo mang rít gào xuất hiện bỗng chốc đã bao phủ toàn bộ hư ảnh này hư ảnh này đương nhiên là chân thân của hàn lập chút thủ thuật kia của hắn không thể qua mắt huyết khôi lỗi nhưng hắn vẫn chấn tĩnh vô cùng hai tay cũng lập tức chuyển động một tay lóe lên hôi quang một tòa hát sắc tiểu sơn xuất hiện nhanh chóng biến to ra còn tay kia lập tức bắn ra một mũi thanh sắc tiễn đao cho dù huyết sắc trảo mang của huyết khôi lỗi vô cùng lợi hại nhưng cũng không có khả năng xé nát nguyên tử thần sơn. Chỉ thấy từng đạo huyết mang liên tiếp đánh lên trên bề mặt tiểu sơn khiến nó cũng không ngừng rung lên, chỉ là cuối cùng vẫn bình an vô sự đón đỡ tất cả trảo mang. Dị quang trong mắt huyết khôi lỗi chợt lóe, hiển nhiên nó cảm thấy vô cùng bất ngờ. Lúc này, thanh sắc tiến đào được hàn lập phóng ra kia đã bùng phát hồ quang, bỗng chốc hóa thành hai đầu thanh sắc lôi dao, chúng gầm lên một tiếng rồi bổ nhào về phía huyết khôi lỗi. Đây chính là lôi giao tiến của Thiên Bằng tộc, vẻ mặt huyết khôi lỗi không chút thay đổi, hai tay nó lập tức co về trực tiếp chụp lấy hai đầu dao long. Hàn Lập thấy cảnh này thì trên mặt lộ rõ vẻ cổ quái, hắn bỗng nhiên lùi lại đằng sau hai bước. Hai cánh sau lưng rung lên, thanh quang đại phóng, hắn lại cùng hai người nguyên giao nguyên lệ hóa thành một sợi tơ nhỏ biến mất vào trong hư không. Huyết khôi lỗi gầm nhẹ một tiếng, hai tay phát lực. Oanh oanh, hai tiếng nổ liên tiếp vang lên, hai cỗ huyết hà quét qua đánh bay hai đầu giao long thân hình huyết khôi lỗi nhoáng lên định khống chế độn quang tiếp tục truy đuổi. Chỉ là đúng lúc này phía dưới mặt đất lóe lên kim quang, một đạo kim sắc thương mang, hai đạo đao quang như tuyết từ dưới đất phóng lên chém thẳng vào thân mình huyết khôi lỗi. Huyết khôi lỗi kinh hoàng lập tức biến đổi phương hướng phi đột, thân hình nhoáng lên đã xuất hiện ở ngoài mấy trượng. Khó khăn lắm nó mới tránh được đòn tập kích bất ngờ này, đồng thời đảo mắt nhìn lại chỗ mặt đất vừa rồi. Chỉ thấy phía trên mặt đất xuất hiện hai bóng người kim sắc hai người này thân cao hơn trượt toàn thân vận hoàng kim chiến giáp một người cầm kim thương một người cầm song đao đây đúng là hai con kim sắc giáp sĩ do giáp nguyên phù hóa thành ánh mắt huyết khôi lỗi trượt lóe rồi ngẩng đầu nhìn lên không trung chỉ trong một chút trì hoãn này hàn lập đã lại xuất hiện ở lối ra vào rồi hòa thành một đạo thanh hồng bay đi huyết khôi lỗi hử lạnh một tiếng định đuổi theo thì nó đã lại thấy hai gã giáp sĩ xuất hiện ở bên cạnh thân trường thương rung động hóa thành một đầu kim sắc cự xà há miệng cắn tới song đao bay múa hóa thành vô số kim sắc phong nhận xé gió ập đến. Chương 1501, vây địch thoát thân. Hai kim sắc giáp sĩ đúng là do Hàn Lập gọi ra từ giáp nguyên phù. Mỗi một người có chừng bảy 8 phần thực lực của Hàn Lập cùng một bộ phận thần thông. Cho nên không thể xem nhẹ hai ảnh khôi lỗi này được. Huyết khôi lỗi tuy rằng kinh nộ nhưng không thể không kiêng nể mà tiếp tục đuổi theo Hàn Lập. Cho dù nó thi triển thuấn gì thì cũng bị hai kẻ phá quấy này cường ngạnh phá hỏng việc thi pháp. Đoạn hai tay nó rung lên phóng ra một cỗ huyết hồng tinh phong cuốn lấy phong nhận và cự mãng, sau đó lại há miệng. Phốc phốc, hai đạo huyết sắc quang trụ bắn ra nhanh như chấp xuyên thủng thân thể hai gã giáp sĩ, để lại trên ngực chúng một lỗ thủng cực lớn. Nhưng đúng lúc này thì đồng tử huyết khôi lối co rụt lại, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy toàn thân hai gã kim sắc giáp sĩ bùng lên kim quang, lỗ thủng cực lớn trên người tự động khép lại. Hơn nữa, kim thương trong tay một gã giáp sĩ bắn ra điện hồ đảm kim sắc Tiếng sấm nổ vang, trong phút chốc điện hồ hóa thành hơn 10 con kim sắc điện xà quỷ dị phóng tới. Còn kẻ kia lại ném song đao lên không trung, song đao nhất trời quay tròn, năm chiếc đầu khô lâu mơ hồ xuất hiện trong kim quang, từ trong miệng nó phóng ra một cỗ ngũ sắc hàn diễm. Ồ, ánh mắt huyết khôi lỗi hiện rõ sự ngạc nhiên, nhưng chỉ là một chút thần thông này thì đừng nói là ảnh khôi lỗi chỉ có 7 8 phần uy năng của Hàn Lập mà ngay cả Hàn Lập tự thân ra tay thì nó cũng không để trong mắt. Hai tay nó huy động kết quyết xung quanh thân thể thoáng hiện điểm điểm huyết quang, bỗng nhiên huyết quang bùng lên phóng ra huyết sắc quang cầu đầy trời. Dưới sự thôi động của huyết khôi lỗi, những quang cầu này vô thanh vô tức quét đi tám hướng. Ầm ầm, vô số tiếng nổ trầm thấp vang lên, quang cầu cùng điện hồ, quang diễm va chạm vào nhau hóa thành từng đoàn huyết sắc hỏa diễm. Vô luận là hồ quang hay hàn diễm đều tán loạn tiêu thất, còn huyết diễm vẫn tiếp tục cuốn về phía hai gã giáp sĩ, bao phủ chúng vào trong nó cho dù hai gã ảnh khôi lối liều mạng huy động binh khí trong tay ngăn cản phóng ra từng phiến hôi sắc quang hà bảo vệ toàn thân nhưng cũng chỉ có thể khiến tốc độ huyết diễm thoáng chậm lại một chút mà thôi sau đó nó lập tức phá tan quang hà chui vào người hai gã giáp sĩ một màn kinh người xuất hiện hai gã giáp sĩ dưới huyết diễm trùng trùng thân thể nhanh chóng tan chảy trong nháy mắt hóa thành hai vũng máu loãng rồi hoàn toàn tiêu biến trong huyết diễm huyết khôi lối cũng không ngưng lại thân hình thoáng động hóa thành một đạo huyết quang bắn thẳng tới lối ra vào Tuy rằng Hàn Lập dường như đã sớm chạy mất nhưng con khôi lỗi này không thèm để ý. Chỉ cần Hàn Lập không một hơi chạy ra mấy trăm dặm bên ngoài thì với thần niệm cường đại của nó vẫn có thể dễ dàng tìm ra vị trí của Hàn Lập sau đó đuổi theo. Khi huyết quang thẳng từ dưới mặt đất phóng lên, khôi lỗi chỉ nhìn thấy cung điện ngầm trống trơn chứ nào thấy bóng dáng Hàn Lập. Độn quang tản đi, huyết khôi lỗi một lần nữa hiện ra. Nó nhìn qua tình hình phụ cận rồi khép hai mắt lại, hai tay thôi động pháp quyết. Nó muốn ở nơi này phóng xuất thần niệm truy tìm Hàn Lập. Chỉ một lát sau, con khôi lỗi này lại mở mắt rồi thét dài một tiếng, huyết quang bùng lên đem thân hình nó hóa thành một đạo huyết hồng bắn đi. Xem phương hướng thì đúng là phía Lam Sắc Thông Đạo, chỉ chớp lên vài lần, huyết hồng đã biến mất không thấy bóng dáng. Tốc độ phi độn toàn lực của huyết khôi lỗi quả thực kinh người. Chỉ sau vài lần chớp lóe, huyết sắc độn quang đã hiện ra tại lối vào Lam Sắc Thông Đạo. Dưới thần niệm cảm ứng của huyết khôi lỗi, Hàn Lập sớm đã thoát ra cả trăm dặm cho nên nó không chút trần chờ khu động độn quang lao thẳng vào trong lam sắc thông đạo. Huyết hồng chấp động vài lần đã lao ra ngoài cửa động. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng thú hống lớn vang lên, tiếng sấm rền vang. Huyết khôi lỗi kinh hãi vội vàng tập trung quan sát xung quanh. Chỉ thấy một con minh lôi thú to đến mấy trượng đang nằm phục ở trên lối ra, quanh thân ngân hồ ngang dọc không ngừng chuyển động. Giống lên một tiếng, con thú này lập tức dừng phát dậy gườm gườm nhìn vào huyết khôi lỗi như muốn trực tiếp nhảy bổ vào đối thủ. Không thể nào, huyết khôi lỗi kinh ngạc, thất thanh kêu lên, ở cung điện phía dưới đã có hai con minh lôi thú, sao ở đây lại còn con thứ ba? Đối mặt với mãnh thú loại này, huyết khôi lỗi kinh hãi vô cùng đâu còn tâm trí đuổi theo hàn lập. Trên người nó bùng lên linh quang, đoạn tiếp tục tế ra một tấm mộc bài che chắn trước mặt. Bảo vật này quay tròn một vòng rồi phun ra một phiến quang hà bảo hộ toàn thân hai tay huyết khôi lỗi thôi động pháp quyết, từ trên người toát ra từng đoàn huyết vụ đem thân hình ẩn vào trong đó. Đối mặt với minh lôi thú một tồn tại đáng sợ tương đương với hợp thể đỉnh phong, tâm trạng huyết khôi lỗi như lâm đại địch, nó liên tục ra cố phòng ngự của bản thân. Chỉ có như vậy nó mới có thể chống đỡ nổi đợt công kích của minh lôi thú rồi từ đó tìm kế thoát thân. Chỉ trong một chút trì hoãn đó, phiến hư không tại phụ cận truyền tới từng chàng ông minh. Từng đạo ngân phù quỷ dị xuất hiện trong hư không, linh quang lóe lên, chúng đồng thời bạo liệt. Ngân quang đại phóng, dưới sự quay cuồng của vô số phù văn, một tòa ngân sắc quang trận mơ hồ thành hình. Đây đúng là cửu cung thiên càn phù mà Hàn Lập đã bố trí từ trước. Cũng không biết hắn sử dụng bí thuật gì mà tuy thân mình ở ngoài trăm dặm vẫn có thể phát động mai phục với huyết khôi lỗi. Vẻ mặt con minh lôi thú bỗng hiện lên thần thái cổ quái, thân hình phục xuống ra bộ sắp công kích nhưng lúc này lại đứng trên quang trận. Huyết khôi lỗi dùng mình thâm tâm cảm thấy bất ổn, nhưng khi nhìn qua tư thế của minh lôi thú thì lại tỏ ra do dự rồi hạ thân xuống mặt đất. Chỉ là thân hình nó vừa mới hạ xuống được mấy trượng thì tiếng chim kêu lảnh lót vang lên, ngân quang chợt lóe, một con ngân sắc hỏa điều xuất hiện trong hư không một cách đầy quỷ dị. Điều này chỉ to hơn một xích, lúc này nó há mỏ phun ra hơn 10 khỏa thanh sắc viên châu, tất cả chúng đều nhanh chóng cùng ập tới huyết khôi lỗi. Trong lòng huyết khôi lỗi cả kinh, uy lực của viên châu này chính mắt nó vừa chứng kiến nên sao dám cường ngạnh tiếp đón tránh sang một bên, với khoảng cách gần như vậy hơn 10 khỏa viên châu đã hóa thành thanh sắc quang đoàn phóng tới. Thời gian đã không còn kịp để né tránh, rơi vào đường cùng, huyết khôi lỗi chỉ có thể cấp tốc lùi về đằng sau tạm thời kéo giãn khoảng cách. Điều làm huyết khôi lỗi không ngờ tới là trong lúc hắn lùi lại thì thân người lại tiến vào trong đoàn ngân sắc phù văn. Uy năng của cửu cung thiên càn phù đúng lúc này bắt đầu bộc phát. Huyết khôi lỗi chỉ cảm thấy trước mắt ngân quang sáng lạn, cảnh sắc bốn phía phiêu động không ngừng, toàn thân nó không biết từ khi nào đã chìm vào trong một biển bạch vụ. Huyết khôi lỗi kinh hãi, nó vội vàng đảo mắt nhìn khắp mọi nơi nhưng chỉ thấy lầu cao điện ngọc khí thế vô cùng che kín cả đất trời. Huyết khôi lỗi bỗng trở lên ngẩn ngơ, lấy kiến thức của nó chỉ liếc mắt đã nhận ra cấm chế này có uy lực không nhỏ, muốn trong khoảng thời gian ngắn thoát ra chỉ sợ là không có khả năng. Cùng lúc đó ở phía ngoài quang trận, hơn chục thanh sắc quang đoàn đang phóng tới cũng dừng ngay lại không nhập vào bên trong pháp trận mà đứng lơ lửng một chỗ, tất cả đều hiện lại thành hình viên châu. Tiếp đó, thanh quang bao trùm mặt ngoài lôi châu chợt tắt, chúng bay ngược trở lại, tất cả được ngân sắc hỏa điều há miệng nuốt xuống bụng. Ngân sắc hỏa điều vũ động hai cánh hót lên lanh lảnh tràn đầy vui sướng. Con minh lôi thú trên không cũng phát ra tiếng viên đề quái dị, ngân sắc hồ quang chạy dọc toàn thân lập tức biến mất thay vào đó là từng đoàn hắc mang, hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại hóa thành một con khỉ lông đen cao nửa thước. Đây đúng là đề hồn thú. Con thú này vừa thấy pháp trận vây địch thành công thì không chút do so dự quay đầu hóa thành một đạo ô quang bay vụt về hướng trời xa. Ngân sắc hỏa điều lượn trên không vài vòng rồi cũng hóa thành điểm điểm ngân diễm biến mất tại chỗ. Ở cách nơi này hơn trăm dặm, Hàn Lập dùng hà quang cuốn lấy nhị nữ cấp tốc độn quang mà đi. Bỗng thần sắc hắn khẽ động, vẻ mặt đầy vui mừng. Một tay hắn lập tức kháp quyết rồi vung lên tóm về phía hư không. Oanh, một tiếng vang nhỏ nổi lên, một đoàn ngân sắc hỏa cầu bỗng nhiên xuất hiện quay tròn rồi hóa thành ngân sắc hỏa điều. Hỏa điều này vừa hiện hình đã lập tức há miệng phun ra hơn 10 viên lôi châu. Hàn lập cuộn tay áo thu lấy lôi châu, tiếp đó hỏa điều trực tiếp nhập vào trong người hàn lập, biến mất vô tung vô ảnh. Quang mang trong mắt hàn lập chợt lóe, dường như nghĩ tới cái gì đó, hắn từ từ giảm chậm độn quang lại. Chỉ một thoáng sau, từ phía xa xa truyền đến tiếng rít gió, một đạo ô quang từ trên trời hạ xuống đầu vai hàn lập. Ô quang tắt đi để lộ ra thân hình tiểu hầu do đề hồn thú hóa thành. Hàn Lập mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ chùm lông trên đầu tiểu hầu. Vừa rồi cũng nhờ hắn để lại một tia thần niệm trên mình Hỏa Điểu nên biết rõ đợt phối hợp hành động của đề hồn thú cùng vệ linh hỏa điểu. Chỉ là việc có thể dễ dàng vây khốn con huyết khôi lối kia đến vậy cũng nằm ngoài dự liệu của hắn. Tay áo rung lên, tiểu hầu lại hóa thành một đạo ô quang chui vào trong linh thú hoàn. Tiếp theo Hàn Lập không hề bảo trì pháp lực, hai cánh sau lưng vỗ mạnh tại ngũ sắc linh mang cùng thanh sắc hà quang thiểm động hóa thành một sợi tơ nhỏ phá không mà đi. Chỉ thoáng chốc sợi tơ này đã biến mất phía cuối chân trời, mất hẳn bóng dáng. Cùng thời gian đó tại cung điện ngầm dưới đất, Mộc Thanh vẫn bị khốn trong đám lôi vân nhưng dưới từng đợt công kích mãnh liệt của nàng thì lôi vân cũng sắp sửa tiêu biến. Mà tại phía trên lục trì, Mỹ phụ đầu bà cùng huyết bào nhân, tử huyết khôi lỗi đang khổ sở ngăn cản đòn công kích từ mũ long chát. Ở bốn phương tám hướng xung quanh họ có vô số cự nhận bay múa, vô số hàn quang toát ra từ trên thân cự nhật, độ sắc bén của nó quá kinh khủng. Cho dù hai người một khôi lỗi đã liên thủ, cũng đã tiêu hao hơn 10 bảo vật, bọn họ chỉ có thể cố gắng dùng chân nguyên phát động thần thông bảo mệnh, miễn cưỡng để hàn quang này không chạm vào người. Trên không trung, hắc sắc quang trận chỉ còn cách đầu bọn họ hơn 10 trượng, tùy thời có thể lập tức áp xuống. Về phần hơn trăm danh quỷ binh của Mỹ phụ đầu bạc vẫn đang chiến đấu cùng một quỷ vật cấp cao đi cùng kim giác khôi lỗi lúc trước. Đám quỷ binh này liên thủ phối hợp đang chiếm lấy thượng phong, vây lấy đầu quỷ vật vào trong trận. Còn Kim Giác khôi lối liên tục vũ động hai tay khắp quyết, thân sắc trong mắt vô cùng bất định, tựa hồ muốn làm điều gì đó nhưng lại do dự. Tại cục diện hỗn loạn này, kim sắc quang trận phong ấn bề mặt lục trì bỗng nhiên nổ vang rồi tan biến, bạch sắc linh vụ ở bên dưới cuồn cuộn phun lên. Trong trì vang lên một tiếng hét dài, bạch quang lóe lên, một bóng người cao lớn từ bên trong bay vọt ra. Chương 1502, chuyển luân tụ âm trận. Chỉ một thoáng, trong khu vực kim sắc quang trận bao phủ lại vang lên tiếng động vang vọng đất trời. Quang mạc rung lên kịch liệt, mặt đất không ngừng bị xé rách phát ra tiếng ầm ầm không dứt. Lấy bề mặt cung điện ngầm làm trung tâm, mặt đất trong phạm vi vài dặm đều bị vô số đạo quang trụ thô to từ dưới phóng lên phá nát, ầm ầm sụp đổ. Cung điện hoàn toàn đổ xuống, đến cuối cùng còn sót lại một hố lớn vô cùng. Ở bên cạnh miệng hố cũng có vài vết nứt thất lớn như những con mãng xà to cả trượng uốn mình chạy dài hơn 10 dặm ra phía ngoài. Từ dưới hố phát ra tiếng nộ hống không ngừng, linh quang bùng lên rồi bắn ra khỏi miệng hố. Trong đó có một đoàn linh quang ở hơn trăm trượng phía trước sau khi lao lên khỏi mặt đất thì lập tức phóng đi như chớp giật, phi thẳng tới lối vào lam sắc thông đạo rồi lao ra ngoài hắc sắc quang mạc. Nó lập tức phá không mà đi, phóng thẳng về phương xa. Vài đoàn linh quang ở phía sau lại lâm vào tranh đấu, Chúng một mặt ra tay công kích lẫn nhau, một mặt đuổi rát theo quang đoàn phía trước. Một quang đoàn trong đó đột nhiên thoát ly khỏi cuộc chiến, tự động biến đổi phương hướng đơn độc rời đi. Trong nháy mắt, phụ cận hắc sắc quang mạc lại yên tĩnh trở lại, không có một tiếng động. Hàn lập một mặt dùng thanh hà cuốn lấy hai người nguyên giao mà phóng đi, một mặt cẩn thận dùng thần thức xem xét tình trạng ấn ký bên trong cơ thể. Hoàn hảo, ấn ký cho đến bây giờ vẫn còn bị phong ấn, chưa hề bị kích động. Hàn lập lúc này mới an tâm một chút, nhưng cũng không hề dám buông lỏng hoàn toàn hắn biết rõ là vì mấy tên yêu thương có việc bên người nên không rảnh phân tâm để ý tới hắn chờ đám người lục túc giải quyết xong mọi việc thì chắc chắn sẽ thôi động ấn ký hắn căn bản không thể áp chế được lâu cho nên hàn lập mang theo hai người nhưng không định điên cuồng cắm đầu chạy trốn bay được hơn trăm ngàn dặm phía trước xuất hiện một phiến núi non nồng đậm âm khí trong lòng hàn lập thoáng động tự đánh giá một chút rồi lập tức mang theo nhị nữ hạ xuống đó thoáng chớp lên vài cái, thanh hồng đã nhập vào bên trong hắc khí biến mất vô tung vô ảnh. Phía núi non này cũng không hoang vắng tiêu điều như Hàn Lập tưởng, từng ngọn núi nhấp nhô bất đồng, ngoại trừ một số bụi cây màu xám thấp bé thì còn có cả đại thụ sinh trưởng. Nhan sắc của cây cối nơi đây có chút ảm đạm, nhưng cành lá lại cực kỳ tươi tốt, cơ hồ bao phủ hơn một nửa đỉnh núi. Hàn Lập bay trong vùng hắc khí một lát rồi quyết định hạ xuống một hẻm đá nhỏ. Thần niệm của hắn đảo qua nơi đây xác định không có quỷ vật cường đại cư trú thì lập tức vung tay phóng ra một thanh kim sắc tiểu kiếm. Khẽ nhoáng lên, tiểu kiếm hóa thành mấy đạo kim quang cuồng mãnh chém lên trên vách núi. Âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên, thoáng chốc một động khẩu cực lớn đã hiện ra. Kim quang phảng phất như linh xà chui vào trong đó. Hàn Lập chắp hai tay sau lưng đứng trước động khẩu, qua một tuần trà, kim sắc tiểu kiếm đã quay trở về. Thần sắc Hàn Lập khẽ động, hắn lật tay lấy ra một chồng tiểu kỳ màu sắc khác nhau, đoạn vung tay ném ra, quang mang đủ mọi màu sắc nhập vào bên cạnh động khẩu rồi biến mất. Nhất thời một cỗ hắc vụ tương tự như âm khí nơi đây cuồn cuộn trào ra, bỗng chốc trộn lẫn vào âm khí vùng phụ cận. Hàn lập hướng một tay ra khẽ vẫy thanh hà phía sau sau còn thân hình hắn nhoáng lên một chút rồi bay vào trong đó. Hai người được thanh hà bao bọc cũng đồng dạng trôi nổi tiến vào trong hắc khí. Chỗ ẩn núp tạm thời này cũng không lớn lắm, chỉ độ hơn 10 trượng mà thôi nhưng vị trí lại cực kỳ kín đáo nối thẳng tới giữa bụng núi thân ảnh hàn lập xuất hiện ở phía cuối thạch động cuối cùng hắn khoanh chân ngồi xuống tựa lưng vào thạch bích hai người bị thanh hà cuốn tới đây cũng chầm chậm hạ xuống mặt đất thanh hà chợt lóe rồi tán loạn biến mất hai mắt nhị nữ vẫn nhắm chặt hôn mê chưa tỉnh hàn lập cũng không có gì ngạc nhiên với việc này huyết ti kia vốn là tà vật hơn nữa vì muốn giải trừ cấm chế cho hai người trong khoảng thời gian ngắn nên hắn đã mạnh mẽ sử dụng ích tà thần lôi trên thân thể hai người mà thân thể cả hai là là bán quỷ chi thể, tất nhiên không thể bình yên thừa nhận uy lực của thần lôi được. Đương nhiên điều này cũng có liên quan đến việc thân thể hai người nguyên giao không được mạnh mẽ, nếu đổi lại là thân thể mạnh mẽ của Hàn Lập thì căn bản không cần để ý đến một chút thống khổ đó. Chẳng qua Hàn Lập lúc trước dám thi triển thủ đoạn như vậy thì chắc chắn cũng có biện pháp cứu tỉnh hai người. Chỉ thấy hai tay hắn lóe lên linh quang, hơn 10 cây ngân châm dài nhỏ cùng một chồng thanh sắc phù triện xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn dương một tay lên, hơn 10 cây ngân châm hóa thành ngân ti lập tức bắn thẳng vào thân thể nhị nữ, chỉ để lộ một nửa thân châm ở bên ngoài. Hai người tuy chưa tỉnh lại nhưng trên mặt xuất hiện đầy vẻ thống khổ. Hàn lập coi như không thấy, phù triện trên tay kia lại hóa thành một mảnh thanh quang chụp xuống đầu nhị nữ. Dưới thanh quang lập lè, vẻ thống khổ của nhị nữ chậm rãi tiêu biến, khí sắc trở lên tốt hơn. Hai tay hàn lập tiếp tục khắp quyết, từng đạo pháp quyết huyền ảo xuyên thấu thanh sắc quang mạc tiến thẳng vào cơ thể nhị nữ, còn hơn 10 cây ngân châm theo pháp quyết được đánh ra mà không ngừng rung lên một cách có quy luật. Hàn Lập thở nhẹ ra một hơi, khẽ phất tay, bên ngoài thân thể nhị nữ chợt lóe ngân quang, hơn 10 sợi ngân ti lập tức bắn trở về trong tay của hắn. Hàn Lập mở miệng nhàn nhạt lên tiếng, "Hai vị đạo hữu, còn không tỉnh lại?" Thanh âm Hàn Lập tuy không lớn nhưng trong khi nói đã thoáng vận dụng thần thông kinh thần thứ, đương nhiên chỉ là một chút mà thôi nên căn bản sẽ không đả thương đến thần thức nhị nữ. Một chút đó đủ để hoán tỉnh hai người. Nguyên Dao khẽ ưng một tiếng rồi mở to cặp mắt yêu kiều, ánh mắt có chút mê mang nhưng dường như nhớ ra điều gì đó, lập tức ngồi dậy. "Hàn Đạo Hữu, là ngươi?" Vừa thấy Hàn Lập ngay bên cạnh, thần sắc Nguyên Dao mới thả lỏng, bờ môi anh đào khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó. "Chỉ là Hàn Lập nhanh chóng khoát tay, biểu tình ân cần. "Nguyên cô nương có chuyện gì thì lát nữa hãy nói, trước hết kiểm tra nội thể có việc gì không?" Nguyên Dao biến sắc, đoạn gật đầu ngồi khoanh chân lại, bắt đầu nhắm mắt. Ngay sau đó đến lượt nghiên lệ tỉnh lại, nàng tiếp tục được Hàn Lập nhắc nhở nên đồng dạng ngồi đả tỏa thi triển nội thị thuật kiểm tra thân thể. Qua một lát sau, hai người thở dài một hơi đồng thời mở mắt. Những thứ trong cơ thể ta đã được thanh trừ sạch sẽ, nếu không có Hàn Huynh ra tay thì ta cùng sư muội khó thoát khỏi kiếp nạn lần này. Nghiên lệ đứng dậy vòng tay thi lễ với Hàn Lập, trước khi các nàng hôn mê tuy thân thể mất đi tự chủ nhưng thần thức vẫn còn thanh tỉnh vô cùng. Từ lúc bị thi triển cấm chế toàn thân thì trong lòng hai người vô cùng kinh hãi, sợ mỹ phụ đầu bạc hạ độc thủ nhưng không ngờ rằng dưới tình huống như vậy hàn lập còn có thể xuất hiện bên cạnh cứu hai người các nàng sau khi hôn mê nghiên lệ tuy không biết hàn lập rời đi được bằng cách nào nhưng chắc chắn là hung điểm vô cùng cho nên lời cảm tạ này của nàng hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng nguyên giao cũng theo nghiên lệ đồng dạng thi lễ tuy rằng không nói gì nhưng vẻ cảm kích trên mặt thì lộ rất rõ hai vị đa hữu không cần quá để tâm tại hạ làm vậy cũng là vì chính mình mà thôi Hiện tại ta đang mạnh mẽ chân áp ấn ký trong cơ thể, nhưng cũng không thể duy trì bao lâu. Đám người quỷ bà lúc nào cũng có thể thôi động nó. Hai vị không ngại có thể kiểm tra xem âm khí nơi đây có đủ để giúp ta giải trừ ấn ký hay không. Sự tình liên quan đến mạng sống nên Hàn Lập cũng không khách khí mà trực tiếp nói thẳng đến việc giải trừ ấn ký. Nghe Hàn Lập nói vậy thì hai người nguyên giao nghiên lệ khẽ liếc mắt nhìn nhau rồi quay sang quan sát bốn phía, cảm nhận âm khí nơi đây âm khí nơi này tuy rằng chưa đến mức ngưng kết như chúng ta mong muốn nhưng dùng để giải trừ ấn ký cũng có bảy tám thành nắm chắc hàn huynh cảm thấy chúng ta tìm một chỗ âm khí ngưng kết hơn hay là nên mạo hiểm ở đây một lần nguyên giao cúi đầu trầm ngâm một chút rồi chậm rãi nói sáu bảy thành thế là đủ nếu tìm địa phương khác chỉ sợ thời gian không cho phép đám yêu vương kia nếu đã biết chúng ta không chết thì một khi rảnh tay nhất định sẽ thôi động ấn ký truy tìm hàn lập cân nhắc một chút rồi dứt khoát trả lời Tính cách hắn tuy luôn luôn không muốn làm chuyện không lắm chắc nhưng nếu đến lúc cần phải chọn lựa thì Hàn Lập sẽ không chút do dự. Được, ta cùng sư muội theo ý huynh, lập tức bố trí chuyển luân tụ âm trận. Bằng vào uy lực trận này trong khoảng thời gian ngắn có thể tụ tập được âm khí kinh người. Mượn dùng âm khí chi lực, ba người chúng ta hợp lực một phen là có thể khu trừ ấn ký kia. Nhiên lệ thấy Hàn Lập quả quyết như vậy thì vẻ mặt cũng lộ vài phần tán đồng. Hiển nhiên nàng ta cũng muốn khai giải ấn ký ngay tại nơi đây một đôi mắt đẹp của nguyên giao thoáng chuyển vài lần rồi cũng gật đầu đồng ý thời gian hạn hẹp nên ba người cũng không tiếp tục nói thêm điều gì vô nghĩa cả ba lập tức bay ra khỏi động quật hướng lên không trung ánh mắt nghiên lệ đảo qua vùng phụ cận rồi nhấc tay âm phong cuồn cuộn ngưng tụ lại trong thoáng chốc hóa thành một cây hôi sắc tiểu kỳ đoạn nàng ném thẳng cờ này lên không trung trong miệng khẽ lẩm nhẩm khẩu quyết dưới sự thôi động của pháp quyết tiểu kỳ không ngừng chuyển động trong không trung đồng thời phun ra vô số đạo hôi ti như mưa bay đầy trời. Hàn lập hít mắt nhìn lá cờ nhỏ trên không trung, kết quả, vô số âm ti đó bỗng nhiên ngưng tụ vào một chỗ hóa thành một cây tiêm trùy trực tiếp đánh lên gò đất cách đó không xa. Tìm được rồi, chỗ đó chính là nơi âm khí nồng đậm nhất, thích hợp đặt trận nhãn của chuyển luân tụ âm trận. Thanh âm nghiên lệ từ không trung vọng xuống, nguyên giao đang đứng sóng vai cùng hàn lập nghe được lời ấy thì sắc mặt hiện ra vẻ vui mừng. Lúc này, ba người trực tiếp bay qua đó. Hàn Lập vẫn tiếp tục lơ lửng trên không trung cảnh giới còn hai người nguyên giao bắt đầu lấy gò đất kia làm trung tâm bố trí một siêu cấp đại pháp trận. Diện tích của pháp trận này có thể bao quát cả gò đất phía dưới vào trong nó. Hàn Lập trên không trung nhìn pháp trận đang dần dần thành hình bên dưới, hắn khẽ sờ cầm như nghĩ tới điều gì đó. chương 1503, thi pháp trừ hoạn. Hai người bố trí pháp trận lâu như vậy khiến Hàn Lập có bính tĩnh thế nào cũng không khỏi lo lắng một chút. Dù sao thời gian đối với hắn lúc này là vô cùng quý giá, đám người lục túc tùy thời đều có khả năng thôi động ấn ký trong cơ thể hắn. Chẳng qua do bản thân Hàn Lập Am hiểu trận pháp chi đạo nên cũng biết bố trí đại pháp trận phức tạp thế nào, bởi vậy vẫn cố gắng đè nén sự lo lắng trong lòng xuống. Thời gian khoảng một bữa cơm trôi qua, hai người nguyên giao từ dưới bay đến chỗ Hàn Lập. Vẻ mặt nhiên lệ mỉm cười, Hàn Huynh, pháp trận đã bố trí xong, hiện giờ có thể ngưng tụ âm khí khu trừ ấn ký, hàn lập vừa định trả lời nàng thì bỗng nhiên sắc mặt hắn trắng bệch thanh quang bên ngoài cơ thể nhộn nhạo liên hồi đây là nhị nữ hoảng sợ nguyên giao thất thanh hô lên có người thôi động ấn ký nhưng không biết là người nào trong nhóm yêu vương trên người hàn lập lóe lên kim quang sau khi ổn định lại thân hình thì âm trầm mở miệng đang nói chuyện đồng thời hắn cảm thấy linh lực trong cơ thể chợt cao chợt thấp không ổn định nhị nữ liếc mắt nhìn nhau lộ rõ vẻ lo lắng không vấn đề gì hiện giờ ta còn có thể áp trụ ấn ký này nếu chúng ta khu trừ ấn ký trước khi tiếp tục bị thôi động thì sẽ vô sự hàn lập miễn cưỡng khoát tay cười nói lời của hàn huynh chí lý sư tỷ chúng ta mau thi pháp thôi nguyên giao khẽ thở ra một hơi nhẹ nhàng nói điều này là đương nhiên chẳng qua còn có một chuyện hai người chúng ta cần cảnh báo trước với hàn huynh bí thuật âm khí nhập thể này vốn chỉ dùng trên thân quỷ tu hàn huynh lấy thân thể con người tiếp nhận âm khí quán thể thì sẽ vô cùng đau đớn nếu không cẩn thận còn có thể ngất đi nhưng một khi hàn huynh hôn mê thì sẽ không thể tự mình dẫn âm khí tiến nhập cơ thể, như vậy sẽ khiến thi pháp thất bại. Hàn huynh hiểu được ý của tiểu muội chứ, thần sắc nhiên lệ ngưng trọng nói. Chút đau đớn đó đối với người khác thì không nói nhưng hàn mỗ có vài phần tự tin vào thân thể của mình. Hàn lập mỉm cười, không chút để ý trả lời. Lời này của hàn lập không hề có chút khoa trương, thực sự thì thân thể của hắn vô cùng mạnh mẽ, mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng trước sau tu luyện qua nhiều loại bí thuật rèn luyện thân thể lại cộng thêm nhiều lần kỳ ngộ dùng qua các loại linh dược có tác dụng luyện thể. Đối với người khác, sự yếu nhược của thân thể có thể là điểm yếu chí mệnh còn đối với hắn thân thể lại là một điểm mạnh. Thấy Hàn Lập tự tin như vậy, nghiên lệ cũng yên tâm khẽ gật đầu, ba người đồng thời hạ xuống trận nhãn tại gò đất phía dưới. Đỉnh gò đất này chỉ rộng hơn 10 trượng, lúc này có một pháp trận loại nhỏ bố trí ở đó. Đây là loại trận trong trận, ba người nhẹ nhàng bước vào bên trong pháp trận loại nhỏ này. Hàn Lập ngồi xếp bằng ở giữa, nhị nữ ngồi ở hai bên sườn phía sau. Hàn Lập chậm rãi nhắm mắt lại còn nhị nữ đồng thời há miệng phun ra một viên châu đen thùi. Hai viên châu này quay tròn tự hướng tới phía trung tâm của pháp trận, khảm vào hai cái rãnh đã được chuẩn bị sẵn ở trong đó. Sau đó nhị nữ đồng thời bắt quyết thôi động pháp trận. Từ bốn phía pháp trận nổi lên từng đoàn hôi hà rồi tỏa rộng ra bốn phía. Trong phút chốc lấy gò đất làm trung tâm, cả tòa đại pháp trận cũng đã chính thức được khởi động. Từng đoàn âm khí từ các nơi khác theo lực hấp dẫn của pháp trận xoay tròn tụ lại với nhau tạo thành một lốc xoáy lớn giữa bầu trời. Lốc xoáy này diện tích còn lớn hơn, bao trùm cả tòa đại pháp trận khiến người khác không khỏi kinh hãi. Ở dưới hấp lực cực lớn của lốc xoáy, vô luận là âm khí tinh thuần trên không hay dưới đất đều hóa thành từng đoàn hắc khí cuồn cuộn chảy vào bên trong khiến lốc xoáy màu đen này càng lúc càng lớn mạnh, phạm vi hấp thu âm khí cũng mở rộng ra thêm hàn lập lúc này nếu nhìn lên đoàn lốc xoáy trên trời thì sẽ thấy tại khu vực trung tâm có một đoàn hát sắc quang hà không ngừng chuyển động đánh nát các loại âm khí sau đó một lần nữa dung hợp chúng lại với nhau bên trong đang từ từ hình thành một viên cầu tối đen như mực ở giữa viên cầu đen thùi đó mơ hồ tỏa ra linh áp kinh người tựa hồ trong đó bao hàm một cỗ lực lượng cường đại tùy thời đều có thể phóng ra từ trung tâm lốc xoáy nguyên giao và nghiên lệ vẫn cúi đầu cùng nhau niệm từng chàng chú ngữ tối nghĩa huyện ảo hai tay không ngừng huy động đánh ra từng đạo pháp quyết lên pháp trận loại nhỏ ở chỗ mình khiến lốc xoáy trên không trung càng lúc càng xoay tròn nhanh hơn. Một lát sau, số lượng âm khí mà lốc xoáy hấp thu đã đến mức hãi nhân. Đúng lúc này, xa xa bốn phía truyền tới vô số tiếng tiêm minh, tiếng quỷ khiếu liên miên không dứt, tựa hồ vô số quỷ vật nơi này đều bị cơn lốc màu đen trên không trung hấp dẫn mà đến. Nguyên giao nghe thấy tiếng tiêm minh này thì khẽ cau mày. Tuy rằng từ khí tức chúng phát ra thì chưa cảm giác được sự tồn tại của quỷ vật cường đại tới đây, nhưng vạn nhất trong lúc thi pháp mấu chốt lại có nhiều quỷ vật như vậy tấn công vào pháp trận thì cũng không phải là chuyện hay ho gì. Xem ra các nàng vẫn xem nhẹ sự hấp dẫn trí mạng của âm khí tinh thuần với đám quỷ vật này. Nhưng chưa chờ các nàng đứng dậy tiêu diệt đám quỷ vật cấp thấp thì Hàn Lập vốn đang ngồi phía trước thoáng vung tay phóng ra một đoàn ô quang cùng một đoàn kim quang. Hào quang chợt tắt, một đầu báo cùng một đầu tiểu hầu hiện ra. Đây đúng là đề hồn cùng báo lân thú sau khi tiến giai. Nhị thú vừa hiện thân thì Hàn Lập nhanh chóng dùng thần niệm phân phó. Tiểu hầu hóa thành cự viên cao hơn 10 trượng ngửa cổ hống to rồi phóng tới đám quỷ vật, còn thân hình báo lân thú cũng nhanh chóng huyễn hóa ra hơn 10 đạo tàn ảnh lao đến một góc khác. Nguyên giao thấy vậy thì ngẩn ra, nghiên lệ lại mỉm cười lên tiếng. Nguyên sư muội không cần lo lắng, Hàn Huynh có thể cứu thoát chúng ta từ trong tay đám người quỷ bà thì có thể thấy được thần thông to lớn thế nào. Nên đương nhiên sẽ có biện pháp đuổi hết đám quỷ vật này không để chúng quấy dày chúng ta thi pháp sư tỷ nói đúng, quả là giao nhi đã quá lo lắng rồi. Nguyên giao mỉm cười, nhiên cô nương quá xem trọng hàn mỗ rồi, chỉ là đám quỷ vật này đúng là không cần để ý. Hàn lập vẫn không mở mắt, chỉ mỉm cười trả lời. Đúng lúc này, ở xa xa vang vọng tiếng viên đề, âm thanh cuồn cuộn giữa tầng trời uy phong lẫm liệt, đám quỷ vật bên kia nhất thời không còn một tiếng động. Còn phía bên kia thì lại phát ra tiếng quỷ vật kêu gào thảm thiết, dường như chúng vô cùng sợ hãi đang nhanh chóng chạy trốn xem ra hai linh thú của hàn huynh không hề tầm thường thoáng chốc đã đuổi sạch đám quỷ vật này nghiên lệ thoáng tỏ ra ngạc nhiên nàng ta tuy tin rằng đám quỷ vật kia không phải đối thủ của hai đầu linh thú này nhưng nhanh như vậy cũng khiến nàng có chút bất ngờ hàn lập nghe vậy chỉ cười cười đầu báo lân thú kia hoặc là tự mình giết chết một đám quỷ vật còn đại bộ phận đều chỉ đuổi đi mà thôi còn đám quỷ vật cấp thấp bên đề hồn thú đều đã chui cả vào bụng nó hàn lập không để ý tới sự ngạc nhiên của nghiên lệ mà lại nói Ta đã điều hòa tốt kinh mạch trong cơ thể, thấy trên không trung cũng tụ tập được không ít âm khí, chúng ta bắt đầu thi pháp thôi. Hiện tại chỉ có một gã yêu vương thôi động ấn ký, nhưng nếu có thêm một hai người nữa thì ta sợ rằng không thể ngăn chặn. Xem ra cũng đủ rồi, sư muội thi pháp thôi. Nghiên lệ ngẩng đầu nhìn về lốc xoáy trên không trung, nàng khẽ nhíu mắt sau đó ngưng trọng nói. Nguyên giao không nói lời nào chỉ gật đầu đồng ý. Lúc này trong tay nhị nữ chợt lóe hắc hà, mỗi người đều cầm một cây phiên kỳ màu đen sau đó ném tới hai bên sườn pháp trận. Thoáng một chút chúng đã hóa thành hai cây cự phiên đứng sừng sững trong pháp trận. Tiếp theo nhị nữ lại khắc quyết, ầm ầm, tiếng động truyền xuống từ trên cao, mặt ngoài hắc sắc viên cầu bên trong lốc xoáy lóe lên hà quang từ từ chuyển động, phía dưới lại có hai đoàn quang hà bao vây lấy hai cỗ hắc khí nồng đậm như dịch thể trực tiếp nhập vào hai cây cự phiên bên dưới. Toàn thân nguyên giao nghiên lệ ngồi xếp bằng ở phía sau hàn lập bóng cuồn cuộn hắc khí, một cỗ linh áp cường đại phát ra từ trên người các nàng. Nhị nữ đồng thời quát lên một tiếng, bốn tay nhanh chóng cách không đạn chỉ hướng về phía Hàn Lập. Xuy suy, tiếng xé gió mãnh liệt vang lên, vô số đạo hắc tì từ đầu ngón tay nhị nữ liên tục nhập vào hai lòng bàn tay Hàn Lập. Thân hình Hàn Lập chỉ thoáng rung lên nhưng không hề có việc gì. Nguyên giao nghiên lệ thấy vậy thì khẽ liếc nhau, trên mắt cả hai đều hiện rõ sự khâm phục. Chỉ là hắc tì bắn ra từ hai tay nhị nữ dày đặc như mưa, trong phút chốc đã tiến nhập vào tất cả mọi nơi trên thân thể Hàn Lập. Nhưng ngoại trừ thanh quang thiểm động bên ngoài cơ thể Hàn Lập thì không có một chút khác thường. Đến khi này hai người nguyên giao cùng nghiên lệ cũng không còn tâm trạng bội phục mà cùng hít sâu một ngụm khí lạnh. Phải biết rằng lúc trước khi hai nàng bị ích tà thần lôi thập thể thì trong nháy mắt đã đau nhức tới mức hôn mê bất tỉnh. Hiện giờ cường độ âm khí mà Hàn Lập chịu đựng đã hơn xa số lượng ích tà thần lôi các nàng phải chịu khi trước. Nhị nữ không khỏi có chút trần chờ tiếp tục quán chú âm khí, ta đã cảm thấy một ấn ký trong đó hoạt động. Ngay lúc nhị nữ do dự thì thanh âm nhàn nhạt của Hàn Lập vang lên. Nghe thấy Hàn Lập nói vậy, nghiên lệ hít sâu một hơi ra hiệu cho nguyên giao rồi tiếp tục thúc giục bí thuật. Trên người nghiên lệ hắc khí quay cuồng từng trận, càng ngày càng đậm sau đó ngưng tụ thành một đoàn hắc quang che phủ toàn bộ thân hình vào trong đó. Nguyên giao bên kia thoáng do dự nhìn Hàn Lập nhưng thấy thần thái ổn định của hắn thì cũng tiếp tục thi pháp, trên người đồng dạng hiện lên hắc sắc quang hà. Một lát sau, phốc phốc hai đạo quang trụ đen như mực từ trong hai đoàn hắc hà bắn ra nhập vào trong cơ thể Hàn Lập. Với một số lượng âm khí lớn như vậy quán trú vào trong cơ thể, Hàn Lập vẫn không kêu rên một tiếng, thân hình thoáng run lên, bên ngoài thân bùng phát thanh quang. chương 1504, Thối Tinh Chuyên, một lúc lâu sau, lốc xoáy phía trên không bắt đầu dừng không tiếp tục xoay tròn. Một viên cầu đen như mực đường kính lên tới hơn 10 trượng từ trong lốc xoáy chậm rãi bay ra, thỉnh thoảng có hắc sắc quang hà thổi quét xuống cuồn cuộn rót âm khí vào hai cây phiên kỳ cực lớn ở giữa pháp trận. Hai cây cự phiên này thông qua lực cấm chế đem một cỗ lực lượng tinh thuần rót vào bên trong trận nhãn. Giờ phút này, đỉnh gò đất chỗ đặt pháp trận loại nhỏ hắc sắc quang hà tràn ngập. Thân hình ba người Hàn Lập hoàn toàn bị bao phủ trong đó, toàn một màu đen không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ở phụ cận trừ bỏ tiếng vang trầm thấp do pháp trận vận chuyển ra thì không còn một tiếng động nào khác. Theo thời gian trôi qua, hắc sắc quang cầu cực lớn huyền phù trên không trung cũng dần dần nhỏ đi, cũng bởi âm khí tinh thuần bên trong liên tục tuôn ra. Bỗng nhiên ở phía dưới pháp trận truyền ra một tiếng hô thật lớn khiến hắc sắc quang hà nhộn nhạo hẳn lên. Tiếp theo phanh một tiếng, một đoàn lục quang to bằng nắm tay phá vỡ hắc hà vọt ra bên ngoài rồi xoay tròn, có vẻ như muốn tìm phương hướng bay đi. Tiếng hừ lạnh ở phía dưới vang lên. Một đạo kim sắc kiếm quang từ dưới hắc hà nhanh chóng bắn ra hóa thành một đoàn kim mang chói mắt chém nát lục quang. Hắc Hà quay cuồng một trận rồi dần dần tản ra để lộ bóng dáng ba người đang ngồi xếp bằng bên trong. Đồng thời âm thanh vận chuyển của pháp trận loại nhỏ cũng tạm thời dừng lại. Làm phiền hai vị đạo hiếu, ấn ký thứ nhất đã được loại bỏ, chúng ta lại tiếp tục thôi. Từ trong Hắc Hà truyền ra tiếng Hàn Lập, tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn không thể che hết sự hưng phấn bên trong. Hàn Huynh, quán chú nhiều âm khí như vậy thân thể của Huynh còn có thể chống đỡ được tiếp sao? Hay là nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục tiến hành? thanh âm nữ tử vang lên, giọng nàng đầy vẻ quan tâm. Đa tả ý tốt của nguyên cô nương, nhưng thời gian cấp bách, cần phải nắm chắc thời gian giải quyết hết ba ấn ký còn lại mới được, để chậm rất dễ sinh biến. Hàn lập cười khổ một tiếng, nếu Hàn huynh cảm thấy không sao thì ta cùng sư muội cũng không khuyên nữa. Đạo hữu nếu thấy thực sự không thể kiên trì thì cần phải nói một tiếng. Thanh âm nghiêm túc của nghiên lệ vang lên, Hàn mỗ đã biết, chúng ta tiếp tục thôi. Hàn lập cười nhẹ, khẩu khí không hề do dự. Nguyên giao khẽ than nhẹ một tiếng, hắc sắc hà quang bên trong pháp trận đại thịnh, tiếng ông minh tiếp tục vang lên. Tại hắc hà, thân hình hai người nguyên giao trở lên mơ hồ, các nàng tiếp tục thi pháp phóng ra từng đạo hắc sắc quang trụ hướng thẳng vào cơ thể Hàn Lập. Ngay lúc Hàn Lập bước ra rồi hủy diệt ấn ký đầu tiên thì ở cách chỗ bọn họ hơn 10 ngàn dặm, tại một tòa núi cao hơn ngàn trượng có một người đang đứng trong lục quang minh mông, vẻ mặt kinh nghi nhìn về phương hướng Hàn Lập. Sao lại có thể, ấn ký ta lưu lại đã bị hủy, theo lý thì tu sĩ chưa đến hợp thể kỳ không có khả năng đó. Chẳng lẽ có cao nhân trợ giúp hắn sao? Bóng người này cao gầy, gương mặt thanh tú rõ ràng là mộc thanh. Nàng ta không biết bởi nguyên nhân nào nhưng không đi cùng nhóm người lục túc mà một mình truy tìm hàn lập. Hơn nữa ở trên đường nàng còn thi triển bí thuất thôi động ấn ký trong cơ thể hàn lập, khiến hàn lập không thể không hủy ấn ký của nàng trước tiên. Quả là có chút phiền phức, Tại lúc ấn ký bị hủy tuy có chút cảm ứng được phương hướng nhưng diện tích rộng như vậy rất khó để tìm được, đành trông vào thời vận vậy. Nàng ta khẽ nhíu nghi thì thào vài câu, sau đó không chút trần chờ hóa thành một đạo lục hồng bay đi. Tại một nơi khác, trên hoang nguyên đầy giấy bạch cốt có ba người một khôi lỗi đang huyền phù trên không. Lục túc huynh, hiện giờ ta đã cắt đuôi được tên phù du tộc nhân cùng hai con minh lôi thú, ngươi cũng nên lấy ra minh hà thần nhũ chia đều cho ba chúng ta đi thôi người nói chuyện chính là huyết bào nhân đang đứng trên đầu vai tử huyết khôi lỗi cả người hắn được bao phủ bởi một màn huyết vụ. đạo hữu từ nãy tới giờ vẫn hờ hững với đề nghị của chúng ta chẳng lẽ sinh lòng định chiếm làm của riêng sao lục túc huynh chắc không quên thệ ngôn chúng ta đã lập lúc trước khi xuất phát cùng với việc dùng huyết chú thuật cấm chế lẫn nhau chứ nếu mấy người chúng ta liều mạng đại tổn nguyên khí phát động cấm chú thì tu vị của đạo hữu cũng sẽ tổn thất hơn nửa mỹ phụ đầu bạc đứng giữa tám gã quỷ vương âm trầm lên tiếng Lục túc thân vẫn hắc bào, trên mặt có một đôi mắt kép đang đứng đối diện với đám người Mỹ phụ đầu bạc, ánh mắt đảo qua hai người bên kia, rốt cuộc cũng nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Án chiếu theo ý định ban đầu của ta thì tất nhiên muốn cùng mấy vị đạo hữu chia đều thần nhũ, nhưng đáng tiếc thần nhũ trong thủy trì mới bị người khác lấy đi không lâu nên lần này miễn cưỡng lắm cũng chỉ đủ cho mình ta dùng mà thôi, sao có thể chia đều cùng các ngươi. Như vậy đi, tất cả thần nhũ thuộc về ta, ta sẽ dùng các vật phẩm quý hiếm để trao đổi, cũng coi như không để các ngươi đi tay không chuyến này. Nhị vị cảm thấy thế nào, vật gì quý hiếm có thể so sánh với Minh Hà thần nhũ đây? Trừ phi người có linh dược có tác dụng giúp tiến giai lên đại thừa, nếu không các đồ vật khác cho dù ở trong mắt tu sĩ phổ thông là vô giá nhưng đối với tu vị của chúng ta đâu có tác dụng gì. Nét mặt Mỹ phụ đầu bạc trầm xuống, giận dữ nói. Huyết bào nhân nghe thấy lời này, mục quang liên tục chấp động nhưng không lập tức lên tiếng. Điệu huyết lão đệ, người cảm thấy thế nào? thấy huyết bào nhân cũng không từ chối lục túc trực tiếp gọi tên hỏi tuy rằng trước mắt chỉ có hai người nhưng chỉ cần một người đồng ý thì tên còn lại đương nhiên không thể phản đối dù sao tu vị của lục túc cũng hơn xa hai người bọn họ một người riêng lẻ đương nhiên không phải đối thủ của hắn địa huyết ngươi sẽ không hồ đồ đáp ứng điều kiện này chứ mỹ phụ đầu bạc quay đầu lạnh lùng nói nếu quả thực thần nhũ chỉ có một phần thì cho dù lục túc đạo hữu có nguyện ý lấy ra chia đều cho chúng ta nhưng với số lượng ít ỏi như vậy thì cũng không có tác dụng lớn như vậy thì có hay không có cũng đâu có gì khác nhau hay là lam đạo hữu cảm thấy phần thần nhũ này nên thuộc về bản thân huyết bào nhân trầm giọng nói lời của điệu huyết đạo hữu rất đúng tại hạ cũng cảm thấy như vậy lục túc âm trầm cười mỹ phụ đầu bạc thoáng ngẩn ra rồi cười nhạt nói ai biết được trong tay hắn thực sự chỉ có một phần thần nhũ hay không ta chưa tận mắt nhìn thấy đúng vậy đó cũng là điều ta đang băn khoăn lục túc đạo hữu ngươi hãy chứng minh cho chúng ta lời của ngươi là đúng đi ánh mắt huyết bào nhân thoáng hiện lệ sắc nhìn thẳng vào mặt lục túc đề nghị minh hà thần nhũ chỉ có thần hiệu trong lần đầu tiên dùng đến lần thứ hai tác dụng cũng vô cùng bé nhỏ điểm này hai vị đạo hiếu cũng biết rõ tại hạ trừ khi đầu óc không bình thường mới vì thứ vô dụng đó mà trở mặt cùng hai vị đạo hiếu hai vị còn không biết minh hà thần nhũ phải lấy thế nào lục túc trầm mặc một lúc rồi thở dài một hơi nói lời của lục túc đạo Hữu có ý gì chẳng lẽ việc lấy minh hà thần nhũ ngoại trừ chặt đứt liên hệ của nó với linh mạch thì còn điều huyền diệu khác sao mỹ phụ đầu bạc hoài nghi hỏi ánh mắt lục túc khẽ lóe quang mang đoạn phất tay áo phóng ra một vật vật này thoáng lóe lên đã rơi vào trong tay lục túc hắn nhẹ nhàng nâng lên đây là một khối chuyên hình chữ nhật trong suốt như được làm thành từ thủy tinh bề mặt sáng bóng trong suốt ở giữa khối chuyên có một đoàn chất lỏng lớn bằng nắm tay trẻ con đang nhẹ nhàng đong đưa ở bên trong Tuy rằng cách một tầng tinh thể nhưng vẫn có thể cảm nhận được một cỗ linh khí kinh người từ trên khối chuyên phát ra hóa hành bạch sắc linh vụ vần quanh khối chuyên. Vật này là thối tinh chuyên, là vật phù du tộc đặc biệt nghiên cứu chế tạo ra để hấp thu cũng như chứa đựng minh hà thần nhũ. Bình thường vật này luôn được an trí dưới thủy trì hòa hợp cùng linh mạch thành một thể. Muốn lấy lại ra thì muôn vàn khó khăn. Thần nhũ một khi bị hấp thu vào vật này thì trừ phi có mật phù do phù du tộc đặc chế còn không thì cho dù là tu sĩ hợp thể trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể lấy ra thần nhũ. Trừ phi tu sĩ dùng chân hỏa trong cơ thể lặng lặng luyện hóa vật này hơn 10 năm, lúc đó mới có thể luyện hóa khối chuyên này. Hiện tại số lượng thần nhũ có bao nhiêu, hai vị đạo hữu có thể tự mình xem xét. Lục túc bình tĩnh nói, linh vụ bao phủ bên ngoài vật này giống hệt với vũ khí trong thủy trì, là minh hà thần nhũ không giả. Nhưng nói ta không thể hủy diệt vật này, đạo hữu không cảm thấy có chút quá lời sao huyết bào nhân thoáng quét mục quang qua khối chuyên vài lần bất giác hiện lên một tia tham lam giọng nói có chút không tin xem ra nói không khó tin như vậy đi ta để vật đó trên đỉnh đầu hai vị đạo hữu có thể toàn lực công kích vật này một lần nếu có thể gây ra một chút thương tổn đến vật này thì ta lập tức dâng minh hà thần nhũ cho người đó còn không vật này sẽ thuộc về tê ngoài ra ta cũng sẽ bồi thường cho hai vị đạo hữu bảo vật khác nếu không cho dù hai vị đạo hữu thôi động huyết chú thuật thì cũng không tốt hơn so với tại hạ chút nào đâu ngược lại sẽ khiến kẻ khác được hưởng lợi lục túc suy nghĩ một chút rồi nói lời này là thật chứ hai mắt mỹ phụ đầu bạc sáng ngời bà ta đã động tâm chắc chắn là thật lục túc cười hắc hắc được cứ vậy đi mỹ phụ đầu bạc đáp ứng hiển nhiên bà ta rất tin tưởng vào bản thân mình nếu ta không thể đánh tan vật ấy thì ta cũng không cần đạo hữu đổi cho vật gì khác mà chỉ cần lục túc huynh cùng ta đến ma phần một chuyến sau đó giúp ta lấy hai kiện bảo vật ở đó là được ánh mắt huyết bảo nhân chấp động vài lần rồi lên tiếng đến ma phần lũ thiên ngoại ma đầu kia tuy rằng đã chết không biết bao nhiêu năm tháng ma khí đã thông linh hóa hình so với thông thiên linh bảo còn lợi hại hơn vài phần hơn nữa tại sâu trong đó hỗn hợp ma khí cùng âm khí dày đặc dị thường người bình thường nửa bước khó đi lần trước mộc thanh đạo hữu cùng các ngươi không phải đã tới một lần nhưng tay không mà về rồi sao lục túc nhíu mày tựa hồ không tình nguyện làm việc này Lục túc đạo hữu đã biết rõ cần gì phải hỏi. Nếu hàn tiểu tử không chết, có ích tà thần lôi của hắn mở đường lại có lục túc huynh tương trợ thì việc này không thành vấn đề. Một thanh đạo hữu giữa đường rời đi, nói không chừng cũng đang tìm kiếm hàn tiểu tử. chương 1505, thực lực của hàn lập. Nghe huyết bào nhân nói vậy, Mỹ phụ đầu bạc nhíu mày, ánh mắt không ngừng chấp động. Nói tới việc đi ma phần, sợ rằng trì hoãn không ít thời gian. Vạn nhất viện quân phù du tộc bỗng nhiên đuổi tới thì ai cũng không thể rời đi lục túc lên tiếng, hắc hắc, nếu phù du tộc có thể tiến vào không gian này nhanh như vậy thì tên phù du tộc còn sót lại phụ thần vào khôi lối kia cũng không cần liều mạng với chúng ta như vậy. Lúc đó hắn cứ ngồi yên chờ viện quân tới chẳng phải tốt hơn sao. Trong khoảng thời gian ngắn phù du tộc có người tiến nhập vào đây được hay không đương nhiên là khó đoán được nên việc này quả có chút mạo hiểm, nhưng lục túc huynh đã độc hưởng minh hà thần nhũ nên ta cảm thấy huynh có mạo hiểm cùng chúng ta một chút cũng không có gì quá khó chứ. Huyết bào nhân cười hắc hắc, vẻ mặt lục túc không chút biểu tình, nhưng ánh mắt liên tục chuyển động cân nhắc lợi hại. Sau một lúc mới chậm rãi nói, được, ta cùng các ngươi đến ma phần một chuyến, nhưng chỉ có thể giúp thu lấy hai kiện ma khí, muốn bảo vật nhiều hơn nữa thì đạo hữu cần trông chờ vào bản lĩnh của chính mình. Ha ha, một lời đã định, về phần thối tinh chuyên này tại hạ tin tưởng lời của lục túc huynh nên không cần xuất thủ. Huyết bào nhân cười ha hả, thân hình tự động lui về đằng sau mấy trượng. Hình dáng tử huyết khôi lỗi lúc này thu nhỏ lại không lớn hơn thường nhân bao nhiêu cũng đồng dạng lui về đằng sau vài bước. Lam đạo hữu người định thế nào? Thấy địa huyết lão quái đã đồng ý với điều kiện đề ra, lục túc chuyển mắt nhìn về phía Mỹ phụ đầu bạc, trong mắt ẩn ẩn lệ mang. Điều kiện của ta cũng giống như địa huyết đạo hiểu, chẳng qua ta còn muốn thử xem thối tinh chuyên này có thật là không thể phá vỡ hay không. Đồng tử Mỹ phụ đầu bạc co rút lại, do dự một chút rồi nhạt giọng nói. Có thể, đạo hữu ra tay công kích đi lúc túc lập tức đáp ứng rồi lùi lại đằng sau khối thối tinh chuyên kia bay lên trên cao cách đỉnh đầu hắn bảy tám trượng huyền phù bất động mỹ phụ đầu bạc nhìn chằm chằm vào thối tinh chuyên mục quang nóng bỏng đoạn phất tay áo tám gã quỷ vương nháy mắt liền nhập lên người bà ta hắc quang chấp động trên người mỹ phụ đầu bạc đã có thêm một tầng hắc sắc chiến giáp trong tay cầm một cây quái chùy cánh tay khẽ chuyển động nhất thời một trận quái khiếu từ trên chùy phát ra tám bóng ảnh khô lâu tại đầu chùy cũng bùng sáng lục túc đảo mắt qua quái trùy, thanh âm không chút thay đổi. Bảo vật này của đạo hữu tuy thần thông không nhỏ nhưng cũng không thể phá vỡ thối tinh chuyên. Chẳng qua như trước đã nói, làm đạo hữu chỉ nên công kích thối tinh chuyên, nếu trong lúc công kích mà động tay chân hay làm điều gì khác thì đừng trách tại hạ trở mặt vô tình. Có thể phá vỡ hay không để lát nữa rồi hãy nói. Mỹ phụ đầu bà căn bản không để ý tới lời uy hiếp của lục túc, lập tức ném quái trùy về phía đối diện. Trong phút chốc, quỷ khí dày đặc, âm phong cuồn cuộn quái trùy nhanh chóng phóng lớn lên, tám đầu khô lâu khảm trên bề mặt không ngừng há miệng phát ra từng tráng quái khiếu. Tiếp theo, từng đoàn lục diễm bỗng chốc bùng lên tại phụ cận đầu trùy, đem cả quái trùy hóa thành một hỏa cầu cực lớn. Lục diễm này tựa hồ có uy lực không nhỏ, dưới sức lửa thiêu đốt của nó cả không gian xung quanh đều trở lên vặn vẹo mơ hồ. Sắc mặt lục túc vẫn không chút thay đổi, khoanh tay đứng yên chờ Mỹ phụ đầu bạc ra tay. Huyết bào nhân thấy uy thế quái trùy thì hai mắt nhíu lại, huyết quang lập lòe đầy vẻ quỷ dị. Mỹ phụ hét lớn một tiếng, quái trùy quay tròn một vòng rồi cuồng mãnh nện xuống khối chuyên lớn độ một xích kia. Chỉ là trên đường cự truy hạ xuống thì thân trùy đột nhiên rung lên, lục diễm tăng vọt biến hóa thành hàng trăm trùy ảnh từ bốn phương tám hướng đồng thời nện tới mặt chuyên. Một kích này cơ hồ tương đương với hơn trăm đòn tấn công cùng một lúc. Ánh mắt lục túc ngẩn ra nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch cười nhạt. Tiếng nổ ầm ầm trên không trung vang lên liên miên không dứt, phảng phất như có hàng trăm tia sét đồng thời nổ vang khiến cho không khí quanh đó đều ông ông chấn động. Sắc mặt huyết bào nhân khẽ biến, lúc trùy này đối kháng với hắc sắc quang trận dưới cung điện ngầm vẫn chưa thể hiện nhiều uy năng, nhưng đòn công kích hiện tại lại có thanh thế lớn đến vậy. Còn về phần thối tinh chuyên kia sớm đã bị lục mang trói mắt bao phủ bên trong, căn bản khó có thể nhìn ra tình hình thế nào. Một lát sau, Mỹ phụ đầu bạc phất tay chảo về phía hư không. Nhất thời tất cả trùy ảnh đều tan biến, bản thể quái trùy hóa thành một đoàn lục quang bay vụt về sau đó bà ta lại nhìn về phía thối tinh chuyên sắc mặt vô cùng khó coi khối thối tinh chuyên kia vừa chịu một đòn tấn công mãnh liệt vậy mà vẫn hoàn hảo không chút tổn hao bề mặt vẫn sáng bóng ngay cả một vết xước cũng không lưu lại thế nào hiện giờ lam đạo hiếu hẳn là đã tin tưởng lời tại hạ rồi chứ minh hà thần nhũ này tại hạ cũng không thể lấy ra lúc trên đường để mà dở trò thâu long chuyển phượng được lục túc bình tĩnh nói việc đã đến nước này nói những thứ này nữa cũng vô dụng. Thần nhũ thuộc về ngươi, nhưng ngươi cũng cần cùng chúng ta đi đến ma phần một chuyến. Mỹ phụ đầu bạc buồn bực thở dài một hơi rồi nói. Tiếp theo bà ta lại huy động hai tay khắp quyết, chiến giáp trên người cùng quái trùy lại một lần nữa hóa thành tám hắc ảnh. Vậy thì tốt rồi, ma phần kia cũng không gần, chúng ta cho dù có đi mau hơn nữa cũng cần mất hơn nửa tháng thời gian, chẳng qua trước đó cần tìm một người đã. Lục túc gật đầu, đưa tay lên không chung khẽ vẫy thối tinh chuyên chấp lên rồi biến mất trên hư không ngay cả hai người phía đối diện cũng không thể nhìn ra vật ấy bị lục túc lấy đi thế nào mỹ phụ đầu bà cùng huyết bảo nhân liếc mắt nhìn nhau sự kiêng kỵ với lục túc càng thêm sâu đậm trong cơ thể hàn tiểu tử có ấn ký của ta cho dù có chạy tới chân trời góc biển cũng không thể thoát được cảm ứng của ta lát nữa ta sẽ thôi động ấn ký để xem tiểu tử này chạy đến chỗ nào người này gan cũng thật lớn dám thừa loạn bắt cóc môn hạ đệ tử của ta Mỹ phụ đầu bạc nghe nhắc tới Hàn Lập, gương mặt lại hiện lên một tầng sát khí. Ha ha, Lam đạo hữu người biết rõ Hàn tiểu tử cùng hai đệ tử của ngươi có quan hệ không rõ. Hơn nữa còn định hấp thu âm khí của các nàng, khó trách người ta trở thành anh hùng cứu mỹ nhân. Bản thân ta cũng không khỏi bội phục tiểu tử này, chẳng những có thể bình yên thoát khỏi miệng minh lôi thú mà còn dám ở trước mặt ta ngông nghênh cướp người rời đi. Chật chật, ngay cả hóa thân huyết khôi lỗi của ta khổ tu nhiều năm cũng không thể ngăn lại đây vốn không phải việc một gã tiểu bối dám làm, huyết bào nhân lại cười quái dị, chật chật xưng lạ. Hư, lão quái vật ngươi từ khi nào lại xem trọng kẻ khác như vậy? Sao không thu về làm môn hạ, nói không chừng về sau trò giỏi hơn thầy? Mỹ phụ đầu bạc sắc mặt trầm xuống, không khách khí nói. Lão phu tu luyện huyết chi đạo Pháp, trừ phi tiểu từ này nguyện ý thay huyết hoán tùy còn không thì không thể. Hơn nữa lão phu từ trước tới giờ quen sống một mình, chưa từng nghĩ đem thần thông của mình truyền cho người khác nên đâu cần thu đồ đệ. Điệu huyết cười nhạt, tiểu tử này tuy tu vị không cao nhưng trên người chỉ sợ có không ít bí mật. Hơn nữa dám đi theo con đường pháp thể song tu, còn tu luyện tới trình độ như vậy. Vô luận là thần thông hay pháp lực đều hơn hẳn người cùng thế hệ. Nếu có một ngày hắn thực sự có thể tiến cấp đến cảnh giới chúng ta thì chỉ sợ mấy người chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên điều này cũng chỉ là giả thuyết mà thôi, pháp thể song tu tiến giai vô cùng khó khăn gian khổ hơn hẳn so với phương pháp tu luyện bình thường. Lục túc từ từ nói, pháp thể song tu, đạo hữu không nhìn nhầm đó chứ, sao có thể biết việc này. Mỹ phụ đầu bạc có chút giật mình khẽ hô lên, huyết bào nhân nghe vậy, huyết mang trong mắt chợt lóe, tựa hồ cũng bất ngờ. Không có gì, tại hạ sở hữu một loại thiên phú thần thông có thể nhìn thấy độ mạnh mẽ của thân thể một người. Tiểu tử này cũng không phải là người phi linh tộc mà xác thực là tu sĩ nhân tộc tại một góc hẻo lánh ở thiên nguyên đại lục chỉ là không biết như thế nào lại trà trộn vào trong đợt thí luyện thánh tử của phi linh tộc. Theo ta được biết, nhân tộc tại Thiên Nguyên Đại Lục là một trong mấy tộc có thân thể yếu nhất. Vậy nhưng thân thể tiểu tử này lại rất mạnh mẽ, thậm chí không hề kém ta. Binh khí bảo vật phổ thông chỉ sợ đều không thể chém nứt được thân thể của hắn. Luận thực lực chân chính hắn có thể so được với cấp bậc linh xuất hậu kỳ, thậm chí người này nếu còn thần thông độc đáo thì hơn phân nửa linh xuất hậu kỳ cũng không phải đối thủ lục túc dường như biết rõ chi tiết về hàn lập như lòng bàn tay thản nhiên nói ra nghe được lục túc đánh giá cao hàn lập như vậy mỹ phụ đầu bạc cùng huyết bào nhân lại quay sang nhìn nhau từ trong mắt đối phương thấy được nét sợ hãi bọn họ mặc dù biết hàn lập không phải là tồn tại bình thường nhưng tuyệt không ngờ rằng lại đến mức như thế mà chỉ cho rằng hắn ngang bằng với linh suất sơ kỳ hoặc trung kỳ mà thôi nhưng bây giờ nghe lục túc nói vậy thì tựa hồ đối phương đã là tồn tại cao nhất dưới hợp thể linh tướng hậu kỳ lại có thực lực của linh suất hậu kỳ ngay cho dù thế gian này đúng là có một số thần thông nghịch thiên nhưng thực lực của người này lại có thể vươn qua cả ba giai, bốn cảnh giới quả thực là không thể tin nổi. Mỹ phụ đầu bạc không quá tin tưởng, nói, hắc hắc, làm đạo hiếu, lục túc huynh nói vậy bản thân ta tin tưởng. Trước kia ta cũng đã từng gặp qua một gã tu sĩ nhân tộc tu vị luyện hư kỳ, kết quả thấy người này chỉ bằng một bộ kiếm trận lại có thể chém tồn tại hợp thể sơ kỳ. Nhân tộc tuy rằng nhỏ yếu nhưng lại có không ít pháp môn thần thông cổ quái, thật không thể coi thường. Huyết bào nhân ánh mắt lóe kỳ quang, lên tiếng. Mỹ phụ đầu bạc hừ lạnh một tiếng, thần sắc trên mặt vô cùng khó đoán, cũng không biết là tin tưởng lời hai người kia hay không. Được rồi, tiểu tử này cho dù có không ít bí mật hơn nữa tiềm lực không nhỏ nhưng hắn cũng phải tiến từng bước mới được. Hiện tại trọng yếu nhất là tìm được người, không biết hắn dùng phương pháp nào tạm thời che đi ấn ký ngăn cản cảm ứng. Chẳng qua khi hai vị cùng nhau thôi động ấn ký thì chắc chắn hắn sẽ không thể kiên trì bao lâu. Ừm, phải nhanh một chút để còn đi tới ma phần, hai vị đạo hữu hay là hãy cùng thi pháp đi. Lục túc bình tĩnh nói, lời của lục túc huynh rất đúng, làm đạo hữu chúng ta, không ổn rồi, ấn ký của ta sao đã bị hủy diệt. Huyết bào nhân cười nhẹ một tiếng gật đầu đồng ý rồi quay sang nói với Mỹ Phụ, bỗng nhiên huyết phụ quanh hắn run lên, trong miệng phát ra thanh âm kinh nộ. Có việc gì vậy, để ta thử xem, Mỹ Phụ đầu bạc cả kinh, vội vàng nhắc mắt bắt đầu thôi động pháp quyết. Kết quả, một lát sau hai mắt Mỹ phụ trợn lên, sắc mặt dữ tợn. Ấn ký của ta tuy vẫn còn tồn tại nhưng hắn che chắn cũng hết sức lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn không thể đột phá phong ấn. Lục túc huynh, hai người chúng ta cùng nhau thôi động đi. Cùng nhau thôi động, chỉ sợ không thể, ấn kỳ của ta còn bị hủy diệt trước cả địa huyết đạo hiếu. Lục túc nhạt giọng nói, cái gì, Mỹ phụ đầu bạc cùng huyết bào nhân nghe vậy thì trợn chừng bốn mắt. linh 1506, tử ngọ thạch, nói như vậy, hiện tại chỉ còn ấn ký của ta sót lại trong cơ thể tiểu tử đó. Sắc mặt Mỹ phụ đầu bạc có chút tái đi, hành trình tới Minh Hà Chi Địa lần này, không chỉ không có được thần nhũ mà ngay cả ma khí cũng có nguy cơ không thể lấy được. Kỳ quái là lục túc lúc này vẫn vô cùng bình tĩnh, huyết bào nhân sau lúc kinh nộ ban đầu thì cũng lập tức chấn tĩnh trở lại. Trong mắt hắn tinh quang không ngừng chấp lên, tựa hồ đang cân nhắc điều gì đó. Mỹ phụ đầu bạc cũng không nói thêm, lập tức khoanh chân ngồi giữa hư không, tám đầu quỷ vương bên thân hóa thành âm khí nồng đậm bao phủ bà ta vào bên trong, giúp đề cao pháp lực mạnh mẽ thôi động ấn ký đột phá phong ấn của Hàn Lập. Âm khí không ngừng quay cuồng, bên trong thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng quỷ khóc khiến người ra kinh hãi không thôi. Hiển nhiên Mỹ phụ đầu bạc đang vận dụng toàn lực, thời gian thoáng chốc đã qua nửa canh giờ, tại trong quỷ vụ vẫn chưa có tin tức gì của Mỹ phụ đầu bạc. Lục túc cùng huyết bào nhân vẫn đứng tại chỗ chờ đợi, không ai lên tiếng thúc giục. Qua một thời gian nữa, rốt cục truyền ra thanh âm tức giận của Mỹ phụ đầu bạc. Ấn ký của ta cũng đã bị hủy, chắc chắn tiểu tử này không thể tự mình làm việc này. Chẳng lẽ lại là chuyện tốt do Mộc Thanh làm, hắc sắc vũ khí tiêu tán để lộ vẻ mặt đầy tức giận của Mỹ phụ. Chưa chắc đã là do Mộc Đạo hữu làm, đối với nàng ta bảo vật trong ma phần tựa hồ còn quan trọng hơn cả thần nhũ. Huyết bào nhân sờ sờ cầm, suy nghĩ một chút rồi nói cho dù ở đây không ai không phải lão gian hoạt nhưng lại không thể ngờ được hai người nguyên giao nghiên lệ lại biết bí thuật tụ tập âm khí bài trừ ấn ký trong cơ thể hàn lập đương nhiên cũng một phần là do công pháp quỷ đạo hai người tu luyện có phần độc đáo mặc kệ là ai làm việc này ta nếu biết sẽ không buông tha nhưng điệu huyết huynh ma khí đối với người dường như cũng rất hữu dụng nhưng thấy người ổn định như vậy thì chắc còn có chuẩn bị khác mỹ phụ tựa hồ nhớ tới điều gì đó sắc mặt dịu xuống quay sang nhìn huyết bào nhân lục túc cũng nhìn về hướng huyết bào nhân nét mặt mơ hồ mỉm cười huyết bào nhân cũng cười lát sau mới chậm rãi nói lão phu đúng là đã động một ít tay chân trên người hàn tiểu tử nhưng muốn chuẩn xác tìm được hắn vẫn còn không ít khó khăn vì nó không hữu hiệu như ấn ký chẳng qua để dò ra phương vị đại khái của hắn thì không thành vấn đề tiểu tử này quả thực vô cùng cẩn trọng sau khi nhận của ta một bộ linh thị thì vẫn không hề mở ra nếu không hắn đã trúng bí thuật của ta lúc đó đâu gặp nhiều chuyện như bây giờ. Nghe huyết bào nhân nói vậy, nét mặt Mỹ phụ đầu bạc thoáng tỏ vẻ quái dị, lập tức nhướng mày. Đạo hữu nói vậy có quá không? Thần thức của tiểu tử đó không kém, người động tay chân trên linh thị hắn sao có thể không nhận ra? Ha ha, làm đạo hữu không biết rồi. Trên linh thị của ta quả thực không có vấn đề, mà mấu chốt là ta bố trí trong linh thị mộng dẫn huyết khế đại pháp đây là sáng tạo độc môn của ta chỉ cần dùng thần thức tập trung vào linh thị để dùng thử một lần thì tuyệt đối sẽ không thể thoát khỏi sự dẫn dụ của bí thuật này còn dùng đến lần thứ hai thứ ba thì cuối cùng tâm thần sẽ bị cuốn vào trong đó mà không biết chỉ tiếc rằng từ khi nhận được linh thị thì kẻ này đều không dùng qua một lần nếu không ta nhất định có thể cảm ứng được mà khống chế hắn một cách vô hình huyết bào nhân tựa hồ cũng muốn nhanh tiến vào ma phần nên hiện tại không hề giấu giếm mà trực tiếp nói ra kế hoạch mình an bài mỹ phụ đầu bạc khẽ biến sắc nhất thời không nói lên lời đôi mắt kép của lục túc cũng không ngừng chất động, có chút ngạc nhiên. Nếu hàn tiểu tử không trúng bẫy của ngươi thì hiện giờ ngươi làm cách nào để biết phương vị của hắn? Mỹ phụ đầu bạc lại đặt câu hỏi, rất đơn giản, ở trong linh thị ta có dùng một loại tài liệu tên là tử ngọ thạch. Huyết bào nhân âm trầm cười, tử ngọ thạch, loại tử ngọ thạch này cứ hai thời thần lại biến thành trí dương thuộc tính, là một loại đá kỳ lạ chuyên dùng để cảm ứng. Trong tay đạo hữu khẳng định là còn một khối khác cũng chỉ ở minh hà chi địa có âm khí dày đặc thì loại tài liệu cảm ứng này mới hữu dụng. nếu là trong hoàn cảnh bình thường thì ngay cả chúng ta cũng không thể phát hiện ra cảm ứng của nó. không ngờ rằng đạo hiếu lại đi tìm loại phế vật này. theo ta được biết loại đá này tại thiên nguyên đại lục chúng ta căn bản không có, cho dù tại hai khối đại lục khác cũng vô cùng thưa thớt. đối với người tu đạo như chúng ta mà nói rất ít khi sử dụng thứ này. lúc này đây ngay cả lục túc cũng không khỏi mở miệng khen ngợi thứ này cũng không phải là do ta chủ động đi tìm mà là tại khi mới tu luyện, thiên sát lấy được nó trên người một gã dị tộc nhân ở đại lục khác. Ta đem một khối nhỏ đó trộn lẫn vào bên trong linh thị, hiện tại coi như có chỗ để dùng. Hai mảnh cảm ứng lẫn nhau chỉ trong nháy mắt, cho dù hàn tiểu tử có dùng cấm chế gì phong ấn linh thị này thì cũng không thể chặt đứt mối liên hệ này. Trên thân hắn không có tử ngọ thạch nên không thể phát hiện ra ảo diệu trong đó. Huyết bào nhân rảo trá nói, ha ha, nếu vậy thì quá tốt, chúng ta trước hết theo phương hướng cảm ứng lúc cuối trước khi ấn ký biến mất mà đi hiện tại cũng không quá lâu đến lúc đó lại cảm ứng vài lần hẳn là có thể tiếp cận chẳng qua ở trên đường còn cần phải cẩn thận tiểu tử phù du tộc cầm linh bảo trong tay linh bảo trong tay hắn tựa hồ là ngũ long chát bảo vật này đề danh trên hỗn độn vạn linh bảng còn hai đầu minh lôi thú sẽ không rời khỏi xào huyệt quá xa nên không cần lo lắng lục túc ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen thoáng đề tỉnh mọi người mà hai người chúng ta cũng không ngờ rằng lục túc đạo hữu lại có năng lực địch lại dị bảo như ngũ long chát, mạnh mẽ bước lui con khôi lối kia. Mỹ phụ đầu bạc trong mắt chật lóe kỳ quang, mỉm cười nói. Làm đạo hữu quá khen, tên khôi lối kia cũng không phải là do ta bức bách mà tại tu vị của hắn không đủ để duy trì ngũ long chát trong thời gian dài nên tất nhiên là phải tự thối lui. Nếu kéo dài thời gian hơn nữa thì tại hạ cũng sẽ phải vẫn lạc trước bảo vật này. Lục túc sờ cầm, trong mắt thoáng hiện lên vẻ sợ hãi. Mỹ phụ cùng huyết bào nhân liếc nhìn nhau, lại nhớ tới sự tình trong đại điện sau khi Hàn Lập đã chạy đi, sắc mặt không khỏi trắng lên. Lúc đó, ngũ long chắc triển hiện thần thông quả thực là không thể tưởng tượng, nếu ngay từ đầu khôi lỗi kia khai triển toàn bộ uy lực thì hai người bọn họ nói không chừng đã sớm bỏ mạng tại đương trường. Chẳng qua cũng không cần quá lo lắng đến việc này. Tên khôi lỗi kia ngay cả lúc cuối phát huy ra 10 thành công lực của ngũ long chát nhưng cũng cạn kiệt thần thức nên còn có thể tiếp tục gượng dậy nổi không lại là chuyên khác chúng ta chỉ cần cảnh giác không phân tán để hắn tiêu diệt riêng lẻ là được. Lục túc lại khôi phục lại dáng vẻ thong dong nói. Vừa nghe lời này của lục túc, Mỹ Phụ cùng huyết bào nhân đều gật đầu tán đồng. Kế tiếp, ba người tiếp tục thương lượng thêm một chút rồi khống chế độn quang bay về phương xa. Tại một chỗ sâu trong minh hà chi địa, trước thạch động trong một dãy bạch sắc sơn mạch. Huyết quang lóe lên, một đầu huyết giáp khôi lỗi từ hư không xuất hiện, nó mới chỉ bước được vài bước thì linh quang trên người tán loạn, dầm. Một tiếng, ngã sắp xuống đất, tiếp đó, một đạo ngân hồng từ trên người khôi lỗi bắn ra xoay tròn trên không trung rồi nhập vào động khẩu biến mất không thấy bóng dáng. Thế nào, sao trở lên chật vật như vậy, chẳng lẽ uy lực ngũ long chát của lão phu không đủ lớn. Sau đó không lâu, từ trong động khẩu vang lên âm thanh giả nua, bình đạm không chút sóng gợn. Thế gian này dường như không có nhiều chuyện hấp dẫn được hắn. Ngũ long chát uy lực vô cùng, chỉ là vãn bối vô dụng, đến lúc cuối cùng thì thần thức không thể tiếp tục chống đỡ, nếu không đã có thể một lưới bắt hết bọn họ huyết giáp khôi lỗi hai mắt chợt lóe lục quang thanh âm vô cùng cung kính thần thức không thể chống đỡ người phải chăng đã hai lần vận dụng ngũ long chát hơn nữa lại trong thời gian quá dài âm thanh già nua không chút cảm tình giống như là đang nói đến một chuyện nhỏ bé không đáng để ý là do vãn bối tham tâm vãn bối ngay từ đầu không dùng toàn bộ uy lực của ngũ long chát mà muốn đợi đám người ngoại lại này ra hết rồi đồng thời tiêu diệt nhưng trăm triệu lần không ngờ được trong đó lại có một kẻ phản nghịch của bổn tộc tu luyện một loại thần thông có thể ngăn cản ngũ long chát một lúc. Còn một số xếp đặt lúc trước do vãn bối bố trí cũng bất ngờ bị người phá hư nên đưa tới việc sắp thành lại bại. Huyết giáp khôi lỗi yếu ớt trả lời, ra là vậy, âm thanh già nua trong động khẩu ừm lên một tiếng rồi hoàn toàn yên lặng. Khương tiền bối, vãn bối còn có một chuyện muốn nhờ. Bỗng nhiên hai mắt huyết giáp khôi lỗi huyết quang đại thịnh, thanh âm cũng lớn hơn vài phần. Nhờ, ta nhớ rõ là giao dịch giữa ta và ngươi đã xong, không nên vọng tưởng ta sẽ xuất thủ vì phù du tộc các ngươi. Âm thanh già nua trở lên lạnh như băng, vãn bối sao dám nghĩ đến việc này, vãn bối chỉ cầu khương tiền bối dùng một tia tàn niệm của vãn bối vi dẫn, dùng phá giới thuật tiếp dẫn bản thể của vãn bối tới minh hà chi địa. Những người đó đoạt đi thần nhũ nếu không thể thu hồi giết chết bọn chúng thì tội của vãn bối không nhẹ. Không ngờ huyết giáp khôi lỗi lại nói như vậy, để bản thể của ngươi tới đây, ngươi không hồ đồ chứ phù du tộc các ngươi không thể sinh tồn lâu tại Minh Hà Chi Địa, lâu thì chỉ một năm sớm thì mấy tháng, các ngươi sẽ bị âm khí xâm thực mà đại giảm tu vị. Hơn nữa nghe như người nói thì mấy kẻ kia tu vị cũng không kém, cho dù bản thể ngươi tới đây thì hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ khi bọn chúng liên thủ. Chẳng lẽ còn muốn mượn dùng ngũ long chát của lão phu thêm một lần? Thanh âm già nua có chút kinh ngạc, quả thực vãn bối dự tính mượn ngũ long chát thêm một lần, nhưng lại không nhất định cần dùng đến nó bản thể vãn bối còn mang theo một thần xào tới đây. Huyết giáp khôi lỗi cắn răng nói, thần xào, hắc hắc, ta không nghe lầm chứ, vì vài tên kim phù cấp mà lại muốn dùng tới vật ấy. Chưa nói tới người có khả năng vận dụng nó không mà ta nhớ không nhầm thì nó nằm trong tay mấy lão bất tử trong tộc các ngươi. Cho dù là trong tộc thì chưa tới mức sinh tử tồn vong thì cũng sẽ không vận dụng. Lúc này, âm thanh già nua lại có thêm một tia hứng thú. chương 1507, Phong Vân tái khởi. Tiền bối hiểu nhầm rồi, thứ vãn bối mang theo không phải là thánh vật trong tộc mà là vật phỏng chế do mấy vị đại nhân luyện chế cách đây không lâu. Kỳ thực gọi là tiểu thần sao mới đúng, bảo vật này chỉ có thể biến ảo thành một loại thánh trùng mà thôi, còn là loại cấp thấp nhất. Hơn nữa loại phỏng chế này chỉ có thể sử dụng một lần, sau khi dùng qua sẽ hoàn toàn bị hỏng. Huyết giáp khôi lỗi nói chi tiết, tiểu thần sao, thú vị đấy, ta nghe đại danh thần sao của phù du tộc đã lâu nhưng đáng tiếc vẫn chưa có duyên nhìn thấy nếu không thể nhìn thấy chính phẩm thì xem xét phỏng chế phẩm cũng không tồi. Ta có thể miễn phí triệu hoán bản thể của ngươi lại đây, chẳng qua muốn mượn tiếp ngũ long chắc thì không trả giá một chút không được. Vị khương tiền bối này từ từ nói, vãn bối chỉ đem theo một lọ quỳ tinh, trong mắt huyết khôi lỗi chợt lóe huyết quang, trần chờ lên tiếng. Không sao hết, chỉ cần ngươi sử dụng xong tiểu thần xào thì đem nguyên vật đã hỏng giao lại cho ta là được. Đợt trao đổi này cũng không quá khó chứ, khương tiền bối dường như sớm có cân nhắc tiền bối muốn tiểu thần sao vừa nghe lời này thanh âm huyết giáp khôi lỗi thoáng lạc đi do dự không quyết hắc hắc người cũng không cần như vậy ta sở dĩ muốn vật ấy chẳng qua định xem một chút mà thôi chẳng lẽ ta còn có thể từ một đống phế vật mà tìm hiểu ra bí mật thần sao của các ngươi đương nhiên nếu ngươi không muốn trao đổi cũng không sao khương tiền bối nhạt giọng nói được vãn bối trao đổi nhưng vãn bối cũng có một điều kiện chờ sau khi dùng xong tiểu thần xào thì tiền bối cũng chỉ có thể cầm nó nghiên cứu trong một tháng sau đó cần phải trả lại nguyên vật nếu không vãn bối không thể ăn nói được với trưởng lão trong tộc huyết giáp khôi lỗi suy nghĩ cảm thấy chỉ bằng uy lực của tiểu thần xào cũng không chắc mười phần có thể đối phó với đám người lục túc nên cắn răng đáp ứng ha ha có lời này của ngươi là được rồi ta sẽ giúp ngươi thi pháp triệu hoán bản thể lại đây cũng may là ngươi còn một tia phân thần tại đây nếu không muốn phá giới nhiếp nhân lão phu cũng không thể làm được trong động khẩu vang lên một chàng cười vang phanh âm thanh trầm thấp vang lên một chùm ngân ti bắn tới huyết giáp khôi lỗi sau đó cuốn nó vào trong động chỉ chấp lên vài cái huyết giáp khôi lỗi đã biến mất không thấy bóng dáng khoảng một tuần trà sau trong bạch sắc sơn mạch bỗng nhiên cuộn trào một cỗ linh áp cường đại tiếp đó một đạo kim hoàng sắc quang trụ từ dưới bắn thẳng lên trời cao âm phong từng trận cuồn cuộn hướng về phía quang trụ tiếng ông minh mãnh liệt bốn phía hiện ra vô số hắc khí. Một loạt thiên tượng đem vùng hư không phụ cận che kín, từ bên ngoài không thể thấy rõ tình hình bên trong chút nào. Không bao lâu sau, một đạo kinh lôi như thương long hoành thiên chợt lóe trong hắc khí, bỗng nhiên một tiếng hú to vang lên. Tiếng hú này tựa hộ oán độc vô cùng, kèm theo sát khí trùng trùng. Hàn lập thở dài một hơi, hai mắt tĩnh lặng, trên mặt lộ rõ vẻ hoan hỉ. Hàn đạo Hữu ấn ký cuối cùng cũng đã luyện hóa xong âm thanh dễ nghe của Nguyên Dao vang lên từ sau lưng. Đa tạ hai vị đạo hữu đã xuất thủ tương trợ, không ngờ rằng ấn ký cuối cùng lại cường ngạnh như vậy, cứ như mọc rễ trong cơ thể ta khó có thể khu trừ. Vậy nên đành phải mất một phen công phu trực tiếp luyện hóa trong cơ thể. Hiện giờ bốn ấn ký đều bị hủy diệt, cuối cùng cũng hóa giải được đại họa trong lòng. Hàn Lập đứng dậy xoay người lại, hướng về phía nhị nữ Ôm Quyền thi lễ, thần sắc đầy vẻ thành khẩn. Ha ha, Hàn huynh đâu cần phải khách khí như vậy tính mạng của hai người chúng ta cũng là do Hàn Huynh cứu lại. Nguyên Giao mệt mỏi khẽ mở miệng cười, nhiên lệ cũng đồng dạng mỉm cười, sắc mặt nàng cũng có chút tái nhợt. Điều này cũng khó trách, cho dù ai thao túng đại trận hơn nửa ngày như vậy thì pháp lực tiêu hao cũng không ít. Hàn Lập thấy vậy thì không nói lời nào, bèn lật tay lấy ra hai chiếc bình nhỏ xanh biếc phân biệt đưa tới trước mặt nhị nữ. Đây là hai bình lục âm đan, thuộc tính âm hàn, hẳn là có tác dụng với hai vị đạo hiếu. Hàn Lập mở miệng giải thích, ta cùng sư một quả thực đang cần vật này, nên không khách khí với Hàn Huynh. Nhiên lệ thản nhiên cười, lập tức vung tay cuốn lấy một bình dược. Nàng mở nắp bình đổ xuống, tức thì một viên hắc lục sắc đan hoàn rơi xuống tỏa ra một cỗ âm hàn khí thức nồng đậm. Nhiên lệ thoáng chút đánh giá dược lực của loại đan này thì hai mắt sáng ngời, đoạn dùng hai ngón tay kẹp lấy đan hoàn để ngang trước mặt cẩn thận quan sát sau đó trực tiếp đưa vào trong miệng nuốt xuống. Nàng tiếp tục nhắm hai mắt, trực tiếp vận công hấp thu dược lực. Nguyên giao bên kia thấy vật thì thoáng do dự một chút mở lời cảm ơn Hàn Lập rồi cũng đồng dạng nhận lấy bình dược trước người mở ra lấy đan dược cho vào trong miệng. Hàn Lập yên lặng ở một bên chờ nhị nữ. Lúc này, lốc xoáy trên không trung đã biến mất hoàn toàn, hắc sắc viên châu cũng đã thu nhỏ lại còn một trượt. Hơn nữa cũng do pháp trận bốn phía đã dừng lại nên vũ khí bên trong từ từ tản ra, chỉ khoảng một lúc nữa sẽ hoàn toàn biến mất. Qua một bữa cơm, nhị nữ bắt đầu mở mắt, khí sắc trở lên tốt hơn rất nhiều. Hàn Huynh, đan dược này của huynh sợ rằng rất quý giá. Âm lực hao tổn của ta và sư muội thoáng chốc đã khôi phục hơn phân nửa. Nhiên lệ cao hứng nói, hữu dụng với hai vị đạo hữu là tốt rồi. Hàn lập mỉm cười nói, Hàn hụ huynh, nơi này cũng không nên ở lâu, chúng ta khi nào tiếp tục hành động. Theo kế hoạch lúc trước chúng ta thương lượng mới chỉ đến lúc thoát khỏi đám người quỷ bà mà thôi. Nguyên giao lo lắng nói, lời của Nguyên cô nương vô cùng chính xác, nơi đây quả thực không nên ở lâu cần lập tức rời đi trong nháy mắt ấn ký bị hủy diệt đám yêu vương này vẫn có thể cảm ứng được phương hướng đại khái của chúng ta về phần tiếp theo hành động thế nào tất nhiên là tìm biện pháp phá vỡ không gian nơi đây trở lại linh giới đương nhiên việc này có chút khó giải quyết ta mặc dù đã có tính toán nhưng cũng cần cùng hai vị phải bàn bạc kỹ hơn chúng ta vừa đi vừa nói chuyện hàn lập đánh giá xung quanh một lượt thần sắc nghiêm nghị nói được vậy thì cứ theo lời hàn huynh chúng ta trước tiên thu hồi pháp trận rồi lập tức xuất phát trong ba người tu vị của hàn lập cao nhất nên nhị nữ đương nhiên lấy ý kiến của hắn làm chủ thân hình nhị nữ thoáng động hóa thành hai đạo cầu vồng bắt đầu thu hồi khí cụ bố trận hàn lập trực tiếp giương tay hét lên một tiếng vang vọng đất trời giống như tiếng sấm rền không ngừng lan rộng đề hồn thú cùng báo lân thú tại phụ cận lập tức hống to phản hồi đồng thời nhắm hướng hàn lập bay vào trở về một đạo ô quang cùng một đạo kim ảnh đồng thời hiện lên rồi chui thẳng vào linh thú hoàn trong tay áo hàn lập một lát sau nhị nữ cũng đã thu thập xong, ba người chọn phương hướng rồi lập tức thôi động độn quang vội vã rời đi. Ba người hàn lập rời khởi gò đất này không quá nửa buổi thì trên không trung đã có lục quang lóe lên. Một đoàn lục quang phá không mà tới, trực tiếp xuất hiện phía trên bầu trời phụ cận. Trung tâm lục quang là một thân ảnh thon thả mỹ miều đang đứng. Bóng người này thoáng đảo qua phụ cận, tìm đến gò đất chỗ ba người hàn lập bầy trận thì hạ xuống, hiện ra thân hình. Người này chính là Mộc Thanh Một. Ánh mắt Ngọc Thanh đảo qua mọi nơi một lượt, sắc mặt dần dần trở lên âm trầm. Đối với người khác thì hết thảy mọi thứ ở đây đều bình thường, nhưng trong mắt nàng ta thì có vô số sơ hở chất chồng. Nàng có thể dễ dàng nhận ra dấu vết lưu lại của pháp trận loại lớn, cùng với dao động cấm chế trên không trung vẫn chưa tan hết và một cỗ âm khí tinh thuần không hề tầm thường. Xem ra ta tới chậm một bước, bọn chúng rời đi đã được một đoạn thời gian. Hóa ra là mượn lực pháp trận để khu trừ ấn ký. Chẳng qua nếu đã ly khai nơi này thì để tìm được hắn khó lại càng thêm khó. Mộc Thanh thì thào vài câu, vẻ mặt thoáng trần chờ, tựa hồ có chuyện gì đó làm nàng do dự. Thôi vậy, vì vật ở ma phần kia, ta hợp lại trong đất một lần vậy. Sớm biết như thế, lúc trước nên hạ thêm vài đạo cấm chế trên người Hàn tiểu tử. Mộc Thanh chân ngọc dẫm mạnh, mặt ngọc hiện ra vẻ kiên quyết. Thân hình nàng lại lóe lên, hóa thành một đoàn thanh quang phá không bay đi. Nhưng cũng tại lúc này, độn quang của nàng cũng không rời đi quá xa. Hơn nửa canh giờ sau, thanh quang bỗng nhiên hạ xuống một sơn mạch nhỏ, trực tiếp đi vào một sơn cốc trong đó. Tòa sơn cốc này âm khí rất loáng, thậm chí so ra còn kém các nơi bình thường phía ngoài sơn mạch, cho nên không hề có bóng dáng quỷ vật. Đây quả là một nơi lý tưởng để Mộc Thanh dừng chân. Nàng điều tra một lượt xung quanh sơn cốc, sau khi xác định không có dị thường thì mới an lòng. Hai tay áo nàng rung lên, lục mang chợt lóe, vô số quang đoàn to bằng nắm tay bắn đi bốn phía. Tất cả quang đoàn đều rơi xuống các nơi trong sơn cốc, chợt lóe lên rồi tiến nhập vào trong lòng đất biến mất vô ảnh vô tung. Một Thanh cũng dẫm mạnh chân xuống dưới mặt đất, phía dưới eo nàng chợt lóe linh quang, bỗng nhiên biến thành một thân thanh mộc, vô số dễ tua đâm xuống dưới mặt đất tản đi bốn phương tám hướng, càng lúc càng sâu. Miệng nàng lại tiếp tục lẩm nhẩm, hai tay bắt quyết. Mặt đất trong toàn bộ sơn cốc lập tức rung lên bần bật lục sắc quang đoàn vốn đã tiến nhập trong lòng đất lại bắt đầu xuất hiện, từng thân cây xanh biếc từ chỗ chúng mọc lên, bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy tốc độ sinh trưởng điên cuồng của chúng. Chỉ vài nhịp hô hấp đã biến thành từng cây đại thụ che trời cao hơn 10 trường. Cả tòa sơn cốc bóng chốc xanh um tươi tốt, mộc linh khí nồng nặc vô cùng. Càng giật mình hơn nữa là một đám thụ mộc do mộc thanh dùng pháp quyết thôi động lại không chịu hạn chế bởi đất bùn bên dưới mà mơ hồ liên tục biến đổi vị trí. Lát sau, một đại trận đầy vẻ cổ quái lấy một thanh làm trung tâm hình thành, cơ hồ trải rộng tới tất cả các nơi trong toàn bộ sơn cốc đem nơi đây phòng thủ kín mít, cơ hồ mưa gió không lọt. Làm xong hết thảy, một thanh bỗng nhiên há miệng phun ra một một viên châu nhũ bạch sắc lớn bằng quả trứng chim, bề ngoài của nó trải rộng hoa văn kim sắc, đầy vẻ lung linh. Viên châu này ở cách người một thanh hơn một trượng, từ từ chuyển động. Một thanh nhìn viên châu này một lúc lâu rồi thở dài, nàng vươn ngọc chỉ khẽ điểm nhẹ lên vật đó chương 1508, Mộc Chi lĩnh vực. Viên Châu vang lên một tiếng nhỏ, lục mang đại phóng phun một đoàn thanh hà. Trong hà quang có một vật như ẩn như hiện, linh quang tắt đi bắt đầu hiện ra nguyên hình. Đây là một cây tùng cực lớn toàn thân đen nhánh sừng sững đứng giữa hư không. Cây này quả thực lớn đến khó tin, nhưng ngoài hình dáng kỳ lạ ra thì từ dưới gốc lên đến ngọn như phảng phất có một giới tuyến vô hình, một nửa lá xanh um tùm, một nửa khô quát héo rũ không một chiếc lá, giống như tử mộc vậy. Đây là bản thể linh mục của Mộc Thanh, nàng nhìn cây này sắc mặt vô cùng phức tạp, mười ngón tay không ngừng điểm ra. Từng đạo pháp quyết nối tiếp nhau lóe lên rồi chui thẳng vào bên trong thân cây đen nhánh. Cây này bỗng nhiên rung lên, từ từ hạ xuống dưới mặt đất. Cả bộ rễ cắm thẳng xuống dưới lòng đất, vững vàng bất động. Mộc Thanh cũng không dừng tay, nàng lại há miệng phun ra một đoàn tinh huyết xanh biếc. Máu này dưới sự thôi động của nàng bay tới hắc thụ rồi nhập thẳng vào bên trong thân cây, biến mất vô tung vô ảnh trong miệng Mộc Thanh không ngừng lầm nhầm niệm chú ngữ, nàng nâng hai tay lên, từ lòng bàn tay phóng ra hai cột lục sắc quang trụ, đồng dạng nhập thẳng vào bên trong hắc thụ. Chỉ là ngay sau đó, nơi tinh huyết vừa thấm vào đã bùng lên một thứ ánh sáng chói mắt, bề ngoài thân cây bắt đầu vặn vẹo biến hình. Một gương mặt như tượng gỗ điêu khắc dần dần hiện ra. Gương mặt này không ngừng co giật, có vẻ thống khổ vô cùng. Cẩn thận quan sát thì đây rõ ràng là khuôn mặt của thương viên Kim Linh. Còn không mau mau tỉnh lại, hai hàng lông mày mộc thanh nhíu lại, quát lên một tiếng sau đó tiếp tục đánh ra một đạo pháp quyết. Rác rác, giữa thân cây đen nhánh bỗng nhiên nứt ra một lỗ hồng, một viên hầu lông vàng từ trong đó nhảy ra. Tham kiến chủ nhân, chủ nhân hoán tỉnh ta lại, chẳng lẽ là, kim viên vừa xuất hiện lập tức quỳ xuống mặt đất, kim lão đứng lên đi, may mắn trước lúc xuất phát đã lưu lại một phân thần hóa thân của ngươi trong bản thể của ta. Hiện tại chủ nguyên thần của kim lão đã vẫn lạc, ngươi giờ là kim linh. Mộc Thanh khẽ thở dài một hơi, hóa ra là đã vẫn lạc, thảo nào ta thủy chung không thể cảm ứng được bản thể tồn tại. Nếu như vậy từ nay về sau Kim Linh tiếp tục vì chủ nhân mà ra sức khuyển mã. Nhưng hiện tại chủ nhân không tiếc tinh huyết mà hoán tỉnh ta, hẳn là có chuyện cần Kim Linh làm. Thần sắc thương viên thoáng động, cung kính lên tiếng, "Ừm, ấn ký ta lưu lại trong cơ thể Hàn tiểu tử đã bị hủy diệt nên không thể cảm ứng được. Hiện tại ta chuẩn bị thi triển Mộc chi lĩnh vực để tìm kiếm tung tích của hắn." nhưng kể từ đó sẽ không thể vận dụng sức mạnh của bản thể, cho nên cần ngươi giúp ta bảo vệ cho bản thể linh mộc. Ta ở nơi này đã bày ra thanh mộc chu thiên đại trận, cho dù tồn tại cỡ lục túc xâm nhập vào cũng sẽ bị vây khốn trong chốc lát, cũng đủ để ngươi mang theo bản thể của ta bình yên đào thoát. Mộc thanh nghiêm nghị nói, mộc chi lĩnh vực, phương pháp này sẽ khiến chủ nhân hao tổn bổn nguyên lực lượng. Hơn nữa một khi thi triển thì nội trong ngàn năm không thể vận dụng lần thứ hai. Chủ nhân thực sự cần dùng sao? Thần sắc kim viên cả kinh, chỉ sợ là phải như vậy. Lần trước đi ma phần ta gặp được hạt châu kia, lực lượng ẩn chứa bên trong nó tương đồng với bổn nguyên chi lực của ta, xét về độ tinh thuần cùng số lượng thì đều hơn cả 10 lần so với bản thể của ta. Chỉ cần chiếm được bảo vật này, cộng thêm một chút thời gian hấp thu lực lượng bên trong thì ta chẳng những có thể đột phá cảnh giới trước mắt mà còn có thể tiến dai lên tầng thứ cao hơn. Luận công hiệu, vật ấy đối với ta còn quan trọng hơn nhiều so với Minh Hà Thần Nhũ. Một thanh ngưng trọng nói, nếu chủ nhân đã nói như vậy, Kim Linh nhất định sẽ chăm sóc thật tốt bản thể của chủ nhân. Kim Viên sau khi nghe xong thì biết ý Mộc Thanh đã quyết nên không tiếp tục khuyên nữa mà trịnh trọng hứa. Ừm, có lời này của Kim Lão ta yên tâm rồi. Bản thể của ngươi vốn đã bị hủy, hiện tại mặc dù ta dùng bản thể chi lực huyễn hóa ra thân thể Mộc Viên nhưng tu vị cũng chỉ còn linh suất sơ dai. Có hơi yếu một chút, như vậy đi, ta sẽ đem vật ấy lưu lại cho ngươi. Mộc Thanh suy nghĩ một chút, bỗng nhiên há miệng phun ra một tấm kính mênh mông sắc xanh. Kính này tuy chỉ lớn bằng lòng bàn tay, viền ngoài tấm kính được bao bởi một lớp phân gỗ xanh biếc. Kính trên không trung thoáng chấp lên tỏa ra hà quang vạn đạo, khí lành tỏa rộng. Vật này vừa thấy đã biết là một trí bảo không tầm thường. Đây không phải là thiên mục kính của chủ nhân sao? Bảo vật này từ ngày chủ nhân đắc đạo vẫn bồi luyện tới nay. Tiểu nhân sao dám nhận lấy? Đường đi ma phần của chủ nhân còn cần bảo vật này hộ thân. Kim Linh vừa thấy kính này thì lập tức thối lui, liên tục xua tay. Bản thể nếu không giữ được thì ta còn có thể tồn tại sao?" Huống Hồ Kim lão không phải không biết nhiều năm trước ta đã lấy được một kiện linh bảo khác, uy lực không hề dưới kính này. Hơn nửa độ hữu dụng có thể khắc chế ma khí còn trên kính này. Mộc Thanh cứ vậy nói, nghe Mộc Thanh nói vậy, Kim Linh do dự một lát mới đáp ứng. Hắn giơ tay về phía mặt kính, nhất thời mặt kính hóa thành một đạo thanh quang nhập vào trong thân thể. Ngoại trừ Thiên Mộc Kính, hai thanh trường thanh Mộc Linh kiếm này cũng hơn xa hai chiếc lúc đầu người cũng nhận lấy đi. Mộc thanh suy nghĩ thêm một chút rồi quay tay chảo về phía hư không. Hai nhánh cây thoáng rung rồi rơi xuống, dưới thanh sắc hà quang không ngừng chấp động liền hóa thành hai thanh kiếm hàn quang lập lè. Vẻ mặt kim linh đầy vui mừng, lần này không hề tỏ ý chối từ mà lập tức tung người đón lây hai thanh kiếm, thoáng đánh giá một chút rồi thu lại. Bố trí xong xuôi mọi thứ. Mộc Thanh lại dặn dò Kim Linh thêm vài câu rồi giải trừ mộc hóa nửa thân dưới, khôi phục nguyên trạng thân hình sau đó một đạo thanh hồng từ trong cốc phá không bay ra, chớp lên vài lần đã ly khai sơn cốc. Ngay lúc Mộc Thanh rời đi không lâu, Kim Linh liền phát động cấm chế của pháp trận. Không gian bốn phía sơn cốc trở lên mơ hồ, giống như là ảo ảnh chiết xạ dưới mặt nước, cảnh tượng trở lên trống rỗng, từ xa nhìn lại không thể phát hiện. Mộc Thanh cũng không vội vã phi đột, bốn phía quanh nàng nổi nên cảnh tượng dị thường. Chỉ thấy trong vòng 10 trượng xung quanh nàng đều là điểm điểm lục quang, hư ảnh hoa thảo thụ mộc bay múa không ngừng, một cỗ mộc linh khí tinh thuần liên tục phát ra. Trên người một thanh lục quang lưu chuyển, một hư ảnh thúy lục cửa thụ ở sau lưng như ẩn như hiện khiến phiến cỏ cây này như nơi tiên cảnh. Dường như ở giữa lục quang có một mảnh thiên địa khác vậy. Một lát sau, Mộc Thanh đã trở về gò đất lúc trước phát hiện ra tung tích của Hàn Lập. Nàng dừng lại độn quang, hạ xuống đỉnh núi. Hai tay khẽ vung, lục quang xung quanh đột nhiên khuếch tán đi bốn phương tám hướng, chỉ vài nhịp thở đã bao bọc cả phiến núi non vào bên trong phiến hư ảnh cây cối hoa cỏ trong nháy mắt đều biến thành thực vật, cắm rễ trên mặt đất đón gió đong đưa. Nơi đây thoáng chốc biến thành một thế giới hoa cỏ xanh tươi. Cùng lúc đó, phía dưới gốc hư ảnh cự thụ sau lưng mộc thanh đột nhiên hóa thành vô số thanh ti bắn đi. Có sợi nhập vào trong thụ mộc biến mất, có sợi lại lóe lên chui thẳng xuống dưới đất. Lúc này, hai mắt nàng nhắm lại, thần sắc ngưng trọng, khuôn mặt xinh đẹp nhíu lại tựa hồ đang xem xét điều gì. Ước chừng một tuần trà sau, hai mắt nàng mở ra, thì thào hóa ra là mượn lực lượng của hai môn hạ quỷ bà phá hủy ấn ký xem ra ngay cả quỷ bà cũng không biết môn hạ của mình biết loại bí thuật này chẳng qua nếu đã biết được phương hướng bọn họ thì chắc chắn sẽ tìm được mộc thanh tự nói một mình nàng tiếp tục bắt quyết lục sắc quang mang bốn phía tán đi quang mạc có rút tới đâu tất cả hoa cỏ nơi đấy đều lập tức biến mất khu đồi núi này thoáng chốc đã khôi phục nguyên trạng mộc thanh bay vút lên trời đuổi theo phương hướng lúc trước hàn lập rời đi hàn lập tất nhiên không biết đám người lục túc và mộc thanh đang chủ tâm tìm hắn nhưng để ngừa vạn nhất hắn từ lúc mang theo nhị nữ rời khỏi nơi đó không ngừng biến đổi phương hướng trên đường đi theo hắn cho dù có để lại dấu vết sơ hở gì thì cũng không đủ để lo lắng hiển nhiên hắn đã có chút coi thường thần thông của đám yêu vương này hiện tại hàn lập mang theo nhị nữ phi hành trên một mảnh cát vàng vừa phi hành hắn vừa nói với hai người nguyên giao điều gì đó cái gì Hàn huynh định tìm kiếm không gian tiết điểm phản hồi linh giới. Nghiên Lệ hô lên kinh hãi, đúng vậy, lúc từ nhân giới tới linh giới ta cũng đã nghiên cứu qua không gian chi đạo nên sớm phát hiện cho dù là không gian lớn nhỏ cỡ nào đều có tồn tại một ít tiết điểm. Hơn nữa không gian càng nhỏ thì càng dễ phát hiện không gian tiết điểm. Khe hở không gian thực ra cũng là một loại biến dị của không gian tiết điểm mà thôi. Chúng ta chỉ cần tìm được không gian tiết điểm của Minh Hà chi địa, thêm một chút phiêu lưu nữa thì hẳn có cơ hội rất lớn phản hồi linh giới thanh âm Hàn Lập vô cùng chấn định, từ từ nói ra. Nhưng mà Hàn Huynh, tuy rằng không gian tiết điểm không nhiều lắm nhưng ta cùng sư tỷ cũng đã nghe nói qua sự hung hiểm trong đó. Trong đó chẳng những thường xuất hiện không gian phong bạo mà chỗ ra vào của tiết điểm cũng không thể khống chế. Nguy hiểm quả thực quá lớn, Nguyên Giao chậm rãi nói, có một chút nguy hiểm, nhưng nếu có ta dẫn đường thì ít nhất 7-8 phần nắm chắc có thể bình yên vượt qua. Dù sao Minh Hà Chi Địa cũng là một không gian phụ thuộc vào linh giới chứ không phải một nơi riêng biệt trừ phi hai vị đạo hiếu không có ý định rời đi, định lâu dài ở lại Minh Hà Chi Địa. Hàn Lập nhíu mày nói, kỳ thực chúng ta chỉ cần lẩn trốn một thời gian, chờ những người kia rời đi rồi tiếp tục ở đây tu luyện cũng chưa hẳn là không được. Nơi này âm khí cùng linh khí đều tràn đầy, quả thực rất có lợi trong việc tu luyện của chúng ta. Nhãn quang nghiên lệ chấp động, thản nhiên cười nói, điều này chỉ sợ không được, nghiên cô nương chẳng lẽ đã quên còn người của phù du tộc sao? Viện binh của con khôi lỗi đó chẳng biết khi nào sẽ tới đây, ngay cả nhóm người Mộc Thanh Quỷ bà cũng cực kỳ kiêng kỵ phù du tộc, từ đấy có thể tưởng tượng được tộc này đáng sợ thế nào. Hơn nữa Minh Hà chi địa này lại là thánh địa của bọn họ, cho nên bọn họ chắc chắn hiểu rõ nơi này hơn chúng ta. Cho dù có trốn ở một nơi bí mật cũng không chắc sẽ an toàn. Còn một chuyện nữa, hai vị đạo hiếu chẳng lẽ không định trở về nhân tộc tìm kiếm biện pháp khôi phục nhân thân sao? Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, chậm rãi phân tích chương 1509, quỷ vụ tái hiện. Vừa nghe nói vậy, hai người nguyên giao nghiên lệ liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt trần trừ khó quyết. Hai nàng đương nhiên không bao giờ buông bỏ ý định khôi phục lại thân thể. Là thiếp thân lo nghĩ không chu toàn, nghe Hàn Huynh nói vậy thì dường như trước kia đã từng vượt qua không gian tiết điểm. Nếu như vậy thì một khi tìm được không gian tiết điểm phù hợp ta cùng sư muội cũng hy vọng rời khỏi nơi đây. Nhưng thế nào mới tìm được tiết điểm, điều này hai người chúng ta quả thực không biết chút nào trầm ngâm một lúc, nhìn lệ cười khổ nói. Điều này hai vị đạo hữu cứ yên tâm, ở phương diện này tại hạ có phương thức của mình, chẳng qua để tìm kiếm cũng cần mất một đoạn thời gian, cần phải tránh khỏi sự truy tìm của đám người quỷ bà mới được. Mấy người bọn họ cho dù cuối cùng có lấy được thứ đó hay không, nhưng bởi vì phù du tộc nên cũng sẽ không ở lại nơi này lâu. Trong khoảng thời gian giữa lúc bọn họ rời khỏi Minh Hà Chi Địa và người của phù du tộc chưa đến sẽ là cơ hội tốt nhất để chúng ta tìm kiếm tiết điểm thoát đi. Hiện tại, chúng ta nên tìm một địa phương bí mật trốn tạm một thời gian ngắn đã. Hàn Lập từ từ nói, tựa hồ đầy tin tưởng đối với việc này. Hai người nguyên giao nghiên lệ nghe vậy thì thấy cũng hợp lý, liên tục gật đầu đồng ý. Trong khi ba người thương lượng độn quang vẫn không ngừng một chút nào, ba vệt sáng lướt qua không trung rồi biến mất phía cuối chân trời. Mấy ngày sau, đoàn người Hàn Lập đã xuất hiện ở trên một nơi minh mông là nước. Quỷ dị là trên mặt nước xanh đen lại có một tầng hắc vụ lượn lờ phía trên, Càng quỷ dị hơn là tại phiến thủy vực vô tận này, các hòn đảo lớn nhỏ dày đặc chi chít như sao trên trời. Hàn Lập một hơi xâm nhập vào trong phiến thủy vực một ngày một đêm, vẫn không thấy bến bờ. Ta tạm ẩn thân ở nơi đây đi, phiến thủy vực này lớn như vậy, chỉ sợ không thua gì đại dương. Cho dù đám yêu vương kia có truy tìm cũng không thể trong thời gian ngắn tìm ra được chúng ta. Hơn nữa ta mơ hồ cảm thấy ở sâu dưới đáy nước có không ít vật đáng sợ ẩn tàng. Có nhiều tồn tại đáng sợ như vậy, Đám người quỷ bà cũng không thể quá tùy ý dùng thần niệm tra xét. Trên khía cạnh nhất định thì đây chính là một tấm chắn tốt của chúng ta Hàn Lập bay đầu dừng lại độn quang, ánh lam mang trong mắt chợt lóe đảo qua mảng lớn hắc vụ nồng đậm ở phía dưới, chậm rãi nói: "Đám khí vụ ngưng kết nồng đậm đến vậy, bọn họ dọc đường đi cũng đã gặp không ít, nhưng dưới linh mục thần thông hắn mơ hồ nhìn thấy dưới đám hắc vụ này là một tòa tiểu đảo nho nhỏ." hai người nguyên giao tuy không thể nhìn thấy hòn đảo trong hắc vụ nhưng thấy Hàn Lập nói vậy thì cả hai cũng không trần trừ lập tức đáp ứng cùng Hàn Lập hạ xuống bên dưới hắc vụ. Chuyện tình khiến ba người kinh hãi xuất hiện, hắc vụ này nhìn như bình thường nhưng khi ba người vừa mới tiến vào trong đó thì đột nhiên cảm thấy hắc vụ bốn phía quay cuồng từng trận, ập thẳng về phía mấy người, linh khí bao quanh thân thể họ lập tức tan rã, độn quang của cả ba nhanh chóng tiêu thất. A, à, nguyên giao cùng nghiên lệ kinh hãi, sắc mặt đại biến thất thanh hô lên, Tuy các loại linh quang bên ngoài cơ thể hai nàng liên tiếp thiểm động nhưng thân hình vẫn rơi thẳng xuống phía sâu dưới vũ khí. Trong lòng Hàn Lập cũng cảm thấy kinh hãi, hắn liên tiếp thay đổi nhiều loại pháp quyết từ nguyên từ thần quang, phạm thánh chân ma công. Tất cả đều đồng thời vận hành nhưng tất cả đều mất đi hiệu lực bởi không thể dẫn động linh lực. Chỉ là trong lúc khó khăn hắn chợt lóe linh quang, lập lức thôi động côn bằng biến trong kinh chập thập nhị quyết. Bên ngoài thân bùng lên thanh quang, cả người sau khi biến thân thành đại bàng thì pháp lực cũng lập tức khôi phục toàn bộ hàn lập mừng rỡ lập tức mở rộng hai cánh hình thể hóa lớn lên mấy lần rồi huy chảo bắt lấy thân hình nhị nữ sau đó bay vọt lên trên trời cao chỉ sau vài nhịp vỗ cánh thanh sắc đại bàng đã thoát ra khỏi đám vũ khí xuất hiện ở tầng cao trên bầu trời thanh quang tắt đi đại bàng biến mất hàn lập lại trở về với hình dạng nhân hình xuất hiện trong hư không mà hai người nguyên giao nghiên lệ cũng lần nữa khôi phục pháp lực cả hai hoa dung thất sắc cũng đã bắt đầu tự mình phi hành huyền phù trong hư không thế là thế nào hắc vụ này sao lại kinh khủng đến vậy, nếu không có hàn huynh ra tay chỉ sợ hai người chúng ta lại phải chịu khổ rồi. Sắc mặt nghiên lệ vẫn vô cùng sợ hãi, lầm bẩm nói. Vẻ mặt nguyên giao cũng tái nhợt nhưng nhãn quang chấp động, trên mặt lộ rõ vẻ kỳ quái. Hàn lập chắp hai tay sau lưng không ngừng đánh giá hắc vụ quay cuồng bên dưới, đồng dạng lộ vẻ trầm ngâm. Quả thực có chút cổ quái, nhưng cảm giác này, nguyên đạo hiếu, có phải ngươi cũng thấy rất quen thuộc không? Hàn lập quay đầu lại, hướng về phía nguyên giao hỏi. Hàn Huynh nói không sai, loại cảm giác này ở nhân giới ta cũng đã trải qua một lần, đó chính là thời điểm ở loạn tinh hải lúc bị quỷ vụ cuốn vào âm minh chi địa. Nguyên Giao Nghi hoặc nói, âm minh chi địa, minh hà chi địa, hắc hắc, hai tên này nghe cũng rất tương tự, hơn nữa đều có loại vũ khí cổ quái khiến người ta mất đi pháp lực. Hẳn là có liên quan với nhau, Hàn Lập sờ cầm, cân nhắc nói, chỉ có một chút bất đồng nho nhỏ, đó chính là công hiệu tước đoạt linh lực ở nơi đây tựa hồ so với quỷ vụ ở nhân giới tuy rằng vẫn không thể điều động pháp lực nhưng ta vẫn có thể cảm ứng được sự tồn tại của linh lực còn khi bị cuốn vào quỷ vụ tại nhân giới thì hoàn toàn không khác gì một phàm nhân. Nguyên giao vẫn không dám khẳng định, ta cũng cảm thấy như thế, nguyên do cụ thể thế nào, có phải quái vụ ở đây kém hơn so với nhân giới hoặc là do tu vị của chúng ta tăng tiến khiến tác dụng của nó giảm bớt hay không quả thực khó nói. Chẳng qua rõ ràng hai thứ này có chút bất đồng, quỷ vụ ở nhân giới tựa hồ có linh tính chủ động cuốn lấy tu sĩ phụ cận. Hàn lập lắc đầu, nêu ra từng điểm khác nhau, quả thực giống như Hàn Huynh nói vậy, hắc phụ nơi này không chủ động cuốn lấy tu sĩ còn quỷ vụ ở nhân giới lại có thể tự động cuốn người vào âm minh chi địa. Không biết quỷ vụ này có thông tới một không gian hay giới diện nào khác không? Hai mắt nguyên giao sáng ngời, có chút hưng phấn, điều này không thể biết được, dù sao quỷ vụ ở nhân giới và âm minh chi địa chúng ta vẫn chưa biết rõ lai lịch của nó. Hàn lập thở dài một hơi rồi nói, ta thấy hắc vụ ở các nơi khác cũng tương tự nơi đây, chẳng lẽ tất cả chúng đều lợi hại như vậy sao? Nhiên lệ vốn vẫn ở bên cạnh lắng nghe nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng. Điều này quả thực hàn mỗ vẫn chưa xem xét qua, nhị vị đạo hiếu ở đây chờ một chút, ta đi một chút rồi sẽ trở lại. Hàn lập ngẩn ra, đuôi lông mày khé nhíu, thanh quang trên người hắn chợt lóe, hai cánh vũ động, chớp mắt đã bắn đi hơn 10 trượng về phương xa để lại nhị nữ đưa mắt nhìn nhau. Nguyên sư muội, thần thông hàn đạo hiếu tu luyện quả thực không ít, thậm chí bí thuật biến thân của phi linh tộc cũng học được. Nghiên Lệ lấy làm lạ tặc lưỡi liên tục rồi nói: "Sư tỷ chẳng lẽ đã quên Hàn huynh dùng thân phận Thánh tử Phi Linh tộc để tiến vào địa nguyên? Nên việc có được bí thuật này cũng không có việc gì kỳ quái nguyên giao lại nhẹ nhàng cười. Sư muội không biết đó chứ, Thánh tử Phi Linh tộc không phải người nào cũng có thể trà trộn. Ta từ miệng người khác nghe qua được một số chuyện, đó là Thánh tử Phi Linh tộc chẳng những cần có chân linh tinh huyết mà còn nhiều những hạn chế hà hạ khắc khác nữa. Ngay cả tộc nhân Phi Linh tộc có thể trở thành Thánh tử cũng khó khăn muôn vàn." Không biết Hàn Đạo Hiểu làm cách nào học được thần thông bực này." Nghiên Lệ cười nói, "Ra là như vậy." Nguyên Dao gật gù, ánh mắt nhìn về phương hướng Hàn Lập biến mất có chút mê ly. Nghiên Lệ thấy thần sắc Nguyên Giao như vậy thì trong mắt thoáng hiện dị sắc, nàng mỉm cười nói, "So với việc này thì bản thân ta càng tò mò hơn về việc sau khi Hàn huynh biến thân thành đại bàng lại không sợ quỷ vụ. Quả thực có chút cổ quái, muội cũng cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ bí thuật biến thân của phi linh tộc còn có thần thông khác chưa biết?" Nguyên Giao bị vấn đề này làm phân tâm, liền thu ánh mắt trở về, đồng dạng lộ vẻ khó hiểu. Điều này quả thực khó nói, chờ lát nữa Hàn Đạo Hữu về rồi hỏi hắn, có lẽ hắn biết chút ít. Nhiên lệ hít mắt cười, không ổn chút nào, việc này có quan hệ với thần thông công pháp, hai người chúng ta không nên hỏi thì hơn. Nguyên Giao nghe thấy vậy tỏ ra do dự, ha ha, với giao tình năm đó của sư muội cùng Hàn Đạo Hữu một chút việc nhỏ đó hẳn không có gì to tát ta cũng không phải định nghiên cứu khẩu quyết công pháp của hắn mà chỉ muốn tìm xem có biện pháp nào khắc chế quỷ vụ này hay không mà thôi. Cũng là do ta cùng hàn đạo hữu không quá thân quen nên để sư muội hỏi thì thỏa đáng hơn. Nhiên lệ lơ đánh trả lời, nguyên giao nghe xong lời này, đôi mi thanh tú nhíu chặt lại, nàng chỉ yên lặng gật đầu. Ước chừng nửa canh giờ sau, phía chân trời lại xuất hiện thanh quang. Theo tiếng thanh minh, thanh sắc đại bàng bay trở về. Chỉ vài lần chấp lên, từng trận cuồng phong ập tới, đại bàng thoáng chốc đã xuất hiện trước người nhị nữ. Tiếp đó, thanh quang tắt đi, đại bàng biến mất thay vào đó là thân hình của Hàn Lập. Thế nào, hắc vụ ở kia cũng thế sao? Nhiên lệ không nhịn được lên tiếng hỏi trước, không phải tất cả, mà là một số trong đó có thể thôn vệ linh lực, còn hơn phân nửa là vũ khí bình thường. Thần sắc Hàn Lập nghiêm túc trả lời, vừa nghe Hàn Lập nói vậy, vẻ mặt nhị nữ đều lộ vẻ kinh ngạc. Vậy sau khi đạo hữu tiến vào trong hắc vụ xem xét, đến tột cùng là thế nào? Nhiên lệ thở dài một hơi rồi lại hỏi, theo lý mà nói, chúng ta còn phiền toái bên người nên tốn thời gian tìm tòi nghiên cứu quả không phải việc khôn ngoan. Hắc vụ này có tác dụng giam cầm thần niệm nên nếu chúng ta tiến vào trong đó thì cho dù đám yêu vương có thần thông quảng đại hơn nữa cũng không thể tìm được chúng ta. Điều lo lắng duy nhất chính là không biết ở sâu trong hắc vụ còn có gì nguy hiểm hay không. Hàn lập trần trừ một lát rồi nói, chỉ cần có thể tránh né đám người quỷ bà cha xét thì mạo hiểm một phen cũng đáng. Lại nói, Hàn Huynh, không phải ngươi sau khi biến thân thành đại bàng sẽ không sợ quỷ vụ này sao? Nhiên lệ lại cười nói, Hàn Lập mỉm cười, chưa định nói thì thì nguyên giao do dự một chút lại lên tiếng hỏi. Hàn Huynh, bí thuật biến thân của ngươi chắc là học từ phi linh tộc. Nhưng vì sao khi biến thân lại không sợ quái vụ hạn chế linh lực? Nếu biết nguyên do trong đó thì hai người chúng ta chẳng phải cũng có thể trốn trong quái vụ mà không sợ pháp lực biến mất hoàn toàn hay sao? Chương 1510, La Hầu Chi Mê, thuật biến thân côn bằng quả thực ta học được từ phân chi thiên bằng tộc trong phi linh tộc. Còn về việc vì sao sau khi biến thân lại không sợ vũ khí ảnh hưởng thì bản thân ta cũng không rõ nguyên do. Nhưng trên đường đi ta đã cân nhắc qua, trong lòng đã có một suy đoán, không biết có phải hay không. Hàn lập thấy nguyên do hỏi, hắn suy nghĩ một chút rồi thận trọng trả lời. Hàn huynh có gì cứ nói, chẳng lẽ đối với hai người chúng ta còn khách khí đến vậy. Hai mắt nghiên lệ chuyển động, cười nói, thần sắc hàn lập có chút xấu hổ, bèn chậm rãi nói. Hai vị đạo hữu nếu đã tu luyện tại âm minh chi địa ở nhân giới nhiều năm như vậy chắc cũng biết một ít truyền văn về nơi đó chứ. Hàn huynh nói tới truyền văn về âm ti giới cùng la hầu sao. Thần sắc nguyên giao thoáng động, hỏi, đúng vậy, âm ti giới mở ảo hư vô, căn bản không biết có thực hay không. Nhưng tại nhân giới ta đã tận mặt thấy qua la hầu một lần, Tuy rằng chỉ nhìn được một phần ngàn vạn hình thể của con thú này nhưng khi nó hiện thân thì tình hình lúc đó rất tương tự với quỷ vụ. Ánh mắt Hàn Lập khẽ chấp, đáp lại, Hàn Huynh định nói âm minh chi địa là do thân thể la hầu hình thành nên. Nguyên giao giật mình nói, tuy rằng cũng không có những bằng chứng xác thực nhưng ta cảm thấy ít nhất có ba bốn thành có thể. Mà chân linh côn bằng là thiên địch của la hầu, sau khi ta biến thân có thể dựa vào côn bằng chân huyết mà mượn côn bằng chi lực nếu vũ khí nơi đây có liên quan đến quỷ vụ thì đương nhiên có thể miễn được ảnh hưởng của nó. Trước mắt chỉ có thể giải thích như vậy, Hàn Lập tiếp tục nói, chẳng lẽ Minh Hà Chi Địa này cũng là thân thể của La Hầu. Nhưng quái vụ này lại không giống như ở nhân giới, Hàn Huynh giải thích thế nào. Nhiên lệ không nén nổi suy nghĩ Minh Hà Chi Địa này cũng là thân thể La Hầu được nên chen ngang hỏi một câu. Hàn Lập không trực tiếp trả lời mà mỉm cười hỏi lại, chẳng lẽ nghiên đạo hữu cho rằng La Hầu này cũng là La Hầu ở nhân giới sao? Ý của Hàn huynh là La Hầu nơi này cùng La Hầu ở nhân giới là hai con khác nhau. Nếu là hai thân thể bất đồng thì hắc vụ có chút khác nhau cũng không có gì ngạc nhiên. Nghe nói La Hầu thú hình thể lớn kinh người, có thể nuốt nhật nguyệt. Trời sinh trong người đã có không gian độc lập, Minh Hà chi địa rõ ràng là lớn hơn so với Âm Minh chi địa rất nhiều. La Hầu thú ở đây thần thông cùng hình thể đều hơn xa con ở nhân giới. Sắc mặt Nghiên Lệ thoáng biến trắng, thấp giọng nói: "Chỉ sợ không chỉ như vậy." Hàn lập lắc đầu, ồ hàn huynh còn có kiến giải gì sao nguyên giao tò mò hỏi nơi đây vũ khí ngưng tụ như vậy đầu la hầu thú này còn tồn tại hay không cũng thật khó nói ta xem qua một số điển tịch thì một khi la hầu hết thọ nguyên mà chết nhưng không gian độc lập trong cơ thể nó vẫn không sụp đổ mà trường tồn bất diệt hàn huynh cho rằng đây là không gian trong cơ thể một con la hầu thú đã chết nguyên giao ngẩn ngơ ha ha đây cũng chỉ là phỏng đoán của ta mà thôi còn tình huống cụ thể thế nào vẫn cần xem xét hàn lập cười Hắn cũng không giải thích nhiều, ta cho rằng suy đoán của Hàn Đạo Hữu đã tiếp cận với chân tướng sự thật. Nếu thực sự như vậy thì hơn phân nửa sự việc đều được giải thích rõ ràng. Cũng bởi con La Hầu thú này đã chết cho nên âm minh khí cũng lớn hơn con ở nhân giới, do đó đã hình thành nên nhiều quỷ vật cao cấp như vậy. Cũng không biết nhóm Yêu Vương có biết việc này không, điều duy nhất khó lý giải chính là linh khí cùng linh mạch nơi đây. Ở âm minh chi địa tại nhân giới thì một chút linh khí cũng không thể bảo tồn ngay cả bản thân ở trong không gian đó cũng không thể điều động pháp lực. Nghiên lệ hấp hái mắt, nói, điều này khó có thể lý giải. Có lẽ bậc đại thần thông của phù du tộc khi phát hiện ra không gian này đã động tay chân gì đó, hoặc là không gian trong cơ thể la hầu thú này vốn là như vậy. Chẳng qua tất cả những thứ đó cũng không có quá nhiều quan hệ với tình cảnh hiện giờ của chúng ta. Điều duy nhất khiến ta hứng thú bây giờ chính là việc hắc vụ này có thể mang chúng ra rời đi khỏi Minh Hà Chi Địa hay không chỉ cần nó tương tự như âm minh chi địa thì chắc chắn cũng sẽ có lối thoát tương tự. Lối thoát này so với không gian tiết điểm ban đầu ta đề cập tới còn an toàn hơn không ít. Hàn Lập vừa nói, vừa đào mắt nhìn bốn phía, lời của Hàn Huynh rất có lý, tại những đám quái vụ khác có điều gì dị thường sao? Nghiên lệ suy nghĩ một chút rồi hỏi, không có, hắc phụ nơi khác ngoại trừ việc cũng có thể hạn chế pháp lực thần thông ra thì ta còn chưa phát hiện ra điều đặc biệt khác. Đương nhiên đây chỉ là ở vùng phụ cận mà thôi, nếu hắc vụ chỉ xuất hiện ở nơi đây thì lối thoát khẳng định nằm trên phiến thủy vực này hiện giờ chúng ta lập tức tìm kiếm nó hay vẫn theo kế hoạch ban đầu tạm thời tránh né thanh âm hàn lập chậm lại một chút hỏi nếu lối thoát gần đây thì sao chúng ta không bỏ chút thời gian tìm kiếm nói không chừng chỉ mất vài ngày là có thể tìm ra đến lúc đó chẳng phải còn ổn thỏa hơn so với việc bị động tránh né sao nghiên lệ không cần suy nghĩ lập tức trả lời ngay xưa tỷ nói cũng đúng nếu cứ theo kế hoạch cũ mà làm thì nhóm yêu vương chưa rời đi mà viện quân phù du tộc đã tới đây thì chúng ta không phải là càng khó khăn sao nguyên giao trần chờ một chút nhưng cũng đồng ý với ý kiến của nghiên lệ hàn lập nghe vậy thì chỉ trầm tư không nói tuy rằng hai người họ nói đều có lý nhưng trong tâm cảm hắn lại mơ hồ cảm nhận được điều gì đó bất ổn nên mới có chút do dự không quyết một hồi lâu sau hắn mới chậm rãi lên tiếng vậy cứ như lời hai vị đạo hữu lưu lại nơi này một chút tìm kiếm xem có lối thoát hay không nhưng chúng ta nhiều lắm cũng chỉ có thể bỏ ra hai ngày mà thôi, trong hai ngày đó chúng ta sẽ được an toàn. Hàn Lập nghĩ ra một biện pháp dung hòa, nghe Hàn Lập nói vậy, Nguyên Giao cùng Nhiên Lệ liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy đó là kế sách lưỡng toàn bèn gật đầu đồng ý. Được, một khi đã như vậy thì chúng ta hãy thăm dò hắc vụ phía dưới trước đi. Cho dù không tìm ra manh mối về lối thoát thì cũng có thể trước tiên bố trí một chỗ ẩn núp. Vạn nhất xảy ra bất ngờ gì thì chúng ta sẽ trốn vào bên trong. Côn bằng lực có thể miễn trừ cấm chế của hắc vụ, ta quả thực có chút biện pháp giúp hai vị đạo hữu tạm thời thông qua đám vũ khí này. Hàn lập mỉm cười nói, Hàn huynh có biện pháp, nguyên giao cùng nghiên lệ đều trở lên mừng rỡ. Hàn lập mỉm cười, tiếng sét sau lưng bỗng vang lên, hai cánh khẽ rung lên, lông cánh sau lưng biến sắc. Một cánh biến thành từng phiến thanh quang, một cánh tràn đầy ngũ sắc quang hà cả hai không ngừng chấp động tỏa ra vạn đạo hào quang chiếu dọi không gian, Hàn Lập đem đôi cánh thiên bằng sau lưng mình biến lại thành hình linh bảo phong lôi xí. Nhị nữ lần đầu nhìn thấy chân diện mục của phong lôi xí thì đều lắp bắp kinh hãi. Lúc này ngoại hình không biến đổi quá nhiều, chỉ là linh áp phát ra từ đó vô cùng kinh người khiến nhị nữ biến sắc. Đúng lúc này, bên cánh thanh sắc sau lưng Hàn Lập khẽ vẫy lên, nhất thời hai cây thanh linh rời cánh bay tới lơ lửng trước mặt nhị nữ. Hai vị đạo hữu có thể thử xem, hai vật này đều dùng côn bằng khí tức ngưng tụ thành hình, nói không chừng sẽ có kỳ hiệu. Hàn lập mỉm cười nói, nguyên giao cùng nghiên lệ lại liếc mắt nhìn nhau, bán tín bán nghi. Chẳng qua nghiên lệ lập tức vung tay bắt tới một cây thanh linh, sau đó quán chú pháp lực toàn thân vào trong đó. Phanh, một tiếng vang nhỏ xuất hiện, một đoàn thanh mang đã phủ kín toàn thân nàng. Ô, quả là huyền diệu, ta đi trước thử xem, vạn nhất không ổn thì mong Hàn huynh giúp đỡ tiểu muội một phen vậy. Nghiên lệ nhìn Hàn lập cười tươi như hoa hướng dương, ha ha, điều này là đương nhiên. Hàn mỗ sẽ ở bên cạnh hộ pháp cho nghiên đạo Hữu Hàn lập không chút do dự trả lời, thân hình một lần nữa hóa thành thanh sắc đại bàng sải cánh bay trước vào bên trong hắc sắc vũ khí. Nghiên lệ nắm chặt lấy thanh linh trong tay, thanh quang trên người đại phóng, lập tức bay thẳng xuống bên dưới. Sư tỷ cẩn thận, nguyên giao cẩn thận dặn dò, sư muội yên tâm, có hàn huynh bên cạnh chiếu cố sao có thể xảy ra chuyện gì. Nghiên lệ cười vang, thanh quang do nàng hóa thành vẫn tiếp tục lao xuống phía dưới ánh mắt nguyên giao không chấp nhìn chằm chằm vào thân ảnh của nghiên lệ. Thanh sắc đại bàng do hàn lập hóa thành đã sớm huyền phù bên cạnh hắc vụ chờ nghiên lệ. Rốt cục thanh quang cũng tiến nhập vào bên trong hắc sắc vũ khí. Kết quả, thanh âm vui sướng của nghiên lệ từ bên trong truyền ra. Quả là thần hiệu, tuy rằng không thể điều động hơn phân nửa linh lực nhưng vẫn hoàn toàn có thể phi hành cũng như sử dụng công pháp bình thường hay phóng suốt bảo vật đều không thành vấn đề. Hắc hắc, nếu vậy thì quá tốt rồi. Nguyên cô nương, người cũng xuống dưới này đi chúng ta kiểm tra bên dưới một chút, từ trên mình thanh sắc đại bàng truyền ra thanh âm như đã biết trước của Hàn Lập. Nguyên Giao ở trên cao nghe thấy tiếng của hai người thì thở dài một hơi, toàn thân cảm thấy nhẽ nhõm. Nàng khẽ mỉm cười rồi cũng nắm chặt thanh linh trong tay bay xuống. Chỉ là vào lúc này, dị biến lại nổi lên, hắc phụ vốn đang yên tĩnh bỗng trở lên quay cuồng, tiếp đó một cơn lốc từ phía dưới bất ngờ xuất hiện. Đoàn hắc phụ này thoáng chốc biến thành một cơn lốc xoáy cực lớn gầm rú liên hồi. Hàn Lập hóa thành đại bàng cả kinh, tuy rằng cơn lốc này hung mãnh, hơn nữa còn truyền tới một cỗ hấp lực cực lớn nhưng còn không thể hoàn toàn chế trụ hắn. Nhiều lắm cũng chỉ khiến thân hình trì hoãn một chút mà thôi. Hai cánh nhoáng lên, hắn lập lức bay đến bên nghiên lệ chụp lấy nàng ta định lập tức thoát ra khỏi quỷ vụ này. Nhưng vào lúc này đột nhiên giữa trung tâm lốc xoáy có tiếng sấm nổ vang, vô số đạo hắc sắc thiểm điện ngang dọc hiện ra. Trong lòng hàn lập trầm xuống, cảnh tượng này quá mức quen thuộc. Hắc sắc thiểm điện thế tới cực nhanh, còn hắn dưới cự lực khó hiểu ập tới lại không thể linh hoạt cử động. Hắc mang phía trước chợt lóe, thanh sắc đại bàng cùng nghiên lệ dưới chảo đã biến mất vô tung vô ảnh trong lốc xoáy. Ở trên cao nguyên giao nhìn thấy hết thảy nên không khỏi hoảng hốt. Không chờ nàng kịp làm gì thì lốc xoáy đen kịt kia đã tràn ra bốn phương tám hướng cuốn lấy nguyên giao vào trong đó. Chương 1511, Ngọc trai. Trong tích tắc mà Hàn Lập bị hắc sắc thiểm điện đánh trúng, hắn cảm thấy toàn cảnh trở lên mơ hồ, ngay tại lúc đầu óc choáng váng quay cuồng thì quá trình truyền tống cũng kết thúc. Cũng may hắn đã rất quen thuộc quá trình truyền tống nên bản thân vừa hiện ra đã lập tức cố gắng áp chế cảm giác mê muội, hai tay bắt quyết lũ lượt phóng ra hà quang phủ lấy toàn thân cùng nghiên lệ chưa khôi phục tinh thần. Lúc này, hắn mới cẩn thận đánh giá xung quanh, bọn họ dường như đang ở trên một tòa cao thai do Mỹ Ngọc tạo lên. Ở bốn phía cao thai có hơn 10 cột đá màu xanh đứng sừng sững, mỗi một cột đều phủ đầy phù văn điêu khắc, không ngừng thiểm động. Tòa cao thai này đúng là một pháp trận loại nhỏ. Dưới những cây cột đá này là một lớp bạch sắc quang mạc mông lung trải rộng bao phủ toàn bộ cao thai. Ở bên ngoài quang mạc khắc vụ cuồn cuộn khiến mắt người khó có thể nhìn rõ mọi thứ. Hàn lập nhìn lên trên đỉnh đầu cũng thấy tình hình tương tự như vậy. Cũng may chút vũ khí đó đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Hàn lập không khỏi nhíu mày. Hàn huynh, nơi này là... Nhiên lệ cuối cùng cũng tỉnh lại sau chút mê muội khi truyền tống, khi thấy cảnh tượng quỷ dị xung quanh thì sắc mặt trắng bệch xem ra chúng ta đã bị quỷ vụ kia chuyển tới một địa phương khác. Hàn Lập vẫn giữ được vẻ chấn định, chẳng lẽ nơi này không còn là Minh Hà Chi Địa, nghiên lệ nghe thấy lời này liền tỏ ra vui vẻ, điều này rất khó nói. Nhưng căn cứ theo kinh nghiệm truyền tống trước kia thì đợt truyền tống vừa rồi không giống truyền tống cự ly dài. Hẳn vẫn còn trong minh hà chi địa, hàn lập lắc đầu, cẩn thận nói. Vừa nghe thấy vậy, trên mặt nghiên lệ tràn đầy thất vọng, nhưng dường như nàng nhớ ra điều gì đó, biến sắc hô lớn. Không xong rồi, nguyên sư muội vẫn còn ở ngoài hắc vụ chứ không cùng chúng ta truyền tống tới đây. Chúng ta lạc nhau rồi, đạo hữu không cần lo lắng quá, với cơ chí của nguyên cô nương thì cho dù có một mình cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chỉ là chúng ta giờ không biết đây là nơi nào, chỉ cần chưa ra khỏi minh hà chi địa thì tìm được nguyên đạo hữu cũng không phải việc khó. Hàn lập trầm giọng nói, nghe Hàn lập nói vậy, vẻ lo âu trên mặt nghiên lệ cũng giảm xuống. Ta cùng sư muội từ khi nhập đạo tới nay rất ít khi chia lìa nhau vừa rồi do đột nhiên không nhìn thấy nguyên sư muội nên có chút thất thố mong hàn huynh đừng cười không có gì nguyên đạo hữu cùng nhiên cô nương tỉ muội tình thâm đó vốn là nhân tình chẳng qua cho dù có lo lắng cho nguyên đạo hữu thì cũng cần giải quyết được phiền phức của bản thân mới được hàn lập cười khổ lên tiếng trả lời sau đó đảo mắt nhìn quanh rồi bước tới cột đá gần đó hai mắt hắn khẽ hít lại đánh giá phù văn khác ở bên trên rồi lại quay đầu nhìn về phía quang mạc bên ngoài trong mắt lóe lên ánh lam mang Hàn Lập nháy mắt thi triển ra thần thông minh thanh linh mục. Lúc này tuy hắc vụ nồng đậm vô cùng nhưng vẫn bị linh mục thần thông của hắn xuyên qua, từ đó mà quan sát hết thảy sự tình trong hắc vụ. Ồ, thần sắc Hàn Lập thoáng động, hô nhỏ một tiếng, Hàn Huynh phát hiện ra điều gì rồi sao? Nhiên lệ cũng đã đi tới, lo lắng hỏi, nơi đây trừ bỏ tòa cao thai chỗ chúng ta ra, tại phụ cận có sáu tòa kiến trúc giống nhau tạo thành một vòng tròn. Hơn nữa nơi này có vẻ như là ở trong lòng núi. Hàn Lập hít sâu một hơi, chậm rãi trả lời, lòng núi, nếu chúng ta còn chưa ra khỏi Minh Hà Chi Địa, vậy ai lại làm những thứ này ở nơi đây? Đôi mờ mi thanh tú của nghiên lệ nhíu chặt, lẩm bẩm nói. Điều này quả thực khó đoán, nhưng thứ ta muốn biết hơn nữa chính là người này sao lại có thể điều khiển quỷ vụ hút chúng ta tới đây? Chẳng lẽ có quan hệ với la hầu thú sao? Hàn lập không có đầu mối nên không thể khẳng định điều gì. Cứ ở nơi đây suy đoán cũng không ích lợi gì. Nghiên lệ thở dài, đương nhiên rồi, không ai biết được chủ nhân nơi này tính tình thế nào. Hãy nhìn xem, nói hộ cháo nơi đây là một lồng giam cũng không sai, trước tiên cần rời khỏi nơi đây rồi tính sau. Vừa rồi ta nhìn phù văn trên thân của thấy vô cùng thâm ảo, bằng vào tạo nghệ trận pháp của bản thân cũng không thể hiểu được. Chỉ còn một cách dùng lực phá vỡ nơi này mà ra. Hàn lập sờ cầm, nói, trận pháp nơi đây quả thực huyền diệu, tiểu ngụy cũng có nghiên cứu một chút về trận pháp chi đạo, chẳng bằng thử xem qua một chút. Nghiên lệ suy nghĩ một chút rồi nói, giọng nàng cũng khá tự tin. Ồ, nếu nghiên cô nương có thể khai trừ cấm chế nơi này được là tốt nhất. Hàn lập nghe vậy thì thoáng ngẩn ra, nhưng lập tức mỉm cười lùi thân tránh sang một bên. Nghiên lệ cũng không khách khí tiến đến cột đá trước mặt, thần tình chăm chú, mục quang không ngừng chấp động quan sát phù văn trên đây. Hàn lập chắp tay sau lưng tiếp tục nhìn về phía ngoài quang mạc, cẩn thận đánh giá. Khoảng một tuần trà sau, nghiên lệ thở dài một hơi, sắc mặt tái nhợt đưa ánh mắt chuyển khỏi đám phù văn trên trụ đáo, miễn cưỡng cười với Hàn Lập. Khiến Hàn Huynh chê cười rồi, cấm chế này thâm ảo hơn rất nhiều so với dự đoán của tiểu muội sợ rằng lực bất tòng tâm. Không sao, nếu không thể thì hãy để phi kiếm của ta thử xem. Hàn Lập lơ đễnh trả lời, dường như sớm đã đoán được. Hắn phất tay áo, theo tiếng kiếm ngân vang vọng một thanh kim sắc tiểu kiếm dài một tấc bắn ra. Phi kiếm này xoay tròn trên đỉnh đầu Hàn Lập một vòng sau đó nhanh chóng biến dài ba xích kim quang trói mắt, hàn khí bức người. Đi, hàn lập điểm tay chỉ thẳng vào bạch sắc quang mạc trước mặt, quát khẽ một tiếng. Trên đỉnh đầu kim quang lóe lên, phi kiếm hóa thành một giải cầu vòng chém về phía quang mạc. Phanh, âm thanh trầm muộn vang lên, kim mang giao thoa cùng bạch mang, giải cầu vòng kim sắc thoáng chốc đã bị dội ngược lại, trở về nguyên hình. Sắc mặt hàn lập đại biến, lập tức phung tay điều khiển phi kiếm khiến nó một lần nữa ổn định giữa hư không tuy rằng hắn đoán trước được uy năng của quang mạc không nhỏ nhưng không ngờ được nó chắc chắn đến vậy. Thanh Trúc Phong Vân Kiếm không hề gây ra chút tổn hại cho nó. Nghiên lệ bên kia thấy vậy cũng không khỏi ngạc nhiên, nhưng nàng không do dự mà lập tức há miệng phun ra một cây quạt ba tiêu màu đen, sau đó quạt mạnh một cái về phía quang mạc. Từng ngọn lửa tối đen như mực cuồn cuộn thổi tới va chạm với quang mạc nhưng sự tình lúc trước lại hiện ra. Hỏa diễm vừa tiếp xúc với quang mạc thì bạch mang lập tức chấp lên đánh bật đòn công kích trở lại nghiên lệ hít sâu một hơi, cấm chế này lợi hại đến vậy, làm sao để phá mở nó đây? Hàn lập thoáng trầm ngâm, đoạn nhấc tay lên để lộ một bàn tay đen như mực ở bên trong áo bào. Năm ngón tay mở ra, áp lên trên quang mạc, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, hôi hà từ tay hàn lập cuồn cuộn tuôn ra. Quang mạc tưởng như không thể phá mở dưới tác dụng của hôi hà vang lên từng tiếng ông ông không ngừng. Quang mạc bắt đầu nhộn nhạo, khóe miệng hàn lập nhếch lên, mỉm cười. Quả nhiên giống như hắn suy nghĩ, chỉ cần cấm chế có bao hàm ngũ hành thì đều chịu tác dụng của nguyên từ thần quang. Thấy kết quả trước mắt, Hàn Lập điều động pháp lực toàn thân, hà quang từ tay hắn càng lúc càng chói mắt, bạch sắc quang mà càng lúc càng rung động dữ dội. Toàn bộ quang mạc lấy bàn tay Hàn Lập làm trung tâm không ngừng vặn vẹo, uốn khúc. Nghiên Lệ bên kia thấy vậy đã mở to mắt, sự vui mừng xen lẫn sợ hãi tràn đầy trên mặt nàng. Lúc trước tuy đã được chứng kiến Hàn Lập dùng qua nguyên từ thần quang nên nàng cũng biết uy lực của nó không nhỏ, nhưng không ngờ rằng thần quang này lại có thể bài trừ cấm chế thần diệu đến vậy. Một lát sau, tiếng vang trầm muộn truyền ra, toàn bộ quang mạc đã bị nguyên từ thần quang phá mở. Hắc vụ bên ngoài lập tức cuồn cuộn tràn vào ngọc thai. Hàn lập không chút lưỡng lự hóa thân thành thanh sắc đại bàng bay lên, còn nghiên lệ cũng cầm sẵn cây thanh linh phóng ra một đoàn thanh quang bảo hộ toàn thân rồi đằng không bay theo Hàn lập. Lúc trước Hàn lập sớm đã quan sát tình hình phụ cận cho nên sau khi hóa thân thành đại bàng không chút do so dự phóng thẳng vào một hướng khác bên trong hắc vụ chỉ chớp lên vài cái, trước mắt sáng ngời, một bức tường ánh sáng hai màu thanh vàng ngăn cản phía trước mặt hắn. Chẳng qua Hàn Lập liếc mắt đã có thể nhận ra bức tường này chỉ là một loại cấm chế mà thôi cho nên không chút do dự dùng cặp chảo đại bàng sắc bén bổ xuống. Xoạt, một tiếng vang giòn, bức tường ngăn cản đã dễ dàng bị phá mở. Thân hình Hàn Lập nhoáng lên cả người lao qua bức tường. Thanh quang lóe lên, hắn hóa lại thành nhân hình hạ xuống phiến đất đá phía dưới nghiên lệ nửa bước chưa rời theo sát phía sau hàn lập nên cũng hạ xuống mặt đất hàn lập nhanh chóng quay đầu nhìn lại chỉ thấy bước từng hai màu thanh vàng vốn bị phá thủng trong thoáng chốc đã lại trở lại nguyên trạng như ban đầu ngăn cản hắc vụ tại bên ngoài trong lòng hàn lập lúc này mới nhẹ nhõm một chút đúng lúc này nghiên lệ khẽ hô lên hàn huynh nơi này có người hai chúng ta có nên vào không hàn lập nghe thấy vậy thì khẽ dùng mình vội vàng xoay người nhìn theo hướng của nghiên lệ chỉ thấy tại bên ngoài cách nơi bọn họ đứng hơn 10 trượng, trên vách đá bỗng mở ra một thông đạo tràn đầy nhũ bạch sắc quang mang. Hàn Lập nhíu mày cẩn thận đánh giá một chút, khi này mới giật mình không thôi. Bọn họ đang đứng trên một bình thai tại mẻm đá nhô ra, còn tòa ngọc thai cũng ở dưới mẻm đá này. Nhìn động khẩu, Hàn Lập cũng không lập tức tiến tới mà đánh giá một chút sau đó từ trong tay áo bắn ra hai đoàn kim hoa chúng xoay tròn rồi hóa thành hai con kim sắc giáp trùng to bằng nắm tay bay thẳng vào bên trong động khẩu, còn hàn lập lại ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm lại hai mắt. Nhiên lệ thấy vậy biết hắn đang khu trùng tra xét tình hình trong động nên yên lặng chờ đợi. Ước chừng thời gian độ một bữa cơm trôi qua, sắc mặt hàn lập bỗng trở lên trắng bệch, hai mắt trợn trưng. Không tốt, trong động có người, hơn nữa tu vị sâu không lường được. Linh trùng của ta bị người này dễ dàng bắt lấy. Hàn Lập vừa nói xong lời này thì âm thanh già nua của một lão giả bỗng từ bốn phương tám hướng vang lên. Thảo nào ta cảm thấy thất môn tỏa âm trận có chút vấn đều, hóa ra là có khách nhân đến thăm phủ. Hai vị nếu đã đến đây thì xin mời vào. chương 1512, Thanh Nguyên Tử. Nghe thấy âm thanh già nua này, Hàn Lập cùng nghiên lệ không khỏi kinh hãi ngước mắt nhìn nhau. Đi thôi, người này tu vị sâu không lường được, quyết không dưới yêu vương lục túc. Không, Thông qua thần niệm lưu trên linh trùng cảm ứng được thì người này còn đáng sợ hơn nhóm yêu vương kia nhiều. Tuy trong lòng Hàn Lập bất an nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh quay sang nói với Nghiên Lệ. Nàng thấy Hàn Lập trấn tĩnh như vậy thì cũng an tâm hơn vài phần, gật đầu lặng lẽ đi theo hắn. Cả hai từ từ bước vào bên trong động khẩu, thông đạo này cũng không lớn hay có nét đặc thù gì, tất cả đều do đá tảng bình thường tạo thành mà thôi. Dọc theo thông đạo vào sâu thêm trăm trượng ánh sáng bắt đầu hiện ra, một đại sảnh kiểu dáng cổ kính xa xưa xuất hiện diện tích đại sảnh này không nhỏ, ước chừng rộng khoảng hơn trăm trượng. Chỉ là cả sảnh rộng như vậy nhưng chỉ bày biện vài đồ dùng đơn sơ mà thôi, ngoại trừ vài cái bàn thì cũng chỉ có mấy bồn cây hoa kỳ lạ ở bốn góc đại sảnh. Đám cây hoa này chỉ cao hơn một xích nhưng từ xa cũng cảm nhận được hơi thở thảo mộc nồng đậm của chúng. Tuy chỉ vài bồn thôi nhưng lại khiến cho người khác như lạc vào núi cao rừng rậm. Ở chính giữa đại sảnh có một lão giả hôi bào đang an tỏa trên ghế. Sâu dài ba xích, dung mạo phổ thông, chỉ có ánh mắt lập lóe tinh quang khiến người khác chú ý. Ông ta đang lặng quan sát hai người mới vào, các ngươi là người nhân tộc, ngoài dữ liệu, lão giả lại là người lên tiếng trước. Hàn lập thoáng đảo mắt qua người lão giả, kết quả nhận được khiến hắn kinh hãi, nhanh chóng khom người trả lời. Tiền bối cũng biết nhân tộc, không biết nên xưng hô thế nào với tiền bối. Hắc hắc, đâu chỉ là biết, lão phu cũng là người nhân tộc. Tính danh trước kia cũng không cần nhắc lại, hiện tại chỉ có một chữ Khương. Lão giả mỉm cười, nụ cười của ông ta hỏa ái rực rỡ như dương quang chiếu dọi tới hai người Hàn Lập. Tiền bối là người nhân tộc, Hàn Lập cùng nghiên lệ lắp bắp kinh hãi. Riêng nghiên lệ không kìm chế nổi bật thốt lên thành tiếng. Thế nào, chẳng lẽ Lão Phu là người nhân tộc là việc rất kỳ quái sao? Lão giả hắc hắc cười nói. Tất nhiên hai người vãn bối không có ý đó, chỉ không ngờ tới tại một nơi xa xôi thế này lại có thể nhìn thấy người bồn tộc. Dị sắc trên mặt Hàn Lập thoáng chốc tan biến hết, vội vã đáp. Tu vị của lão giả trước mắt của thực không thể dò nổi, hắn cũng không dám sơ suất chút nào. Lão phu tuy xuất thân nhân tộc nhưng thân thể hiện tại lại không còn như cũ. Do cơ duyên xảo hợp lên ta đã đoạt xá được thân thể trường nguyên tộc một tộc vô cùng thưa thớt. Người trong tộc này trời sinh đã tinh thông các loại thần thông công pháp, trong cơ thể ẩn chứa các loại thiên phú tu luyện khó có thể ngờ được. Mỗi một loại cũng đủ để làm kim chỉ nam cho kỳ tài tu luyện của nhân tộc chúng ta. Lão giả vươn hai cánh tay lên trước, từ từ nói hàn lập chưa từng được nghe nói tới trường nguyên tộc kia nhưng lão giả trước mắt cho dù là dung mạo hay lời nói đều không khác so với mọi người trong nhân tộc căn bản không nhìn thấy điểm khác biệt trong mắt hàn lập không khỏi xuất hiện vẻ kỳ quái hai người cũng không cần kinh ngạc tuy hiện giờ dung mạo của ta vẫn là của nhân tộc nhưng cũng là do lão phu mất không ít công phu mới có thể luyện hóa thân thể trường nguyên tộc trở về hình dáng trước kia mục quang lão giả chợt lóe tiền bối thần thông kinh người là do hai người vãn bối kém hiểu biết Hàn Lập thấy đối phương nói ra sự tình nghịch thiên như vậy mà vẫn thong dong như kể một câu chuyện thông thường vậy, nên không khỏi dùng mình. Chỉ là nét mặt bên ngoài vẫn vô cùng cung kính, lại nói tiếp, từ khi ta đạo Pháp sơ thành đã rời khỏi nhân tộc, chưa từng trở lại một lần. Đối với tình huống hiện giờ của nhân tộc ta quả thực có chút hứng thú. Hai người các người bằng lòng nói qua cho Lão Phu một chút chứ. Lão giả bình thản nói, tiền bối muốn biết việc gì, hai người vãn bối nhất định sẽ tận tình nói hết. Hàn Lập liếc mắt nhìn Nghiên Lệ rồi không chút do dự đáp ứng. Rất tốt, cũng không biết mấy hảo bằng hữu của lão phu trong tộc năm đó còn được mấy người. Lão giả lộ vẻ hài lòng, vỗ tay cười to, tiếp đó lão giả lại trầm ngâm một chút, mục quang đảo qua hai người, trong mắt thoáng lóe lên kim mang, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Hai người tu vị tuy không cao nhưng công pháp tu luyện quả thực có phần thú vị. Một người là bán quỷ chi thân, lần gần nhất lão phu nhìn thấy người tu luyện yêu quỷ chi đạo này đã là chuyện vạn năm trước. Một người pháp lực có chút hỗn tạp, trong cơ thể ẩn chứa một tia ma tính, thân thể lại mạnh mẽ một cách thần kỳ. Xem ra là do kiêm tu nhiều loại công pháp cùng lúc, hoặc là pháp thể song tu. Lão già tiện miệng nói ra, lời lẽ tự nhiên như không có gì. Nhưng những lời này lọt vào trong tai Hàn Lập cùng Nghiên Lệ lại chắc khác nào tiếng sét giữa trời. Thần sắc Nghiên Lệ có chút tái nhợt, thần sắc Hàn Lập cũng đại biến. Đối phương chỉ cần liếc qua bọn họ đã nhìn rõ chi tiết của cả hai. Hàn Lập cố chế ngự cảm giác hoảng sợ trong lòng, định ngượng cười nói thì thần sắc lão giả thoáng động ồ lên một tiếng, kim quang trong mắt tăng mạnh. Ông ta cũng không nói lời nào chỉ ngoắc tay về phía Hàn Lập. Hàn Lập còn chưa hiểu ý tứ đối phương là gì thì đã cảm giác thấy 72 cây thanh trúc phong vân kiếm trong cơ thể đồng loạt run lên, dường như chúng bị một cỗ hấp lực thật lớn thôi động, liền tự động phóng ra quay tròn khắp toàn thân. Hàn Lập kinh hãi, trên người hắn lập tức nổi tên từng trận ông Minh, hôi sắc hà quang cùng kim sắc điện hồ đồng thời nổi lên bảo hộ toàn thân, âm thanh hắn lúc này có vài phần kinh nộ. Tiền bối, đây là sao? Chẳng lẽ ta đắc tội ngài? Trong lúc hỏi, phía tay áo hắn cũng lóe lên thanh quang. Hơn 10 viên thanh sắc lôi châu không một tiếng động đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đồng thời tay kia nắm chặt linh thú hoàn có chứa phệ kim trùng. Tuy rằng bảo vật trên người hắn không ít nhưng đối mặt với lão giả sâu không lường được này thì cũng chỉ có hai thứ này mới có chút tác dụng nhất định. Tại kiểu dáng cùng phương thức luyện chế thì đây đích thực là thanh trúc phong vân kiếm, hơn nữa cũng là 72 thanh. Nhan sắc phi kiếm không đúng lắm, hẳn là về sau đã trộn thêm thứ khác vào. Tất cả đều do kim lôi trúc luyện chế thành, quả là một danh tác. Ngay cả lão phu cũng không thể có nhiều kim lôi trúc như vậy. Lão giả nhìn chằm chằm vào 72 thanh tiểu kiếm kim quang trói mắt mà không chút để ý tới nét mặt cổ quái của Hàn Lập, không ngừng tự thì thào một mình. Hàn Lập nghe lão giả nhắc đến tên Thanh Trúc Phong Vân Kiếm thì thoáng ngẩn ra, lại nhìn nét mặt kinh ngạc của lão giả thì trong lòng bỗng xuất hiện một suy đoán khó có thể tin. Một lát sau, lão giả khẽ thở dài một hơi rốt cuộc cũng đã dừng việc tự lẩm bẩm một mình cũng rời ánh mắt khỏi 72 cây Thanh Trúc Phong Vân Kiếm kim quang trói mắt rồi tự nhắm lại hai mắt. Cơ hồ cũng lúc đó, Hàn Lập lập tức cảm nhận được phi kiếm đã khôi phục quyền tự chủ nên không chút do dự vung tay bắt quyết. Nhất thời tất cả phi kiếm lóe lên rồi tiến vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy đâu sau đó hắn cũng đồng thời dùng một vẻ mặt đầy cổ quái nhìn lão giả phía trước trầm mặc không nói nghiên lệ bên kia dường như cũng nhìn thấy nét quỷ dị của lão giả và hàn lập tuy rằng nàng không hiểu có chuyện gì nhưng cũng thức thời không lên tiếng không lâu sau đó lão giả họ khương lại mở mắt nhìn về phía hàn lập khẽ mỉm cười nói hắc hắc xem ra thanh nguyên kiếm quyết ta lưu lại nhân giới năm đó đã rơi vào trong tay ngươi chắc ngươi cũng là tu sĩ từ nhân giới phi thăng lên kiếm quyết này năm đó vẫn chưa thập toàn thập mỹ Người dựa vào pháp quyết luyện chế ra 72 cây thanh trúc phong vân kiếm làm bổn mạng pháp bảo, lại dùng thần mộc như kim lôi trúc làm chủ tài liệu. Quả thực không mấy người có thể làm được như thế. Lão giả vừa nói vừa tặc lưỡi lấy làm lạ liên tục, thận trọng đánh giá Hàn Lập vài lần như kiểm tra đồ quý vậy. Vãn đối quả đúng là có được thanh nguyên kiếm quyết, cũng là tu sĩ phi thăng. Nếu vậy, Khương Tiền Bối cũng chính là thanh nguyên tử tiền bối. Sắc mặt Hàn Lập đầy vẻ nghiêm túc, lại thi lễ nói hắn lúc ở nhân giới chủ tu thanh nguyên kiếm quyết mà lúc này lại có thể đứng trước mặt thanh nguyên tử từ đó có thể hiểu rõ sự cảm khái trong lòng thanh nguyên tử đúng là vậy mà cũng không hẳn là vậy nói đúng ra ta chỉ được xem là nửa thanh nguyên tử mà thôi lão giả cười ảm đạm khoát tay ra hiệu hàn lập không cần làm đại lễ một nửa hàn lập nghe vậy thì thoáng ngẩn ra năm đó thanh nguyên tử đang du lịch trên đại lục thì bị vài kẻ cường địch vây công kết quả tuy may mắn giữ được tính mạng nhưng nhục thân bị hủy hồn phách cũng bị đánh tan mất một nửa. Trong lúc nguy cấp nhất không ngờ lại gặp được một gã trường nguyên tộc, liền chiếm lấy nhục thể của hắn sau đó mạnh mẽ dung hợp hồn phách để tu bổ tinh hồn của bản thân. Vậy nên một nửa trí nhớ hiện tại của ta là của thanh nguyên tử, còn một nửa lại là của tên trường nguyên tộc kia. Cũng nhờ cơ hội này tu vị của ta đột nhiên tăng mạnh đạt tới cảnh giới hiện giờ. Nhưng nếu người nói ta là thanh nguyên tử cũng không phải là sai. Lão giả họ Khương thản nhiên nói, hàn lập trợn chừng hai mắt, há mồm cứng miệng. Năm đó khi dung hợp, ta tuy đã vứt bỏ không ít trí nhớ của thanh nguyên tử nhưng tất cả những gì liên quan đến thanh nguyên kiếm quyết ta đều lưu lại. Người dùng kim lôi trúc làm chủ tài liệu, đây vốn là thứ tốt nhất để làm phi kiếm một thuộc tính, nhưng đáng tiếc thứ trước mắt lại bị nhập thêm các loại tài liệu khác một cách lung tung khiến một linh tính trong phi kiếm trở lên hỗn tạp. Nếu không dưới nhiều năm bồi dưỡng như vậy phi kiếm của ngươi cũng đã sớm tiến tới cảnh giới kiếm tâm thông linh, chỉ bằng một bộ phi kiếm cũng đủ để tung hoành trong đám tồn tại cùng dai. Hắc hắc, Năm đó trên người thanh nguyên tử ngoại trừ một bộ thanh trúc phong lôi kiếm thì không còn bất cứ pháp bảo nào khác. Từ lúc còn là hóa thần đã có thể đánh bại tồn tại cấp luyện hư, còn khi lên tới luyện hư đủ để khiến tu sĩ hợp thể kiêng kỵ vài phần. Hồi bào lão giả có phần tiếc hận nói, nghe được lời này của lão giả, hàn lập sờ cầm cười khổ. Có lẽ lời của Khương lão giả là thật, nhưng tình hình năm đó tại nhân giới của hắn nguy cơ trùng trùng nên sao có thể không bỏ dài lấy ngắn. Hơn nữa trên thực tế hiện tại hắn cũng có thể dễ dàng đánh bại tồn tại cấp luyện hư, nếu mình có thể tiến giai lên luyện hư thì khi đối mặt với tồn tại hợp thể kỳ cũng đồng dạng nắm chắc khả năng tự bảo vệ mình. Đương nhiên những lời này hắn không thể nói ra trước mặt lão giả, mà chỉ có thể dùng nét mặt xấu hổ để ứng phó. Cho dù thế này mà nói thì nếu ngươi đã kế thừa Thanh Nguyên kiếm quyết, mà trên người ta cũng có một nửa trí nhớ của Thanh Nguyên tử nên coi như ngươi cùng ta cũng có một chút sâu xa. Hiện giờ ta hỏi một chuyện, ngươi cần thành thật trả lời ta. Hai người các ngươi có phải tiến vào Minh Hà chi địa lần này cùng đám ngoại nhân kia? Gương mặt lão giả bỗng trầm xuống, giọng nói cũng lạnh đi.